Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1056, một dán mặt nóng lên mông lạnh. Trên đường đi, Lý Nhị Bình căn bản đã suy nghĩ kỹ càng về phương diện này, tuy Vương Tử Quân đã quyết định không muốn gặp Cổ Thập Minh, thế nhưng nàng vẫn cố gắng làm ra vẻ gọi điện thoại cho Khương Long Cương, sau đó nói. Chào Long Cương, tôi là Lý Nhị Bình. Long Cương, Bí thư Vương có rảnh không? Trưởng phòng của phòng tài chính tỉnh đến thành phố La Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát, muốn hỏi xem Bí thư Vương có rảnh không? Sau khi nói thêm vài câu với đầu dây bên kia, Lý Nhị Bình cúp điện thoại nói. Trưởng phòng Cổ, thật sự không trùng hợp, Bí thư Vương vừa mới rời đi. Vẻ mặt Cổ Thập Minh chợt tối sầm lại, hắn đến La Nam vì cái gì, hắn tin mình và Vương Tử Quân đều biết rõ ràng. Bây giờ Vương Tử Quân lại đi ra ngoài, chứng tỏ là Bí thư Vương không muốn gặp mặt hắn. Không muốn gặp mặt thì tất nhiên suy nghĩ của Cổ Thập Minh sẽ khó thành, đây cũng là một loại biểu hiện thái độ, đó chính là Vương Tử Quân căn bản không ủng hộ hắn làm Bí thư Thị ủy La Nam. Cổ Thập Minh thầm căm hận thế nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Lần này hắn đến La Nam nghiên cứu khảo sát căn bản chỉ là sắp xếp nửa ngày mà thôi, nhưng sau khi nghe được tin tức Vương Tử Quân không muốn gặp mình, hắn quyết định ở lại La Nam một ngày. Vì đến thành phố La Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thế nên công tác rất đơn giản, hơn nữa Lý Nhị Bình và phòng tài chính của thành phố La Nam liên tục phối hợp, vì vậy mà địa điểm nghiên cứu khảo sát của Cổ Thập Minh căn bản là không tệ. Vương Tử Quân biết rõ tin tức Cổ Thập Minh tiến vào ở trong khách sạn La Nam, nghe nói Cổ Thập Minh sẽ ở lại nghiên cứu khảo sát một ngày, hắn dùng giọng khinh thường nói. Chút tài mọn mà thôi. Bí thư Vương, ngài có muốn gặp mặt anh ta không? Hà Khởi Duệ sau khi sắp xếp tốt cho Cổ Thập Minh thì đi vào trong phòng làm việc báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo thản nhiên nói. Cổ Thập Minh làm như vậy để biểu hiện thái độ, tôi không gặp mặt cũng là cho người ta thấy thái độ của mình, gặp không bằng không gặp. Vương Tử Quân nói một câu căn bản phá hỏng tình huống tiếp đón Cổ Thập Minh. Tuy ngày hôm sau Hà Khởi Duệ và Lý Nhị Bình tiếp đón Cổ Thập Minh nồng nhiệt, thế nhưng đáng tiếc là Cổ Thập Minh không có cơ hội gặp mặt Vương Tử Quân. Bí thư Vương có chuyện không thể xuất hiện, đó là lý do của thành phố La Nam, một lý do có ý nghĩa rất sâu xa. Sáng sớm ngày thứ ba Cổ Thập Minh mới rời khỏi thành phố La Nam, trước khi đi cũng không quên cho ra thành phố La Nam khá nhiều chính sách ưu đãi. Người thường nhìn vào cảm thấy quá trình nghiên cứu khảo sát lần này của trưởng phòng Cổ Thập Minh làm cho người ta rất thỏa mãn, kết quả vui vẻ đôi bên. Thực tế có chuyện gì xảy ra thì người trong quan trường đều ngầm hiểu rõ ràng. Sau khi lên xe thì trưởng phòng Cổ trầm mặc không rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước có vài phần xa xôi, bầu không khí trong xe rất khẩn trương. Chủ nhiệm Lý Ngôn Lộ của văn phòng phòng tài chính căn bản không nói một lời nào, hắn mở một chai nước, sau đó cẩn thận đóng nắp lại, sau đó đặt lên giá đỡ ngay bên cạnh tay phải Cổ Thập Minh. Sau khi trở về nhanh chóng viết ra bài luận về kinh nghiệm tiên tiến của thành phố La Nam, cố gắng cho lên trang đầu của Nhật báo Sơn Nam. Cổ Thập Minh cảm nhận được động tĩnh ở bên cạnh, sau đó mở mắt ra nhìn Lý Ngôn Lộ, sau đó vuốt vuốt thái dương của mình rồi dùng giọng phân phó nói. Trong phòng tài chính thì vị trí chủ nhiệm văn phòng căn bản là kém chút lợi ích thực tế so với những người nắm nghiệp vụ cụ thể, nhưng có một điều mà nhóm người kia thua kém. Chính là chủ nhiệm văn phòng luôn là tâm phúc của chủ nhiệm Cổ. Trước nay vị trí như vậy căn bản không phải là người bình thường có thể làm được. Tất nhiên Lý Ngôn Lộ cũng cố gắng phát triển công tác của mình đến cực hạn, làm việc rất sinh động. Hơn nữa hắn còn có một bản lĩnh đặc thù, chính là mũi còn nhạy hơn cả chó, có bất kỳ động tĩnh nào cũng nhìn vào và hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo. Tất cả sự việc căn bản không cần lãnh đạo mở miệng hỏi, hắn có thể vung tay xử lý cực kỳ thỏa đáng. Lần này trưởng phòng xuống tuyến dưới nghiên cứu khảo sát, tất nhiên hắn biết rõ ý nghĩ của lãnh đạo. Nhưng hành trình đến La Nam lần này căn bản là không có thu hoạch gì, nói khó nghe thì chủ của mình rõ ràng bị người ta cho một gậy vào đầu. Mặc dù người ngoài nhìn vào thấy thành phố La Nam tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng người trong cuộc mới thấy như gần như xa và khá lạnh nhạt. Lý Ngôn Lộ có thể thấy rõ sự cô đơn của trưởng phòng Cổ, bây giờ hắn nên làm gì bây giờ? Đây không phải là lãnh đạo đang dán mặt nóng lên mông lạnh của thành phố La Nam sao? Điều này làm cho chủ nhiệm Lý cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng Lý Ngôn Lộ là chủ nhiệm văn phòng,
hắn căn bản luôn cố gắng chấp hành chỉ thị của trưởng phòng cổ, dù không hiểu cũng phải chấp hành, thế là hắn gật đầu nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng thực hiện. Cổ Thập Minh giống như nhìn ra vẻ trần trờ của chủ nhiệm Lý, hắn cười nói. Thành phố La Nam không phải là địa phương bình thường, chúng ta không nên trêu vào, chỉ có thể cúi đầu làm tốt quan hệ mà thôi. Cổ Thập Minh nói xong thì nhắm mắt lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hắn khẽ dựa lưng ngồi lên chiếc ghế phía sau. Lời nói vừa rồi của hắn cũng căn bản không phải là đầy đủ, chỉ là cho ra một lý do đường hoàng cho người ta nhìn vào mà thôi. Thật ra trong lòng hắn còn có một ý nghĩ khác, đó chính là muốn dùng thái độ an phận của mình để cho đám người chủ tịch Thạch nhìn vào. Cổ Thập Minh tin tưởng những gì mình gặp phải ở thành phố La Nam sẽ được người báo cáo cho chủ tịch Thạch, mà chủ tịch Thạch là người bao che khuyết điểm. Vương Tử Quân làm cho mình chịu uất ức, như vậy chủ tịch Thạch nhất định sẽ càng giúp đỡ mình ở sự kiện tiến lên vị trí bí thư thị ủy La Nam. Vương Tử Quân, vì sao anh lại cứ muốn cản đường tôi? Mặc dù Cổ Thập Minh cảm thấy rất đắc ý vì thủ đoạn nhỏ của mình, thế nhưng mây đen trong đầu hắn vẫn khó thể nào tiêu tan được. Quan trường luôn là một bệ phóng mà người ta luôn chú ý cao độ, chủ tịch Thạch là người trăm phương ngàn kế ủng hộ mình, vì sao Vương Tử Quân anh lại không giúp đỡ? Sao không theo thời thế? Vì sao cứ mãi kéo chân mình? Cổ Thập Minh nghĩ đến đây mà cảm thấy những ưu phiền trong lòng ngày càng nhiều, hắn biết rõ chủ tịch Thạch sẽ toàn lực giúp đỡ mình, thế nhưng không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân thì chủ tịch Thạch dù cố gắng cũng không có kết quả cao độ. Nếu khi đó có một nhân tuyển khác cho vị trí bí thư thị ủy La Nam, như vậy phải làm sao bây giờ? Thạch Kiên Quân là người đầu tiên biết về tình huống Cổ Thập Minh đi gặp Thạch Kiên Quân, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Lần này Cổ Thập Minh đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, tuy không phải là hắn bày mưu đặt kế, thế nhưng lại có bóng dáng của hắn ở bên trong. Không ngờ Vương Tử Quân lại căn bản tránh mặt không gặp, đây là đang làm gì? Không phải chẳng thèm nể mặt mình sao? Tiến binh, anh nói xem, Tử Quân đây là đang tỏ thái độ gì? Sau khi áp chế lửa giận trong lòng, Thạch Kiên Quân mở miệng hỏi Lữ Tiến Binh. Lữ Tiến Binh trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy Bí Thư Vương làm như vậy rõ ràng là muốn biểu đạt thái độ với ngài, căn bản không đồng ý cho Cổ Thập Minh tiến lên làm Bí Thư Thị ủy La Nam, không gặp mặt là một thái độ quá rõ ràng rồi. Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn do dự một lúc, sau đó mới trầm giọng hỏi. Theo ý cậu thì chuyện này nên xử lý thế nào? Chủ tịch Thạch, Dương Cung khó thể quay đầu, có một số việc không thể vì vài vấn đề mà dừng lại, bây giờ quan trọng nhất với ngài là thời gian sau này ở Sơn Nam. Lữ Tiến Binh nói không quá mạnh, thế nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Lữ Tiến Binh có thể được điều động đến tỉnh Sơn Nam làm trưởng phòng tổ chức vào thời điểm mấu chốt, điều này nói rõ trưởng phòng Lữ không những là một nhân vật chủ chốt của Thạch Phái, càng là tâm phúc của Thạch Kiên Quân. Trước khi đến tỉnh Sơn Nam thì Lữ Tiến Binh nghĩ rằng mình là nhân vật số 2 của Thạch Phái ở tỉnh Sơn Nam, thế nên sau khi đến Sơn Nam thì hắn mới biết sự thật không đẹp như mình tưởng tượng. Đối với Thạch Kiên Quân thì một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có địa vị kém hơn cả một bí thư thị ủy La Nam là Vương Tử Quân. Dù sau này Vương Tử Quân mới tiến vào thường ủy tỉnh ủy, cũng phải xếp sau Lữ Tiến Binh, thế nhưng vì thua kém mà trong lòng hắn luôn sinh ra cảm giác khó cân đối. Trước kia hắn sở dĩ phối hợp công tác với chủ tịch Thạch cũng là vì cam tâm làm anh hùng ở sau màn, đó là vì muốn thúc đẩy công tác của Thạch Kiên Quân. Bây giờ Thạch Kiên Quân có chút bất mãn với Vương Tử Quân ở sự kiện đề bạt Cổ Thập Minh, thế cho nên hắn căn bản không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Chương 1056, 2, dán mặt nóng lên mông lạnh. Lẽ ra người cùng một phe phái mà tranh giành tình nhân là không tốt, thế nhưng lúc này Lữ Tiến Binh lại sinh ra xúc động khác thường, tất nhiên thái độ như vậy căn bản không nên để xảy ra tình huống giấu đầu lòi đuôi. Lữ Tiến Binh cũng biết câu làm việc nghĩa không chùn bước, thế nhưng hắn cũng phải thể hiện chút thái độ và cõi lòng trước mặt lãnh đạo. Tình huống hiện tại căn bản thể hiện mình luôn xuất phát từ lãnh đạo, luôn tập trung tinh thần đi theo ngài. Hơn nữa Cổ Thập Minh được đề bạt thì Lữ Tiến Binh cũng có nhiều chỗ tốt, vào thời điểm này hắn nên nói tốt cho Cổ Thập Minh, như vậy lợi nhiều hơn hại. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân càng thêm nghiêm túc, hắn lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo. Chỉ nửa phút sau gương mặt đã bị sương mù che phủ. Lữ Tiến Binh nhìn gương mặt mơ hồ trong khói thuốc của lãnh đạo, hắn biết lúc này Thạch Kiên Quân đang do dự.
Hắn căn bản không phải chỉ liên hệ với Thạch Kiên Quân một vài ngày, hắn biết lãnh đạo căn bản là người sát phạt quyết đoán. Lúc này sở dĩ Thạch Kiên Quân không thể hạ quyết tâm cũng là vì không nắm chắc được vị trí bí thư thị ủy La Nam, cũng vì sự phản đối của Vương Tử Quân mà hắn sinh ra cố kỵ. Vì Vương Tử Quân phản đối nên Thạch Kiên Quân căn bản không dám quả quyết, chậm chạp không cho ra quyết tâm. Thái độ của lãnh đạo cũng làm cho Lữ Tiến Bình có chút cố kỵ, tâm tính của Thạch Kiên Quân căn bản là sắt đá, không ngờ vì một Vương Tử Quân mà biến tướng như vậy. Chỉ cần nhìn vào thì biết được vị trí của Vương Tử Quân trong lòng Thạch Kiên Quân là như thế nào. Nếu để cho anh Cổ Tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, anh thấy thế nào? Thạch Kiên Quân mở miệng, giọng điệu càng thêm trầm thấp. Để cho Cổ Thập Minh Tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, rõ ràng là đề bạt, mà đề bạt này chính là lùi bước trong sự kiện thành phố La Nam, càng là lùi bước trước mặt Vương Tử Quân. Tuy phó chủ tịch tỉnh không bằng thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng xuất phát từ góc độ của Cổ Thập Minh, tất nhiên Cổ Thập Minh sẽ thỏa mãn. Nhưng Lữ Tiến Bình cảm thấy như vậy là không thể, Thạch Kiên Quân căn bản đã có căn cơ ở Sơn Nam, nhiệm kỳ năm sau Hào Nhất Phong căn bản không thể nào tiếp tục ở lại được. Nếu như bây giờ Thạch Kiên Quân nhượng bộ ở vị trí bí thư thị ủy La Nam, như vậy sẽ là một đả kích với uy tín của Chủ tịch Thạch ở Sơn Nam. Tuy Vương Tử Quân là người sắp phải đi, thế nhưng sự việc lần này căn bản không thể tránh liên quan. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy không bằng cho Hà Khởi Duệ tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Lữ Tiến Bình có chút do dự, cuối cùng dùng giọng kiên định nói. Thạch Kiên Quân không nói gì, hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu, ém khói thuốc xuống tận bụng mình. Hắn vốn là người ít khi hút thuốc, bây giờ không khỏi bị khói thuốc làm cho liên tục ho khan. Hà Khởi Duệ là một người có kinh nghiệm mạnh mẽ trong khối công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thạch Kiên Quân dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó dùng giọng không quá cao nhưng kiên định nói. Gương mặt Lữ Tiến Bình vẫn rất nghiêm túc, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Hắn biết rõ lãnh đạo đã căn bản tiếp nhận ý kiến của mình, thông qua sự kiện đề bạt bí thư thị ủy La Nam lần này, hắn căn bản đã dựng lên quyền uy của một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Tử Quân, tôi nghe nói Cổ Thập Minh sẽ sắp được đề bạt làm bí thư thị ủy La Nam phải không? Trương Thiên Tâm nâng ly rượu trong tay lên rồi dùng giọng tùy ý nói. Trong tỉnh Sơn Nam không có gì được truyền đi nhanh chóng như tin tức điều động nhân sự, hơn nữa sự kiện này còn liên quan đến vị trí thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân không phải là lần đầu tiên nghe được câu hỏi này, thế nhưng hắn chỉ bảo trì một trạng thái trầm mặc. Tuy trong lòng Vương Tử Quân căn bản không thoải mái, thế nhưng hắn là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy La Nam. Hắn không nên cho ra bất kỳ bình luận gì trước khi tỉnh ủy cho ra quyết định rõ ràng. Trương Thiên Tâm thấy Vương Tử Quân căn bản không nói lời nào, thế là trong lòng có chút không yên. Tuy hắn cảm thấy quan hệ giữa Vương Tử Quân và mình vẫn là trước sau như một, hơn nữa Vương Tử Quân đến bây giờ cũng chưa từng ra giá cho mình, nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn thấy rõ sự chênh lệch giữa đôi bên. Vương Tử Quân bây giờ là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, Trương Thiên Tâm chỉ là một thương nhân. Tuy Trương Thiên Tâm dựa vào danh tiếng của Trương gia để bò ngang như cua ở Sơn Nam, thế nhưng chênh lệch giữa hắn và Vương Tử Quân là quá lớn. Lúc này Vương Tử Quân căn bản đã là một tồn tại ngang hàng với Trương Đông Viễn ở tỉnh Sơn Nam. Tử Quân, Cổ Thập Minh tên kia căn bản không là thứ gì ra hồn, nghe nói rất giỏi trở mặt, nếu để cho người này đến thành phố La Nam, không biết sau này sẽ phá hoại ra sao. Trương Thiên Tâm vốn không quan tâm đến quan trường. Thế nhưng sau khi bị Vương Tử Quân dùng ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua, hắn thành thật nói ra tâm tư của mình. Vương Tử Quân nâng ly trà lên trước mặt nhấp một ngụm, sau đó hắn thản nhiên nói. Chuyện này không phải thứ mà cậu có thể quan tâm, cậu nên đặt tâm tư lên phương diện buôn bán kinh doanh, nghe nói năm nay cậu sẽ phải lỗ vốn đấy. Đây là chuyện nhỏ, sang năm là khác ngay thôi. Trương Thiên Tâm cười một chút, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, khi hắn chuẩn bị kết thúc nói chuyện thì Khương Long Cương đi đến. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, vừa nhận được điện thoại của văn phòng tỉnh ủy, Bí thư Nhất Phong muốn gặp ngài. Hào Nhất Phong muốn gặp mình, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó mới khẽ nói. Mấy giờ? 3 giờ chiều nay. Khương Long Cương là người căn bản rất nhanh nhạy ở những câu hỏi mang tính chính xác của Vương Tử Quân. À, tôi biết rồi,
cậu nói Lý Đức Trụ chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đến thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, sau đó phân phó với Khương Long Cương. Trương Thiên Tâm nghe nói Vương Tử Quân sẽ đến Sơn Viên thì vẻ mặt sáng ngời, hắn chờ Khương Long Cương đi ra ngoài thì cười hì hì nói. Tử Quân, lát nữa tôi cũng về Sơn Viên, tôi nghĩ rằng không có cơ hội dùng cơm tối với cậu, không ngờ đồng chí Hảo Nhất Phong lại khéo hiểu lòng người, xem như chúng ta tối nay được ăn cơm cùng nhau rồi. Bí thư Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, là đồng sự của chú Trương. Thiên Tâm, cậu không còn nhỏ tuổi, ăn nói phải đúng mực, không nên như vậy thì hay hơn. Tử Quân, tôi biết rồi, tôi cũng chỉ nói trước mặt cậu như vậy mà thôi, nếu như là người khác thì tôi sẽ không dám gọi Hảo Nhất Phong là đồng chí. Trương Thiên Tâm cười ha hả dùng giọng cợt nhả nói. Vương Tử Quân căn bản chỉ nhắc nhở Trương Thiên Tâm, dù sao thì đối phương cũng không công tác trong quan trường, không cần quá uy nghiêm làm gì. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà nghĩ về sự kiện Hảo Nhất Phong muốn gặp mặt mình. Lúc này hắn chợt nghĩ rằng Hảo Nhất Phong đang muốn chọn người cho thành phố La Nam. Chuyện của Vương Tử Quân tuy chưa có quyết định nhưng hướng đi trên cơ bản đã rõ ràng. Hảo Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, chắc chắn càng quan tâm đến phương diện bổ sung ai vào vị trí của mình. Một năm qua Hảo Nhất Phong cực kỳ ẩn nhẫn, liên tục nhượng bộ ở vài phương diện điều chỉnh nhân sự. Ngay cả một người mà trước đó Hảo Nhất Phong cực lực phản đối như Cổ Thập Minh cũng được Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung hợp lực đẩy lên làm trưởng phòng tài chính. Lúc này trong mắt một số người thì Hảo Nhất Phong rõ ràng là lão già tỉnh Sơn Nam, chuẩn bị rời khỏi Sơn Nam vào nhiệm kỳ tới. Nhưng Vương Tử Quân căn bản chưa từng nghĩ như vậy, hắn có không ít quan hệ với Hảo Nhất Phong, hắn biết rõ bí thư Nhất Phong là người thế nào. Vì vậy thời gian qua hắn biểu hiện cực kỳ chú ý. Ngoài sự việc liên quan đến La Nam, căn bản không dám phát biểu động chạm đến những thứ khác. Hảo Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, bí thư có ý kiến gì ở sự kiện này không? Khi Vương Tử Quân đi vào trong khu văn phòng thường ủy cực kỳ nghiêm túc, hai nhân viên cảnh vệ đứng gác bên ngoài cúi đầu chào một vị thường ủy tỉnh ủy trẻ tuổi nhất tỉnh. Một vài nhân viên công tác đi lại trên hành lang cũng giống như bị người ta điểm huyệt, cả đám dừng ngay lại, sau đó dạt sang hai bên. Cũng chỉ có vài người cảm thấy mình có thân phận mới có thể cung kính chào hỏi Vương Tử Quân. Bí thư Vương, bí thư Hào còn chưa bàn việc xong, mời ngài nghỉ ngơi một chút. Thư ký của Hào Nhất Phong vừa rót trà cho Vương Tử Quân vừa khẽ nói. Chương 1057, một trận động đất. Trần Tiểu Kiều làm thư ký cho bí thư Hào Nhất Phong chưa được bao lâu, trong mắt Vương Tử Quân thì đây chính là một người trẻ tuổi cực kỳ có ánh mắt và nhiệt tình. Khi thấy Trần Tiểu Kiều là người vui vẻ sảng khoái và rất khéo léo, hắn có vài phần yêu mến, thế nên khẽ hỏi. Tiểu Kiều, cậu làm thư ký cho bí thư Hào Nhất Phong có phải rất áp lực không? Cũng có một chút. Trần Tiểu Kiều biết rõ vị thường ủy tỉnh ủy không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi ở trước mặt chính là nhân vật mà ngay cả bí thư Hào Nhất Phong cũng khó đối phó. Nhưng dù bị bí thư tỉnh ủy áp chế thì Vương Tử Quân vẫn phát triển mạnh mẽ ở Sơn Nam. Thủ đoạn mạnh mẽ thế nào thì hoàn toàn có thể thấy được. Tuy Trần Tiểu Kiều biết rõ mình trò chuyện với Vương Tử Quân rất có thể làm cho bí thư Hào Nhất Phong mất vui, thế nhưng thật sự hắn rất hiếu kỳ, thế nhưng cũng không nhịn được phải nói vài câu với bí thư Vương. Có áp lực mới có động lực, làm việc trong hoàn cảnh áp lực chính là một phương pháp tôi luyện con người cực kỳ tốt. Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi dùng giọng thành thật nói. Khi hai người đang trò chuyện với nhau, Hào Nhất Phong đẩy cửa ban công đi ra, bí thư thị ủy Sơn Viên là La Nhân Huy cũng bình tĩnh đi ra theo phía sau. Khi thấy Vương Tử Quân thì La Nhân Huy khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Nhưng nụ cười nhàn nhạt trên miệng La Nhân Huy làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có vài phần kinh ngạc. Bí thư Vương, bí thư Hào mời ngài đi vào. Một phút sau khi bí thư Hào Nhất Phong đi vào trong phòng, Trần Tiểu Kiều khẽ đi đến nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ thả lỏng suy tư của mình, hắn cất bước đi vào phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Lúc này Hào Nhất Phong cũng không ngồi trên mặt ghế tượng trưng quyền lực cao nhất ở trong tỉnh Sơn Nam, lão đang chăm sóc cho vài bồn hoa bên cửa sổ. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Hào Nhất Phong cười cười nói. Tử Quân, cậu uống ly trà, tôi chăm sóc cho chúng nó một chút đã. Bí thư Hào, ngài cứ bận rộn đi. Vương Tử Quân tùy ý ngồi xuống ghế salon. Trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt như bình thường.
Hào Nhất Phong nói chăm sóc cho hoa cỏ thế nhưng động tác tay cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, căn bản giống như đang chăm sóc tình nhân. Sau khi tu bổ vài cành lá thì lão buông kéo, cũng không quay lại mặt ghế của mình mà ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười sáng lạn nói. Tử Quân, chúc mừng cậu, chuyến này cậu đi thì bay xa ngàn dặm, cũng không nên quên những người bạn già chúng tôi ở lại Sơn Nam đấy nhé. Vương Tử Quân biết rõ Hào Nhất Phong nói cái gì, hắn căn bản chỉ nở nụ cười nhạt với lời nói của Bí Thư Hào, cũng không phân biệt, cũng không chối từ. Hào Nhất Phong không phải là người thường, Vương Tử Quân căn bản chưa nở nụ cười quá rõ ràng, thế nhưng lúc này cũng không thể yên tâm nói lời khẳng định với Hào Nhất Phong, thế cho nên không mở miệng là biện pháp tốt nhất. Hào Nhất Phong nhìn bộ dạng cực kỳ lạnh nhạt không nói lời nào của Vương Tử Quân, thế là trong lòng cũng có vài phần không thoải mái. Thế nhưng lão vẫn cố gắng áp chế cảm giác của mình, tiếp tục dùng giọng hớn hở nói. Tử Quân, cậu là một thành viên có khả năng ở trong tỉnh Sơn Nam, nói thật thì tôi cũng không nỡ để cho cậu đi, nhưng tương lai của cậu là quá quan trọng, tôi không thể trì hoãn được. Nói thật nhé, cậu đi lần này làm cho tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Bí Thư Hào, tôi sẽ không quên những gì ngài đã tài bồi cho mình ở tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân nở nụ cười rất chân thành, người không biết chuyện còn cho rằng Hào Nhất Phong thật sự có công bồi dưỡng Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong nở nụ cười thản nhiên nói. Bồi dưỡng cán bộ trẻ chính là một trong những chức trách của đám đồng chí già lão chúng tôi, cậu không cần phải tạ ơn này nọ làm gì, đây cũng là một nhiệm vụ phụ trách với nhân dân mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất hài hòa, trong phòng liên tục vang lên tiếng cười, điều này không khỏi làm cho thư ký Trần Tiểu Kiều đi vào châm trà cứ tưởng mình nghe lầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nỗi ưu phiền của Bí Thư Hào Nhất Phong chính là Vương Tử Quân, đây là một lời tuyên bố của người tiền nhiệm của Bí Thư Hào Nhất Phong nhắn nhủ cho Trần Tiểu Kiều. Nhưng bây giờ Trần Tiểu Kiều thấy hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, thiếu chút nữa hắn đã hoài nghi lời nhắn nhủ của người tiền nhiệm là sai lầm. Nhưng Hào Nhất Phong và Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến chút tâm tư nhỏ nhặt của Trần Tiểu Kiều, sau khi Trần Tiểu Kiều rót nước bỏ đi, Hào Nhất Phong chợt nói. Tử Quân, nếu như sau khi cậu được điều động, cậu cảm thấy ai là người thích hợp đảm nhiệm vị trí Bí Thư Thị ủy La Nam? Bí Thư Nhất Phong, bây giờ đại cục phát triển của thành phố La Nam đã được mở ra, thế nhưng khó khăn càng nhiều. Nếu muốn cho thành phố La Nam liên tục phát triển kinh tế và cho ra những cống hiến xứng đáng cho tỉnh Sơn Nam, tôi cảm thấy cần phải cho một người quen thuộc La Nam chấp trưởng đại cục La Nam. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Tuy Vương Tử Quân không mở miệng điểm danh, thế nhưng thực tế đã nói ra nhân tuyển của mình. Hào Nhất Phong nghe lời nói của Vương Tử Quân mà khẽ nhíu mày. Hào Nhất Phong khẽ nhíu mày, hành vi này của lãnh đạo được Vương Tử Quân thu vào trong mắt. Hắn thầm suy đoán, cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi bên kia chờ phản ứng của Hào Nhất Phong. À, Tử Quân cậu nói cũng không phải không có lý. Có thể làm cho thành phố La Nam tiếp tục phát triển hay không thì người dẫn đầu là cực kỳ quan trọng, tỉnh ủy sẽ thận trọng suy xét điều này. Hào Nhất Phong nói rồi khẽ thay đổi chủ đề, nhanh chóng đi sang phương diện khác. Vương Tử Quân ở lại nói chuyện với Hào Nhất Phong thêm nửa giờ, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Hắn vừa đi ra ngoài vừa khẽ suy nghĩ về tình huống Hào Nhất Phong nhíu mày, trong lòng thầm có suy đoán. Theo tâm cơ của Hào Nhất Phong thì phải có sẵn chuẩn bị đối với tình huống đưa người lên làm Bí Thư Thị ủy La Nam, thế nhưng đối phương nhíu mày là vì cái gì? Hào Nhất Phong căn bản sẽ không nhíu mày vì lời đề nghị nhân tuyển của mình, điều này Vương Tử Quân căn bản đã biết rõ. Nếu như Hào Nhất Phong không chuẩn bị sẵn tâm lý, như vậy lão đã rời khỏi vị trí Bí Thư Tỉnh ủy Sơn Nam từ lâu rồi. Không. Phải nói là vị trí Bí Thư Tỉnh ủy sẽ không đến tay Hào Nhất Phong nếu như có cách tiếp cận vấn đề như vậy. Bí Thư Tử Quân, đến báo cáo công tác sao? Tiếng thăm hỏi nhẹ nhàng khẽ vang lên làm cho Vương Tử Quân giật mình trong cơn suy tư, hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Lữ Tiến Binh, thế là nhanh chóng nở nụ cười. Chào trưởng phòng Lữ, đã lâu không gặp, khi nào thì ngài mới mở lời triệu kiến tôi đây? Đi Phu biết Vương Tử Quân nói lời vui đùa không có vài phần thật tâm, thế nhưng Lữ Tiến Binh vẫn rất vui, hắn cười ha hả nói. Bí Thư Vương, tôi cũng không dám triệu kiến ngài, nói ra thì ngài phải là người triệu kiến tôi mới đúng. Hai người nói vài lời chê cười,
Lữ Tiến Bình chợt nói. Bí thư Vương, sau khi anh cổ đi khảo sát nghiên cứu thành phố La Nam quay về thì luôn miệng khen ngợi công lao. Tối nay ngài cũng đừng quay về, chúng ta tổ chức một bữa tiệc làm thịt anh ấy được không? Vương Tử Quân sao không hiểu ý nghĩa lời nói của Lữ Tiến Bình? Hắn cười ha hả dùng giọng qua loa nói. Cảm ơn trưởng phòng Lữ, tôi nếu có thời gian thì sẽ đến. Hai người nói chuyện rồi bắt tay qua loa với nhau, thế nhưng tâm tư của bọn họ lại đi ngược lại cái bắt tay hữu hảo của mình. Xem ra Lữ Tiến Bình cố gắng đẩy Cổ Thập Minh Tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, mà Hào Nhất Phong bên kia cũng có ý nghĩ của mình, xem ra sự việc này căn bản là khá khó khăn. Vương Tử Quân căn bản không đi đến khách sạn của phòng tài chính, hắn lên xe đến nhà của Trương Lão Gia Tử. Nhưng hôm nay hắn cũng không thấy Trương Lão Gia Tử bận rộn trong vườn rau, lúc này ông cụ đang ngồi chờ trên một chiếc ghế salon. Lại một năm nữa trôi qua, tuy Trương Lão Gia Tử cũng không có thay đổi gì quá lớn, thế nhưng trên mặt lại có thêm nhiều vết ban. Điều này làm cho gương mặt ông cụ có vài phần già lão, hơn nữa lời nói cũng không còn lớn như trước. Tử Quân, nghe nói cậu sắp phải rời khỏi Sơn Nam sao? Trương Lão Gia Tử nhìn thấy Vương Tử Quân đi đến thì giống như được lên tinh thần, lão khẽ hỏi Vương Tử Quân. Đối với người khác thì Vương Tử Quân sẽ che giấu vài phần, thế nhưng hắn căn bản thành thật nói với Trương Lão Gia Tử. Ông, cháu cũng chỉ vừa nhận được tin mà thôi, còn chưa biết được vị trí cụ thể. Trên phương diện sắp xếp nhân sự, nếu chưa có sắp xếp cụ thể thì căn bản là còn nhiều chuyện xấu, có nhiều sự kiện nước đã đun sôi thế nhưng sau đó vịt lại bay mất. Trương Lão Gia Tử hiểu rõ những điều này, lão cười cười nói. Đi cũng tốt, cậu cũng không nên ở mãi trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân biết rõ sức khỏe của Trương Lão Gia Tử bây giờ không còn quá tốt, cũng không thích hợp nói nhiều về công tác. Thế là hắn bắt đầu kể những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, đặc biệt là những chuyện liên quan đến con trai, các cụ phần lớn đều thích nghe những chuyện thế này. Quả nhiên Vương Tử Quân nói vài chuyện lý thú liên quan đến Tiểu Bảo Nhi làm cho Trương Lão Gia Tử liên tục nở nụ cười, hơn nữa còn nói khi nào Vương Tử Quân có thời gian rảnh thì đưa bé đến nhà chơi. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó hắn chợt sững sờ, là một dãy số lạ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nghe máy. Bí thư Vương, tôi là Trần Nguyên Hà. Cổ Thập Minh đã bị xử xong quy. Giọng nói quen thuộc của Trần Nguyên Hà truyền đến từ đầu dây bên kia. Cái gì, Cổ Thập Minh bị xong quy? Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác ngây ngốc. Vương Tử Quân căn bản không có mấy cảm tình với Cổ Thập Minh, vì vậy mà luôn như gần như xa với đối phương, chưa từng lui tới nhiều. Nhưng Cổ Thập Minh bị xử xong quy, có thể bùng lên mưa gió rất lớn ở tỉnh Sơn Nam. Hầu như không ai không biết ai là người đề bạt Cổ Thập Minh lên vị trí trưởng phòng tài chính, hơn nữa còn là dốc sức đề bạt. Loại người như Cổ Thập Minh bị xử xong quy, điều này mang đến đả kích cực đại cho Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam. Tuy Thạch Kiên Quân căn bản không dễ dàng bị Cổ Thập Minh lấy lợi dụ dỗ, thế nhưng không biết rõ về người được trọng dụng cũng là một điều khó thể cứu chữa. Hơn nữa những chuyện thế này sẽ có người vung tay gây sóng gió. Thạch Kiên Quân căn bản sẽ gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Nếu Thạch Kiên Quân bên kia xảy ra vấn đề thì sao? Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, ý nghĩ của hắn đảo từ tình huống khốn khổ của Thạch Kiên Quân sang biểu hiện của Hào Nhất Phong trong một năm qua, trong lòng chợt ảm đạm. Một năm qua Hào Nhất Phong rất ẩn nhẫn, căn bản luôn thoáng tay ở phương diện bổ nhiệm nhân sự, thế nhưng khi bổ nhiệm Cổ Thập Minh thì căn bản là phản đối. Tuy cuối cùng Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Bình vẫn kiên trì đẩy Cổ Thập Minh tiến lên, thế nhưng những gì được thảo luận ở hội nghị thường ủy vẫn được ghi chép lại rõ ràng. Cổ Thập Minh vốn là điển hình của loại cán bộ khôn khéo, khi nào Thạch Kiên Quân đứng vững chân ở tỉnh Sơn Nam thì hắn mới đến dựa dẫm, bên trong có tính toán gì không? Lý Trọng Khang là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Sơn Nam, rốt cuộc đóng vai trò gì trong sự kiện này? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong lòng Vương Tử Quân. Sự việc như vậy nếu không suy nghĩ cẩn thận thì căn bản là không có gì, nhưng nếu xem xét sâu xa thì ngửi được nhiều hương vị khác thường. Hắn hầu như có thể dự đoán được sự kiện Cổ Thập Minh bị xử xong quy lần này chỉ là một cơn chấn động của trận động đất lớn trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân rất giỏi phương diện liên hệ với người già, tất cả đều cực kỳ đúng chỗ.
Vì thế mà hắn làm cho Trương lão gia tử cực kỳ vui vẻ, hận không thể giữ hắn ở lại mỗi ngày. Thấy Vương Tử Quân đứng ngồi không yên, Trương lão gia tử sợ xảy ra chuyện gì, sợ hắn phải đi nên vội vàng hỏi. Tử Quân, làm sao vậy? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Ông, không có chuyện gì cả, chỉ là có chút chuyện công tác mà thôi. Trương lão gia tử không hề truy vấn mà khẽ nói. Tử Quân, mỗi lần gặp chuyện lớn cần phải bình tĩnh, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, cậu không nên rối loạn khi gặp phải vấn đề, mà phải tỉnh táo xem xét sự việc mới được. Lời nói của Trương lão gia tử làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thấu hiểu, hắn chợt tỉnh táo lại, sau đó cười cười nói. Ông, ngài nói đúng, cháu ở đây sốt ruột cũng không có tác dụng. Khi Vương Tử Quân đang bối rối xem có nên cùng Trương lão gia tử phân tích sự việc này hay không, chợt Khương Long Cương gõ cửa đi đến. Hắn vội vàng trầm giọng báo cáo. Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy có thông báo, nói là 5 giờ chiều sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Lúc này mở hội nghị thường ủy, rõ ràng nói về vấn đề của Cổ Thập Minh. Vương Tử Quân nghĩ đến Cổ Thập Minh, không khỏi nghĩ đến Thạch Kiên Quân, liệu Thạch Kiên Quân có bị liên lụy trong sự kiện này không? Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó gọi điện thoại cho số máy trong phòng làm việc của Chủ tịch Thạch Kiên Quân nhưng không ai nghe máy. Lúc này Vương Tử Quân cũng không muốn gọi điện thoại cho thư ký của Thạch Kiên Quân, hắn có chút do dự, sau đó bấm số điện thoại của Thạch Kiên Quân. Chào Bí thư Vương, bây giờ Chủ tịch Thạch đang trò chuyện cùng Bí thư Nhất Phong, không tiện nghe điện thoại. Anh xem hay là thế này, chút nữa Chủ tịch Thạch đi ra, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, sau đó gọi điện thoại trả lời. Thư ký của Thạch Kiên Quân rất khách khí với Vương Tử Quân, trong lời nói mang theo vài phần tôn kính. Nhưng lúc này Vương Tử Quân không có tâm tư nói những thứ này, hắn ử một tiếng rồi cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng họp nhỏ, lúc này bên trong đã có 4-5 vị thường ủy, nhưng vẻ mặt người nào cũng cực kỳ nghiêm túc. Đám người ngồi đây hút thuốc, cũng có kẻ xem văn kiện, không ai nói với ai lời nào. Ha ha, Bí thư Vương đến rồi đấy à? Đã sớm muốn nói câu chúc mừng với cậu, thế nhưng mãi mà không có cơ hội. Ha ha, hôm nay tôi mời khách, xem như chúc mừng sớm cho cậu. Vương Tử Quân còn chưa kịp ngồi xuống thì Bí thư Thị ủy thành phố Sơn Viên là La Nhân Huy đi đến, lão vừa ngồi xuống vị trí của mình vừa cười hì hì nói. La Nhân Huy trước nay căn bản bằng mặt không bằng lòng với Vương Tử Quân, hai người dù cùng chung một ban ngành, thế nhưng lại rất ít khi nói chuyện. Hơn nữa với mối quan hệ giữa thành phố Sơn Viên và La Nam cũng rất khó, khi La Nam phát triển mạnh mẽ thì càng thêm khó chịu. Lúc này La Nhân Huy nói lời chúc mừng với Vương Tử Quân, tuyệt đối không phải là chúc mừng vì Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, rõ ràng muốn chúc mừng vì sự kiện Cổ Thập Minh. Chương 1058, vì đồng tiền mà binh hùng tướng mạnh phải rơi dụng. Vương Tử Quân thầm suy đoán, sau đó hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn. Hắn cười nói với La Nhân Huy. Bí thư La mời khách thì tôi tất nhiên sẽ không chối từ, tôi sẽ mượn hoa hiến hát peat, sau này chúng ta sẽ cùng đi. Những người khác căn bản sẽ không tham dự vào những đoạn đối thoại giữa hai người, bữa cơm trong lời nói của bọn họ căn bản không phải là ăn cơm bình thường, nó là chính trị. Vì vậy lúc này bầu không khí trong phòng càng thêm bình tĩnh, khi Lữ Tiến Bình cất bước đi vào, vẻ mặt hắn xám trắng. Hắn cắn chặt môi, ánh mắt có vẻ trống rỗng. Trưởng phòng Lữ, hôm nay tôi mời khách, ngài nhất định phải nể mặt thành phố Sơn Viên chúng tôi, đám cán bộ thành phố chúng tôi lúc nào cũng nghĩ sẽ được mời rượu trưởng phòng Lữ. Nếu có trưởng phòng Lữ đi đầu, cho dù bọn họ không lấy được vị trí trưởng phòng tài chính, thế nhưng đến một địa phương làm chủ tịch thành phố thì bọn họ cũng cảm thấy quá mãn nguyện rồi. La Nhân Huy nhìn Lữ Tiến Binh rồi cười hì hì trêu chọc. Vẻ mặt Lữ Tiến Minh càng thêm khó coi, hắn nào không hiểu ý nghĩ lời nói của La Nhân Huy vào lúc này. Đây thật sự là vạch áo cho người xem lưng. Lúc này có ai tham gia vào hội nghị thường ủy mà không biết Cổ Thập Minh là người được Lữ Tiến Minh cố gắng đẩy lên vị trí trưởng phòng tài chính. Thế nào, trưởng phòng Lữ không nể tình sao? La Nhân Huy là người bên phái Hào Nhất Phong, đã không ít lần giao chiến với Lữ Tiến Minh. Thậm chí Lữ Tiến Minh đã làm cho không ít cán bộ trong tay của La Nhân Huy phải gãy cánh vào giai đoạn điều động quan trọng, bây giờ có cơ hội đánh rắn dập đầu, La Nhân Huy sao có thể đơn giản bỏ qua cho Lữ Tiến Minh được. Chuyện ăn cơm để sau này hãy nói,
Bí thư La có tâm thì mọi người chúng tôi đều cảm nhận được. Đến khi nào mọi người tập trung đông đủ thì chúng ta đi. Vương Tử Quân mặc dù không có cảm tình gì với Lữ Tiến Minh, thế nhưng lúc này thấy đối phương khó xử, thế là trầm giọng nói với La Nhân Huy. La Nhân Huy vốn còn muốn nói hai câu, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của Vương Tử Quân, thế là chợt nuốt lời vào trong bụng. Đúng lúc này cửa mở ra, Hào Nhất Phong đi vào với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó là Thạch Kiên Quân và Lý Trọng Khang. Ba người đều có vẻ mặt âm trầm, nhưng nhìn vào thì cũng đủ thấy rõ sự khác biệt. Hào Nhất Phong tuy nghiêm túc nhưng bên trong lại có vài phần phấn chấn, dù lão là người lớn tuổi nhất, thế nhưng đi lại như sao băng, căn bản không có ý dừng lại. Nếu so sánh với Hào Nhất Phong thì khóe mắt của Lý Trọng Khang lại có vài phần sắc thái làm cho người ta cảm thấy như đang ở vào tình trạng hưng phấn tinh thần. Thạch Kiên Quân lại khá ảm đạm, từ khi Chủ tịch Thạch đến tỉnh Sơn Nam thì luôn hăng hái phấn chấn tinh thần, nhưng lúc này gương mặt như có sương mù, vẻ mặt bình tĩnh chỉ là giả vờ mà thôi. Các đồng chí, tôi tạm thời tổ chức hội nghị thường ủy là vì có chuyện cần thông báo. Hào Nhất Phong nói bằng giọng âm trầm. Lão nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới nói. Bí thư Trọng Khang, anh nói đi. Lý Trọng Khang cũng không khách khí, hắn kéo micro lại phía mình, sau đó mới dùng giọng trầm thấp nói. Trải qua kiểm chứng thì trưởng phòng tài chính Cổ Thập Minh đã tham ô công khoản cực kỳ nghiêm trọng, chỉ đi ra bên ngoài đánh bạc một lần đã thua hơn 60 triệu. Qua sự đồng ý của Bí thư Nhất Phong, 4 giờ chiều nay Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã quyết định xử song quy với Cổ Thập Minh. Bí thư Lý, anh nói Cổ Thập Minh thua hơn 60 triệu sao? La Nhân Huy dùng giọng kinh ngạc hỏi Lý Trọng Khang. Đúng vậy, Bí thư La, cái này chỉ chúng ta biết nói với nhau mà thôi, còn những thứ mà chúng ta căn bản chưa biết. Chúng ta còn cần phải tiến hành kiểm tra tài khoản của phòng tài chính mới được. Nhìn vào tình huống trước mắt, chỉ sợ con số tham ô của Cổ Thập Minh phải lớn hơn rất nhiều. Lý Trọng Khang nói rất lớn, giọng nói chân thật đáng tin. Lúc này phòng họp cực kỳ im ắng, căn bản không có chút tạp âm. Mặc dù trước khi đến thì các vị thường ủy tỉnh ủy đã biết được tin tức này, thế nhưng khi nó được công bố ra cũng không khỏi làm cho nhiều người rung động. Hơn 60 triệu, Cổ Thập Minh này thua cũng quá mức rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến con số 60 triệu mà càng thêm căm hận Cổ Thập Minh. Loại người này căn bản giết đi cũng không đủ giải tỏa lòng dân căm phẫn. Nhưng nếu giết Cổ Thập Minh thì chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ điều quan trọng là Thạch Kiên Quân cũng bị liên lụy vào sự việc của Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh là người được Thạch Kiên Quân dốc sức đề bạt, bây giờ Cổ Thập Minh xảy ra chuyện như vậy, có thể nói là trong đúng quần Thạch Kiên Quân không có cát cũng đầy đất, thậm chí có thể là phân. Nếu Cổ Thập Minh nói ra những lời bất lợi, căn bản là Thạch Kiên Quân sẽ bị hủy diệt. Bí thư Nhất Phong, tôi cảm thấy rất đau lòng, tuy còn chưa kiểm chứng rõ ràng. Nhưng 60 triệu làm tôi cảm thấy thật sự đau lòng. 60 triệu này nếu dùng vào đúng địa phương, như vậy sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của tỉnh Sơn Nam. Số tiền đó có thể dùng xây trường cho học sinh vùng sâu xa nghèo đói, có thể dùng trợ cấp cho các hộ gia đình khó khăn, có thể đem đến cơ hội việc làm cho biết bao nhiêu công nhân và nông dân trong tỉnh. La Nhân Huy nói rất kích động, lão vỗ bàn rất mạnh, sau đó lại nói tiếp. Nhưng bây giờ số tài chính thu vào không dễ dàng kia lại bị tên khốn như Cổ Thập Minh tiêu xài hoang phí, chỉ cần nghe vào tai đã thấy đau lòng. Khi La Nhân Huy mở miệng biểu diễn, ánh mắt Vương Tử Quân liên tục quét qua mặt Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Minh. Hắn thấy vẻ mặt Thạch Kiên Quân tuy rất nghiêm túc và ngưng trọng, thế nhưng lại ngẩng đầu. Lữ Tiến Minh thì căn bản không giống, lúc này vẻ mặt rất khó coi, hơn nữa cũng cúi xuống vài phân. Nhìn bộ dạng của Lữ Tiến Minh, Vương Tử Quân càng cảm thấy có vấn đề. Hội nghị thường ủy vẫn được tiến hành, thế nhưng hầu như đã biến thành sân khấu của nhóm người La Nhân Huy và Lý Trọng Khang. Thạch Kiên Quân tuy luôn ngẩng đầu nhưng cũng khó thể nói nên lời. Người mình đề bạt xảy ra vấn đề, như vậy cũng không phải chưa từng xuất hiện, thế nhưng khó chịu ở chỗ khi đề bạt Cổ Thập Minh thì tranh luận trong thường ủy tỉnh ủy là quá lớn. Khi đó nổ ra tranh luận trong hội nghị thường ủy, Thạch Kiên Quân còn cho rằng đó là thắng lợi mang tính lịch sử của mình. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, đó không phải là thắng lợi, rõ ràng là một chiếc gông xiềng ném lên cổ mình. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Đường Cảnh Ung, ánh mắt Đường Cảnh Ung cũng nhìn về phía hắn. Đường Cảnh Ung là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh Sơn Nam,
lúc này hắn đang bảo trì trạng thái trầm mặc. Hắn là người giúp đỡ chủ tịch Thạch Kiên Quân, thế nhưng hắn cũng không hãm chân vào sâu như Thạch Kiên Quân. Vì vậy dù hắn cảm thấy không thoải mái, thế nhưng ít nhất cũng cực kỳ trấn định. Bí thư Nhất Phong, chúng ta nên xử lý nghiêm túc với những đồng chí như Cổ Thập Minh, nhưng chỉ truy cứu trách nhiệm của Cổ Thập Minh là không đủ. Chúng ta nhất định phải phản ánh với thượng cấp, vì một số người lôi bè kết phái, cố gắng dùng người không khách quan ở phương diện bổ nhiệm nhân sự. Đối với những đồng chí như thế này, chúng ta căn bản không nên cho bọn họ nói một câu không biết rõ rồi xong. Bọn họ cần phải phụ trách với những người mình đề cử, cần phải phụ trách lời nói của mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng một năm trước có người khuyên tôi không nên giữ mãi thành kiến với người khác, người và vật đều phát triển, căn bản không nên có thói quen giữ thành kiến bên người. Thực tế chứng minh ánh mắt nhìn người của tôi là công chính, vẫn là tương đối chuẩn. Tôi cũng không biết khi tôi nói những lời kia, có phải đám người khác có những nguyên nhân khác hơn ở trong lòng hay không. La Nhân Uy không nói tên, thế nhưng ánh mắt của hắn lại rơi lên người Lữ Tiến Binh, rõ ràng lời nói hướng về phía Lữ Tiến Binh. Chương 1059, Thiên Lý Mã biến thành con lừa. Đối với những người phấn đấu trong quan trường, có thể được lên chức hay không thì có ý nghĩa rất lớn chính là có người nâng đỡ. Nếu như thấy một người phát triển như diều gặp gió, không nhất định có chiến tích hiển hách của riêng mình, một phần lớn nguyên nhân đến từ người nâng đỡ. Đám người đang ngồi nơi đây đều là lão quan trường, bọn họ tất nhiên cũng không quên tình huống tranh luận võ mồm giữa Lữ Tiến Binh và La Nhân Uy trước kia. Vì vậy lúc này La Nhân Uy mở miệng gạn đục khơi trong, tất cả ánh mắt phức tạp đều nhìn về phía Lữ Tiến Binh. Lúc này vẻ mặt Lữ Tiến Binh đã trắng bệch, hắn run rẩy khóe môi rồi dùng giọng đè nén nói. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch, tổ chức đã tiến hành nghiên cứu khảo sát phương án sử dụng đồng chí Cổ Thập Minh. Khi đó chúng tôi đã tiến hành khảo sát nghiêm khắc nhưng không có vấn đề gì. Bây giờ xảy ra những chuyện thế này, chúng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Lữ Tiến Binh giải thích cho mình, thế nhưng lời giải thích ấy căn bản là không có mấy sức lực. Rõ ràng lúc này Lữ Tiến Binh căn bản đã loạn. Thạch Kiên Quân há to miệng, cuối cùng hắn cũng không nói gì. Hào Nhất Phong lúc này lại dùng giọng lạnh lùng nói. Trưởng phòng Lữ, tôi nghe nói trong hội nghị của phòng tổ chức có nhiều đồng chí có thái độ phản đối với Cổ Thập Minh, chuyện này có phải là thật không? Điều này, Lữ Tiến Binh có chút lúng túng, trên trán vã mồ hôi, rõ ràng chuyện này là thật. Tốt lắm, trưởng phòng Lữ cũng không cần nói thêm nữa. Đối với sự kiện của Cổ Thập Minh, tỉnh ủy sẽ báo cáo cho thượng cấp, còn chuyện xử lý thế nào thì để cho thượng cấp quyết định. Hào Nhất Phong nói rồi nhìn về phía Lý Trọng Khang. Bí thư Lý, còn phải vất vả anh một chút, tiến hành điều tra cẩn thận để phá án. Tôi chỉ cho ra một yêu cầu, đó chính là thẩm tra kỹ càng, tuyệt đối không cho phép phần tử tội phạm lọt lưới. Lý Trọng Khang trầm giọng đáp. Bí thư Hào cứ yên tâm, tôi dùng tính giai cấp của mình đảm bảo điều này, sẽ tuyệt đối cẩn thận, không cho bất kỳ phần tử tội phạm nào lọt lưới. Hội nghị thường ủy tuy chỉ mở một giờ thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất dày. Vương Tử Quân là người thứ năm đi ra khỏi phòng họp, khi hắn đi thì thấy Hào Nhất Phong với gương mặt nghiêm túc đi sau lưng. Thật ra dễ dàng biết được La Nhân Uy cũng càng phải như vậy, Vương Tử Quân nhìn bóng lưng của La Nhân Uy, trực giác làm hắn cảm thấy đối phương rất bay bổng. Xem ra trong tỉnh Sơn Nam lại sắp có biến động lớn, Cổ Thập Minh mới chỉ là bắt đầu, Lữ Tiến Binh có thể là mục tiêu kế tiếp. Điều cuối cùng bọn họ muốn là gì? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng của Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân làm rất tốt công tác ở tỉnh Sơn Nam, nhưng phương diện thu nạp nhân sự có vẻ hơi nóng vội. Nếu như hắn căn bản không thu nhận loại người như Cổ Thập Minh vào dưới trướng, như vậy sẽ chẳng có tình huống đáng xấu hổ như bây giờ. Vương Tử Quân đi lên xe, hắn còn chưa mở miệng cho Lý Đức Trụ lái xe đi, chợt điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại này của Vương Tử Quân ít người biết rõ. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là cười nói. Chào Bí thư Đường. Bí thư Tử Quân, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm nhé. Tôi nghe nói gần đây Thục Hương Viên có một món lẩu mới rất ngon, hương vị đặc biệt, ăn rất tốt. Giọng nói của Đường Cảnh Ung rất bình tĩnh, nghe qua giống như không có gì khác trước. Nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Đường Cảnh Ung, lúc này hắn cũng có vài lời cần nói với Bí thư Đường.
Dù sao hai người ở tỉnh Sơn Nam cũng xem như cùng một phái. Lúc này Thạch Kiên Quân gặp tai họa ngập đầu, hai người càng phải cùng nhau ngồi lại bàn mưu tính kế. Vương Tử Quân đi vào Thục Hương Viên, thư ký của Đường Cảnh Ung đã chờ bên dưới. Sau khi đi vào trong một gian phòng lịch sự thanh nhã, hắn thấy Đường Cảnh Ung đang chờ bên trong. Tử Quân, tôi đã gọi món rồi, hai người chúng ta uống nửa lít rượu. Sau khi thư ký rời đi, Đường Cảnh Ung trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không chối từ, hắn mở chai rượu rót cho Đường Cảnh Ung một ly, sau đó lại nâng ly lên cùng với đối phương. Lúc bắt đầu hai người cũng không nói gì, sau khi ăn vài miếng thì Đường Cảnh Ung mới đặt đũa xuống nói. Thật sự lợi hại. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Đường Cảnh Ung nói như vậy là có ý nghĩa gì. Lúc này Đường Cảnh Ung giống như một chiếc máy hát được ấn nút mở. Nếu như không có ngày hôm nay thì tôi luôn cho rằng tình thế ở tỉnh Sơn Nam sẽ ngày càng tốt, không ngờ hai năm trước người ta đã tiến hành bố cục cho mưu đồ hôm nay rồi. Ừ, Bí thư Nhất Phong người già trí chưa già, chí hướng rộng lớn. Vương Tử Quân gắp một miếng thức ăn rồi thản nhiên nói. Đường Cảnh Ung có chút chần chờ, sau đó hắn nâng ly rượu lên nói. Tử Quân, cậu cảm thấy Chủ tịch Thạch có thể vượt qua cửa ải lần này không? Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Có lẽ cũng không có trở ngại, Chủ tịch Thạch cũng không thiếu tiền, nhưng chuyện này nhất định sẽ làm mất uy tín của anh ấy ở tỉnh Sơn Nam, khả năng ở lại Sơn Nam là không lớn. Vương Tử Quân sở dĩ cho ra phán đoán như vậy cũng là vì có Thạch gia ở phía sau, bọn họ sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn Thạch Kiên Quân rơi vào khốn cảnh. Nếu như Thạch gia nhúng tay, chắc chắn không để cho Thạch Kiên Quân ở lại tỉnh Sơn Nam. Dù sao thì tình thế tốt mà Thạch Kiên Quân tạo ra được đều đã bị gió thổi đi sau sự kiện Cổ Thập Minh. Đừng nói là Hào Nhất Phong căn bản còn chưa về hưu, cho dù về hưu thì Thạch Kiên Quân căn bản cũng không thể chống đỡ tìm cơ hội ở tỉnh Sơn Nam. Tuyến trên rất coi trọng lực khống chế của lãnh đạo địa phương, Thạch Kiên Quân căn bản đã có lực khống chế ở tỉnh Sơn Nam lên đến cực điểm, không còn khả năng ở lại Sơn Nam. Vài ly rượu rót vào bụng làm cho gương mặt hai người có vài phần đỏ hồng, Đường Cảnh Ung uống thêm vài ly, sau đó đột nhiên nói. Tình thế ở tỉnh Sơn Nam dù phát triển như thế nào cũng không phải quan trọng nhất, Tử Quân, trước mắt tình huống cấp bách nhất của cậu là rời khỏi đây, đi mở ra một vùng trời mới. Rời khỏi tỉnh Sơn Nam, sau này cậu sẽ là cánh chim tung bay trời cao. Đường Cảnh Ung nở nụ cười vui vẻ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu Đường Cảnh Ung đang biểu hiện sự quan tâm, nhưng lúc này mình còn khả năng chạy đi sao? Vương Tử Quân biết rõ lần này mình có cơ hội tiến lên khối trung ương cũng là vì được Dương Độ Lục thúc đẩy, nhưng bây giờ thế cục Sơn Nam đã phát triển theo hướng có lợi cho nhóm người Hào Nhất Phong, bọn họ sao cần phải cầm vị trí tốt như vậy để trao đổi? Để thúc đẩy mình rời khỏi Sơn Nam nữa. Mà Vương Tử Quân rời khỏi La Nam thì sẽ như thế nào? Những người đi theo mình sẽ như thế nào? Những thứ này chính là vấn đề mà Vương Tử Quân căn bản không thể không nghĩ. Trước kia Thạch Kiên Quân có thể có cơ hội tiếp nhận Hào Nhất Phong để trở thành bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, bản thân hắn là chủ tịch tỉnh, vì thế mà Vương Tử Quân có thể yên tâm ra đi. Nhưng bây giờ không có Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Binh, thành phố La Nam không phải nằm trong tầm tay khống chế của Hào Nhất Phong sao? Trời cao có thể bỏ mặc cho chim bay, mình vẫn có thể phát triển mạnh mẽ, thế nhưng cấp dưới của mình lại rơi vào trạng thái thảm hại. Vương Tử Quân nghĩ đến những gương mặt quen thuộc, thế là gương mặt càng thêm nghiêm túc. Đường Cảnh Ung không nói thêm điều gì, hắn là một người đồng minh, hắn cảm thấy mình đã nói đủ nhiều. Vương Tử Quân có thể nghe vào hay không, đây chính là thứ mà hắn căn bản không thể quản được. Đường ở tỉnh Sơn Nam khó đi, nếu có thể thì tôi cũng sẽ đi. Khi hai bên chia tay nhau, Đường Cảnh Ung cũng dùng giọng trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng không phải không nghĩ đến lựa chọn của Đường Cảnh Ung. Vì Đường Cảnh Ung đến tỉnh Sơn Nam chủ yếu là đãi cát tìm vàng, chủ yếu là đi đến cương vị quan trọng hơn, bây giờ sự việc không dễ làm, không bằng cất bước ra đi. Vương Tử Quân rời khỏi bãi đậu xe mà trong đầu vang vọng câu nói cuối cùng của Đường Cảnh Ung, hắn suy tư giây lát rồi chợt nói với Lý Đức Trụ. Đi đến nhà Chủ tịch Thạch. Nhà của Thạch Kiên Quân những năm qua luôn là chốn tụ tập đông người, khách quý nườm nượp đến nhà.
Đặc biệt là sau khi tin tức Thạch Kiên Quân sẽ tiếp nhận vị trí của Hào Nhất Phong được truyền ra, càng ngày càng có nhiều người muốn dựa vào chủ tịch Thạch, muốn đến để kéo liên hệ với lãnh đạo. Ninh hôm nay khách không đến nhà, ngược lại tạo nên không gian yên tĩnh. Thạch Kiên Quân căn bản có thể thấy rõ ràng và thấu hiểu nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, sự chênh lệch giữa hai thời điểm thật sự như sông và biển, căn bản là quá lớn. Anh Thạch, nếu không thì thương lượng với bố về sự việc này. Nhìn bộ dạng cau mày của Thạch Kiên Quân, vợ của hắn dùng giọng trấn an nói. Thạch Kiên Quân căn bản không phải không nghĩ đến lời đề nghị của vợ, thế nhưng bây giờ hắn căn bản không biết nói sao cho tốt với bố mình. Cổ Thập Minh căn bản là thua một lần 60 triệu, đây không còn là chuyện nhỏ. Nếu không thì nhờ người đến nói cho anh. Vợ Thạch Kiên Quân lại mở miệng đề nghị. Thạch Kiên Quân khoát tay áo nói. Được rồi, đừng nghĩ kế rối loạn cho anh nữa, anh không sao đâu, em cứ yên tâm là được. Để em đi làm cơm cho anh. Thạch Kiên Quân nhìn vợ mà chợt cảm khái, tai vạ đang chạy đến. Lúc này người quan tâm đến mình chỉ còn lại thân nhân mà thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong nhà Thạch Kiên Quân. Lúc này Thạch Kiên Quân đang lẳng lặng ăn mì với bạn già chợt sinh ra xúc động, hắn muốn đứng lên, thế nhưng cuối cùng lại khoát tay để cho con gái đi ra mở cửa. Đến tặng táo, âm thanh vang dội và quen thuộc vang lên làm cho Thạch Kiên Quân chợt kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Vợ Thạch Kiên Quân luôn cảm thấy lo lắng, bây giờ cũng thở dài một hơi. Thạch Tiểu Ngư lại giống như một cô gái điên khùng, nàng chạy nhanh ra mở cửa giúp Vương Tử Quân. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Vương Tử Quân ôm một thùng táo đứng đó trước sau như một. Vương Tử Quân có thói quen đưa táo đến nhà Thạch Kiên Quân, lúc này hắn đặt thùng táo xuống rồi mỉm cười nói. Chủ tịch Thạch, tôi còn tưởng rằng lần này tặng táo không được dùng cơm, không ngờ ngài vẫn còn chờ tôi. Cậu ăn đi, đây là loại mì ngon đấy. Thạch Kiên Quân biết rõ Vương Tử Quân đang dùng phương hướng tiến cập như vậy để tỏ vẻ thân cận với mình, thế nhưng hắn vẫn không khỏi sinh ra cảm giác kích động. Hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, vẫn luôn phát triển xuôi trèo mát mái, thật sự là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh thế này. Con người khi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thì càng cần bạn bè bằng hữu. Tôi đi làm thêm vài món. Vợ của Thạch Kiên Quân thấy chồng vui vẻ, thế là vội vàng đi về phía nhà bếp. Vậy thì cảm ơn chị dâu, tôi là người căn bản không kén ăn, chỉ có lạp xưởng hay thịt bò gì cứ trực tiếp nấu chín là được. Vương Tử Quân hồn nhiên căn bản không xem mình là người ngoài, hắn vừa ngồi xuống đối diện với Thạch Kiên Quân vừa cười ha hả nói với Thạch phu nhân. Thạch Kiên Quân nhìn thấy trong nhà mình chợt bừng bừng sức sống, thế là không khỏi cảm thấy thân cận với Vương Tử Quân hơn vài phần. Hắn nhìn bộ dạng không có chút gò ép của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy đầu óc mình như bị nước đục bao quanh, cũng vì Cổ Thập Minh mà mình có chút khúc mắc với người này. Cổ Thập Minh, Thạch Kiên Quân nghĩ đến ba chữ này mà cảm thấy đau đớn, lúc này trong tỉnh Sơn Nam có biết bao nhiêu người đang chuẩn bị cười vào mặt mình. Biết đâu người ta đang chuẩn bị thông qua sự kiện của Cổ Thập Minh để tấn công mình. Hắn đến tỉnh Sơn Nam công tác 2 năm, đã dùng trăm phương ngàn kế để dựng lên uy vọng cho mình. Thế nhưng tất cả bị sụp đổ khi Cổ Thập Minh bị xử song quy. Thạch Kiên Quân căn bản cũng không nhắc đến hội nghị thường ủy hôm nay với Vương Tử Quân trên bàn cơm, càng không nói đến sự kiện của Cổ Thập Minh. Hai người chỉ nói đến vài việc liên quan đến gia đình, chuyện học tập của con cái, những chủ đề thoải mái này làm bùng lên nhiều tiếng cười. Tử Quân, không riêng gì con nhà cậu mới có tinh thần trọng nghĩa, Thạch Tiểu Ngư nhà tôi cũng có 10 phần trọng nghĩa. Tôi nhớ khi còn là phó chủ tịch thành phố, cũng vì chuyện của con bé mà bị cô giáo nói khéo cho nửa giờ. Vương Tử Quân nói về những chuyện lý thú của con trai ở nhà, điều này làm cho Thạch Kiên Quân sinh ra cộng minh, thế là vừa cười vừa nói về chuyện vui của con mình. Lời của Thạch Kiên Quân căn bản làm cho cả nhà cười vang lý thú, Vương Tử Quân vừa cười vừa quan sát Thạch Kiên Quân. Lúc này tuy Thạch Kiên Quân cười rất thoải mái, thế nhưng hắn vẫn thông qua ánh mắt quan sát của mình để phát hiện vẻ u buồn trong mắt của Thạch Kiên Quân. Sau khi dùng cơm xong thì Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân đi vào trong phòng. Thạch Kiên Quân là người thích sạch sẽ, thế cho nên trong phòng được sắp xếp thu thập ngay ngắn gọn gàng. Sách vở trong phòng được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, căn bản giống như binh sĩ được chờ kiểm duyệt. Một bình trà khói bay nghi ngút, thế nhưng hai người đều không có ai mở miệng trước.
Khi hai người tiếp tục châm trà cho mình, Thạch Kiên Quân mở miệng nói. Tôi thật sự có vài phần xem thường người ta. Vương Tử Quân biết rõ Thạch Kiên Quân đang nói đến ai, hắn không nói gì, chỉ là châm thêm trà cho Thạch Kiên Quân. Thất Ý sinh ra chán nản, Đắc Ý lại vung tay bừa bãi, những lời này ông cụ ở nhà đã nói khi tôi đến công tác ở tỉnh Sơn Nam, câu nói này tôi luôn ghi khắc trong lòng. Bây giờ xem ra những lời này căn bản là quá đúng đắn, thế nhưng tôi lại không tìm được đúng ý nghĩa của nó. Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Tử Quân, những lời này căn bản không có tác dụng với cậu, nhưng tôi là người làm anh, tôi cũng phải nói tặng cậu, để anh em chúng ta cùng nỗ lực. Chương 1060, cùng bắn súng cùng phân tang. Vương Tử Quân cười cười nói. Chủ tịch Thạch, tôi nhất định sẽ khắc ghi lời dạy bảo của ngài. Nhưng chuyện này ngài cũng đừng nên quan tâm, Cổ Thập Minh dù là người được trưởng phòng Lữ dốc sức đề bạt, thế nhưng cũng không thể ép trưởng phòng Lữ gánh chịu tất cả trách nhiệm cho được. Dù sao thì trước khi trưởng phòng Lữ đến tỉnh Sơn Nam thì người kia cũng được kẻ khác bồi dưỡng. Thạch Kiên Quân cười cười, hắn biết rõ Vương Tử Quân nói vì cố gắng giải quyết ưu phiền cho mình. Trong sự kiện Cổ Thập Minh, nếu như không phải mình và Lữ Tiến Minh dốc sức, căn bản là tên kia không thể nào tiến lên làm trưởng phòng tài chính. Phải biết rằng khi đó đám người Hào Nhất Phong căn bản là kiên quyết phản đối. Lúc này Cổ Thập Minh gặp chuyện không may, không phải bị người ta nắm chặt đôi dao sao. Anh có thể nói mình đề cử một cán bộ tốt đẹp, mãi đến khi đi lên vị trí mới tha hóa không? Tôi căn bản là không có hai mắt ở phía sau, việc này sao trách tôi được. Hơn nữa Thạch Kiên Quân còn có một lo lắng rất lớn, lo lắng này liên tục quanh quẩn trong đầu khi mà Cổ Thập Minh gặp chuyện không may. Tử Quân, Tiến Minh thật sự khó cứu, khó trốn tránh trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn thật sự lo lắng. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì không nói thêm gì nữa. Vương Tử Quân lúc này cũng run lên, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn cũng nghĩ đến những lo lắng như của Thạch Kiên Quân, thế nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Thạch Kiên Quân có thể lo lắng cho Lữ Tiến Minh, điều này nói rõ bản thân Thạch Kiên Quân căn bản chống lại khảo nghiệm ở sự kiện Cổ Thập Minh. Nhưng nếu như Lữ Tiến Minh có vấn đề, chỉ sợ không phải là phiền toái bình thường. Tử Quân, nếu có cơ hội thì đi thôi. Thạch Kiên Quân dùng giọng đờ đẫn nói với Vương Tử Quân. Cây chuyển chết người chuyển sống, đổi hoàn cảnh thì phát triển tốt hơn. Một vài cán bộ phải đi về vị trí cao thì không thể tiếp tục ở vị trí thấp, nếu ở lại thì căn bản không những giảm đi tầm nhìn, cũng bất lợi cho sự phát triển sau này. Vương Tử Quân biết rõ Thạch Kiên Quân nói ra những lời như vậy căn bản là rất tâm huyết, thế nên hắn nâng ly trà lên nói. Chủ tịch Thạch, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Bí thư Nhất Phong, tôi kính ngài một ly, ngài không thấy gương mặt của Thạch Kiên Quân hôm nay sao? Thật sự không khác gì nước đắng. La Nhân Uy nâng ly rượu lên cười ha hả nói với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong trước kia cũng không uống nhiều rượu, thế nhưng hôm nay lại phá lệ. Lão cũng không đè nén được cảm giác hưng phấn. Dù sao thì dự mưu gần một năm cuối cùng cũng cho ra kết quả nở hoa. Hào Nhất Phong nâng ly rượu lên cùng với La Nhân Uy, sau đó lão cười nói. Cậu Nhân Uy, cậu không phải đã dạo chơi ở thành phố Sơn Viên một thời gian rồi sao? Cũng nên lên tỉnh giúp đỡ tôi. Nụ cười trên mặt La Nhân Uy càng thêm sáng lạn, lão hạ thấp ly rượu trong tay xuống vài phần. Bí thư, tôi thật sự là khẩu súng của ngài. Ngài chỉ huy về đâu thì tôi sẽ bắn đến đó, chỉ là một câu, tôi nghe theo chỉ thị của ngài. La Nhân Uy nói càng làm cho bầu không khí bữa tiệc thêm kích động, tiếng cười hài hòa liên tục vang lên trong phòng. Bí thư, tôi cũng kính ngài một ly. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng của bí thư Hào Nhất Phong, hắn là người cực kỳ giỏi phỏng đoán tâm tư của lãnh đạo. Lúc này thấy Hào Nhất Phong vui vẻ, thế là cũng không quên nâng ly rượu lên nói. Hào Nhất Phong tuy đã gần 60 thế nhưng biểu hiện vẫn còn cực kỳ hào sảng như người trẻ tuổi, lão nâng ly rượu lên cùng với Quan Vĩnh Hạ. Nhân Uy, Vĩnh Hạ, anh em chúng ta cùng ly. Tôi nói một câu xuất phát từ đáy lòng, những năm này tôi công tác khá khó khăn, đặc biệt là thế cục ở tỉnh Sơn Nam càng ngày càng đi về phía bất lợi cho chúng ta, điều này không khỏi làm cho tôi cảm thấy đau lòng. Hào Nhất Phong khẽ gõ tay lên mặt bàn, hắn dùng giọng có vài phần kích động nói. Năm xưa khi trưởng Ban Dương đi thì tình thế Sơn Nam là rất tốt,
những năm qua vì phát triển không được như ý nên biến thành bộ dạng hiện tại. Dù lão lãnh đạo vẫn giúp đỡ trước sau như một, cũng không nói lời nào với tôi, thế nhưng tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, căn bản là buổi tối ngủ mà sinh ra cảm giác không yên. Bí thư, bây giờ không giống như trước, thực tế chứng minh tỉnh Sơn Nam dưới sự lãnh đạo của ngài căn bản luôn đi về hướng phát triển mạnh mẽ. La Nhân Uy căn bản hiểu rõ tâm tình của Hào Nhất Phong, tuy bọn họ đều là quan lớn cấp tỉnh, thế nhưng ném bỏ hào quang chói mắt quanh người thì bọn họ cũng là người thường, cũng có vui buồn giận hờn. Sở dĩ bọn họ làm cho người ta sinh ra cảm giác thần bí cũng là vì giỏi khắc chế tình cảm của mình, thế nhưng đôi khi bộc phát tình cảm lại càng mạnh mẽ và dữ dội hơn người thường. Lúc này Hào Nhất Phong căn bản là như vậy. Đúng vậy, bí thư, thời điểm khó khăn của chúng ta ở tỉnh Sơn Nam đã qua, tôi tin tưởng sau này công tác của tỉnh Sơn Nam ngày càng tiến lên chuyến xe tốt đẹp. Quan Vĩnh Hạ cũng mở lời khuyên, hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn là người hiểu rõ ý nghĩ của Hào Nhất Phong. Hai năm qua Hào Nhất Phong tiếp nhận áp lực không nhỏ, hắn là người thấy rõ ràng nhất, nghe rõ ràng nhất. Phía tỉnh ủy có Đường Cảnh Ung, phía ủy ban nhân dân tỉnh có Thạch Kiên Quân, hơn nữa giữa hai người kia còn có Lữ Tiến Binh, Trương Đông Viễn, đặc biệt là Vương Tử Quân không phải đèn cạn dầu, tất cả tạo nên uy hiếp mạnh mẽ cho vị trí bí thư tỉnh ủy của Hào Nhất Phong. Liên minh mạnh mẽ kia căn bản làm giảm lực khống chế của bí thư Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. Tình thế lúc này căn bản không còn giống như trước, Cổ Thập Minh ngã quỵ chỉ là một bắt đầu, sau khi Cổ Thập Minh rơi đài thì chỉ sợ tỉnh Sơn Nam sẽ tiến vào giai đoạn tẩy bài. Bí thư Nhất Phong, tổ chức kiên quyết ủng hộ lãnh đạo tỉnh ủy Sơn Nam, Lữ Tiến Binh rõ ràng là đề bạt cán bộ không theo quy định, điều này làm cho lãnh đạo thượng cấp rất phẫn nộ. Đặc biệt là sự kiện đề bạt Cổ Thập Minh căn bản là hiện tượng không tuân theo đúng quy định tổ chức. Phó phòng tổ chức Lý Nghĩa Khoan vừa đưa một tài liệu cho Bí thư Hào Nhất Phong vừa nói. Đây là tài liệu của 5 thành viên ban ngành trong phòng tổ chức tỉnh ủy, mời Bí thư Nhất Phong xem qua, những hiện tượng đề bạt cán bộ căn bản không theo quy định như thế này tất sẽ để lại tai họa ngầm. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, chiêu thức của Lý Nghĩa Khoan căn bản đã được lão bày mưu đặt kế sẵn. Bây giờ nhìn qua cảm thấy Lý Nghĩa Khoan chấp hành rất tốt, lão cầm tư liệu lật qua xem xét hai lượt và nụ cười trên mặt càng thêm tươi sáng hơn vài phần. Tài liệu kia căn bản là rất cứng nhắc, tất cả cán bộ được Lữ Tiến Binh đề bạt không theo quy định của tổ chức đều được nói rõ ràng. Người đầu tiên vi phạm nghiêm trọng quy định đề bạt của tổ chức chính là Cổ Thập Minh. Tài liệu này rất sâu sắc, đã nói rõ cán bộ của chúng ta có lòng nhiệt tâm, điều này rất tốt. Trưởng Ban Dương rất tán thưởng những cán bộ giữ vững tính nguyên tắc. Hào Nhất Phong đưa tài liệu cho thư ký của mình rồi dùng giọng vô cùng thân thiết nói. Lý Nghĩa Khoan dù có lòng tin với tư liệu của mình thế nhưng bây giờ phải đối mặt với bí thư tỉnh ủy, thế cho nên khá lo lắng. Sau khi nghe bí thư Nhất Phong nhắc đến trưởng Ban Dương, hắn chợt cảm thấy hưng phấn. Nâng ly, chúng ta cùng cạn chén. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu với Lý Nghĩa Khoan. Sau đó nâng ly rượu lên cùng với nhóm người La Nhân Uy và Quan Vĩnh Hạ. Tất nhiên đám người La Nhân Uy sẽ nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Hào Nhất Phong, bọn họ cùng nâng ly cạn chén. Đáng tiếc là Trọng Khang chưa đến, nếu có Trọng Khang thì bữa tiệc hôm nay sẽ càng thêm viên mãn. Hào Nhất Phong vừa gắp miếng rau vừa cười nói với Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng có chút ghen ghét nói. Bí thư Lý tự mình tọa trấn xử lý sự kiện của Cổ Thập Minh. Thế nên anh ấy không đi được. Nhưng sự kiện này sẽ qua, chúng ta sẽ tiếp tục tụ tập, đến lúc đó sẽ chúc bí thư Lý hai ly. La Nhân Uy cười cười nói. Đúng vậy, tôi luôn nghe nói bí thư Trọng Khang có tửu lượng tốt, thế nhưng chưa có cơ hội thử tài. Sau này nhất định sẽ đánh giá một chút, để xem tửu lượng của bí thư Lý rốt cuộc là như thế nào. Có người lên tiếng thì chắc chắn sẽ vui vẻ, đề tài cũ cũng qua, Hào Nhất Phong khá hào hứng. Một chai rượu nhanh chóng vào bụng mọi người. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nháy mắt với La Nhân Uy. La Nhân Uy biết rõ đối phương đang nhắc nhở mình không nên tiếp tục uống nữa, thế là trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn cười nói. Bí thư, tôi nghe nói Vương Tử Quân sắp đi đảm nhiệm vị trí bí thư ban bí thư trung ương sao? À, tuyến trên đang xem xét, còn chưa nhất định cho ra kết quả cuối cùng. Vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt phát lạnh, giọng điệu có vài phần đông cứng.
Hào Nhất Phong biến hóa tâm tình làm cho đám người ở chung quanh cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt người khác nhìn về phía La Nhân Huy căn bản có thêm vài phần khác thường. Bí thư La không phải là kẻ ngốc, biết rõ tâm tư của lãnh đạo, thế nhưng lại tự vạch áo cho người xem lưng, không phải sát muối vào vết thương sao? Chẳng lẽ anh không biết người làm cho bí thư Hào Nhất Phong ưu phiền nhất chính là Vương Tử Quân sao? Căn bản nhiều người không dám nói gì về Vương Tử Quân, thế nhưng ai ai cũng phải kính sợ. Dù sao đây là một vị bí thư thị ủy trẻ tuổi tiến vào thường ủy tỉnh ủy, càng là một lực lượng khó lường ở trong tỉnh. Chưa nói những thứ khác, người này mới tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy mà lực ảnh hưởng đã vượt xa La Nhân Huy và Quan Vĩnh Hạ, thậm chí có vài sự kiện căn bản còn có lời nói nặng hơn cả Thạch Kiên Quân. Lúc này Vương Tử Quân sắp được điều động, vị trí cao vời càng làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định. Nhiều người suy đoán dựa vào tốc độ phát triển như tên lửa của Vương Tử Quân, như vậy rốt cuộc Bí Thư Vương có tiến lên đỉnh hay không, điều này căn bản khó dự đoán. Bí Thư, có thể quấy nhiễu hay không? La Nhân Huy lại mở miệng, giọng điệu có thêm vài phần trầm thấp. Hào Nhất Phong không mở miệng mà chỉ cười nhạt, nụ cười như vậy làm cho La Nhân Huy cảm thấy khó thể giải thích, những người khác cũng căn bản không biết Bí Thư Hào Nhất Phong đang cười cái gì. Bất cứ chuyện gì cũng có tốt xấu, đặc biệt là với tình cảnh ở tỉnh Sơn Nam vào lúc này, càng cần phải có người chèo chống đại cục. Vương Tử Quân là đồng chí công tác lâu năm ở tỉnh Sơn Nam, là người có năng lực kèm uy vọng lớn lao, những đồng chí như vậy nếu rời khỏi tỉnh Sơn Nam, như vậy sẽ là tổn thất lớn lao cho tỉnh nhà. Hào Nhất Phong mở miệng nói, lời nói dõng dạc, biểu hiện cực kỳ ái tài. Lữ Tiến Minh ngồi trong khách sạn. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, bộ dạng lo nghĩ không thôi. Lữ Tiến Minh hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó rụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. Hắn đứng lên khỏi ghế salon, sau đó mở một chiếc hộp gỗ ở bên cạnh ra. Chiếc hộp gỗ này không lớn, bên trong đầy tiền mặt. Màu sắc rực rỡ của những tờ tiền giấy không khỏi làm cho tinh thần của Lữ Tiến Minh thêm luống cuống. Cổ Thập Minh không phải là một người kiên cường. Đối phương sẽ không vì bảo vệ Lữ Tiến Minh mà ôm hết trách nhiệm lên người. Trong đầu Lữ Tiến Minh liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là hắn không khỏi nghĩ đến bộ dạng lúc đầu gặp mặt, khi đó Cổ Thập Minh căn bản cực kỳ thấu hiểu lòng người. Sau khi tiếp xúc nhiều với Cổ Thập Minh, Lữ Tiến Minh cảm thấy có nhiều hảo cảm với một người thông minh và giỏi luồn cúi này. Nhưng thật sự làm cho hắn và Cổ Thập Minh đi cùng với nhau cũng chỉ vì một người phụ nữ rất nổi tiếng. Lữ Tiến Minh nhớ rõ lần đó mình được Cổ Thập Minh mời cơm, dưới ánh đèn đẹp đẽ, hắn thấy người phụ nữ mà trước kia mình từng gặp trên TV, nàng đang chờ hắn cùng dùng cơm. Hắn nhớ cánh tay trắng nõn nà của nàng thêm phát sáng dưới ánh đèn, bộ dáng đẹp đẽ càng làm cho người ta không thể quên, càng sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Những chuyện còn lại phát triển giống như một quy luật định sẵn, Lữ Tiến Minh đi vào phòng. Nữ ngôi sao kia chờ hắn trong phòng tắm với bộ dạng không mảnh vải che thân, hai chân trắng nõn dài thượt xa hoa tuyệt vời. Lữ Tiến Minh kết bạn với một người phụ nữ có kinh nghiệm trên giường quá phong phú, điều này làm cho hắn và Cổ Thập Minh nhanh chóng kết dính với nhau. Dưới sự giúp đỡ của Lữ Tiến Minh, Cổ Thập Minh nhanh chóng tiến vào trong vòng quan hệ của Thạch Kiên Quân, cũng trở thành trưởng phòng tài chính tỉnh Sơn Nam. Khi Cổ Thập Minh xâm nhập vào phòng tài chính tỉnh Sơn Nam, đối phương càng mang đến cho Lữ Tiến Minh nhiều trò kích thích, thế là quan hệ giữa hai người cũng càng thêm tăng tiến. Trước đó Lữ Tiến Minh còn dốc sức đẩy Cổ Thập Minh tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, mà Lữ Tiến Minh cũng tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình. Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam, Hào Nhất Phong lại là mặt trời về chiều, cũng làm cho Lữ Tiến Minh căn bản tràn đầy ước mơ tới tương lai. Nhưng cuộc sống tốt đẹp căn bản là quá ngắn, Cổ Thập Minh đã bị xử xong quy. Chương 1061, 36 kế chuồn là thượng sách. Hôm nay mở hội nghị thường ủy thì Lữ Tiến Minh cảm thấy mình chóng mặt mơ hồ, hắn căn bản không có tâm tư phản kích những người tấn công mình. Trong đầu hắn hiện lên những gì mình đã kết dính với Cổ Thập Minh. Dựa theo những gì được biết về Cổ Thập Minh, người này căn bản không phải là đàn ông kiên cường, tai vạ đến đầu, tất sẽ vì bảo toàn mình mà kéo người khác chạy vào. Chưa nói những thứ gì khác, số tiền mà mình và Cổ Thập Minh bòn rút ra cũng đủ cho nửa đời sau sử dụng. Nhưng hắn còn trẻ, hắn còn cần nhiều tiền, hắn muốn hưởng thụ.
tuy không có thể hưởng thụ những ngôi sao đẹp đẽ như trước, thế nhưng căn bản vẫn có xúc động với phụ nữ trẻ. Nhưng chờ đợi Lữ Tiến Bình chính là một sự thật tàn khốc, vì vậy trầm ngâm nửa giờ thì hắn cho ra quyết định. Đi, không nên ở lại chỗ này, chỉ khi nào đi ra ngoài thì mình mới có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của một ông hoàng. Hắn phải đi thật sớm, hắn phải nắm chặt thời gian khi mà cổ thập minh chưa khai ra để bỏ chạy, nếu không tất cả sẽ chậm. Lữ Tiến Bình vốn cũng không cần phải vội vàng như vậy, thế nhưng lúc này căn bản không còn nhiều thời gian để cho hắn mưu đồ việc khác, hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần mà thôi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lữ Tiến Bình căn bản có chút kích động khi cầm vào điện thoại. Thế nhưng khi thấy dãy số gọi đến thì vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên nghiêm túc, hắn do dự nháy mắt rồi tiếp nhận điện thoại. Alo, trưởng phòng Lữ, tôi là Tiểu Tần, hôm nay trường đảng tỉnh ủy mở ban huấn luyện cán bộ, muốn mời ngài đến tham gia lễ khai giảng. Thư ký Tần Thiên Kiếm của hắn ở đầu dây bên kia khẽ mở miệng khai báo. Lúc này Lữ Tiến Bình nào còn tâm tư để tham gia lễ khai giảng trong trường đảng. Hắn căn bản rất tức giận vì thư ký đưa phiền toái đến cho mình, thế nên trong lòng bùng lên xúc động muốn mắng người. Nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng giọng bình tĩnh nhất để phân phó. Cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Thiên Vi, nói anh ấy đại biểu cho tôi đến tham gia. Đồng thời hôm nay tôi không thoải mái, cần nghỉ ngơi chốc lát, ai gọi điện thoại đến cũng không nghe máy. Lữ Tiến Bình cúp điện thoại và cảm thấy có chút vội vàng sao động, hắn đi qua đi lại, lúc này điện thoại lại vang lên. Một người đàn ông với giọng điệu xa lạ chợt nói. Bên này chúng tôi đã sắp xếp xong, thuyền sẽ xuất bến lúc 12 giờ. Lữ Tiến Bình nghe được tin tức này mà buồn vui lẫn lộn. Thuyền sẽ đi vào lúc 12 giờ đêm, như vậy tỷ lệ hắn rời khỏi nơi đây sẽ tăng lên vài phần. Hắn là thường ủy tỉnh ủy, là trưởng phòng tổ chức. Điện thoại của hắn phải hoạt động 24/24, hành động của hắn nhất định phải nói rõ với văn phòng để có thể chuẩn bị cho tốt. Lữ Tiến Bình muốn biến mất lặng yên không một tiếng động thì căn bản là không dễ dàng gì, vì càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho mình. Bây giờ đến đêm sẽ căn bản không có vấn đề, mình chỉ cần cho ra chỉ thị với Tiểu Tần, để đối phương ngăn cản dùm mình, thế nhưng sẽ làm cho người kia chịu chút đau khổ. 10 phút sau Lữ Tiến Bình đã thay đổi cách ăn mặc khác, hắn xách cặp rời khỏi khách sạn. Trang phục mùa đông là công cụ che mắt tốt nhất của hắn, dù là người quen lúc này thấy hắn đeo kính quàng khăn thì cũng không thể nhận ra đây là một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Lữ Tiến Bình đi ra sân bay, trong tay hắn là một giấy chứng minh khác. Hình ảnh trong giấy chứng minh là của hắn, thế nhưng lại mang tên một người khác. Giấy chứng minh này là Lữ Tiến Bình ngẫu nhiên cho người ta sắp xếp cho vui. Lại không ngờ phát sinh công dụng tốt vào thời điểm quan trọng. Khi hắn dùng được giấy chứng minh này mua được vé máy bay thì trong lòng càng thêm kích động. Lữ Tiến Bình ngồi lên máy bay, chỉ cần 2 giờ sẽ đi đến thành phố biên giới, từ nơi đó ngồi lên thuyền thì căn bản đến sáng mai sẽ sang một nước khác. Lữ Tiến Bình nghĩ đến tình huống mình phải đi mà vẫn có chút không muốn, hắn nhìn người đi lại trong sân bay mà không khỏi sinh ra cảm giác hối hận. Nếu như trước đó mình không bị cám dỗ vì lợi, nếu như lúc đó mình có thể chịu đựng được. Nhưng đời người không như mơ, nếu như hắn đã đi đến bước này, hắn cần phải có những trả giá phù hợp. Lữ Tiến Bình ngồi lên máy bay, hắn lẳng lặng suy tư, tất nhiên dòng suy nghĩ sẽ chủ yếu tập trung vào những gì mình làm ở tỉnh Sơn Nam. Chính mình rời đi thật sự có lỗi với Chủ tịch Thạch, vì Thạch Kiên Quân đưa hắn đến tỉnh Sơn Nam, chính mình lại chọc ra một lỗ hổng lớn. Thật sự phải xin lỗi. Nghĩ đến Thạch Kiên Quân thì Lữ Tiến Bình cảm thấy áy náy, nhưng áy náy thì áy náy, hắn vẫn phải rời khỏi nơi đây, dù sao thì áy náy cũng không cứu được hắn. Lữ Tiến Bình thấy còn nửa giờ máy bay mới cất cánh, thế là trong lòng khẽ động. Hắn đi vào trong phòng rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Tần. Có chuyện gì không? Trưởng phòng Lữ, bí thư Trúc của thành phố Tam Hồ gọi điện thoại đến. Nói là muốn báo cáo với ngài về công tác của thành phố Tam Hồ. Tiểu Tần nói rất cung kính, loại cung kính này làm cho Lữ Tiến Bình căn bản nhớ đến vị trí trưởng phòng tổ chức của mình ở tỉnh Sơn Nam. Đây là lần cuối cùng Lữ Tiến Bình được nghe giọng nói cung kính của Tiểu Tần với mình. Hắn sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi vị trí mình phấn đấu nhiều năm, sẽ không bao giờ được hưởng thụ quyền lợi của mình nữa. À, tôi biết rồi, hôm nay tôi có chút không thoải mái, muốn ngủ một giấc.
có chuyện gì ngày mai sẽ xử lý sau. Lữ Tiến Bình dùng giọng chân thật đáng tin nói, sau đó cúp điện thoại. Hắn tiện tay ném chiếc điện thoại đã theo mình không ít năm xuống cống ngầm. Tiếng xả nước ào ào vang lên trong nhà vệ sinh, Lữ Tiến Bình xem như đã vứt bỏ những thứ liên lạc với thân phận của mình ở tỉnh Sơn Nam. Lữ Tiến Bình quay lại sân bay, hắn trầm ổn ngồi xuống lấy một tờ báo ra xem xét. Nhưng khi hắn lật đến trang thứ hai, gương mặt không khỏi có hơi nhăn lại. Cũng không phải trên tờ báo xuất hiện kẻ địch của hắn, mà trên đó là cái tên của hắn. Đây là một bài viết về phương diện tu dưỡng của cán bộ, tuy bài viết này là do thư ký trong văn phòng của phòng tổ chức viết ra, thế nhưng lại đề tên Lữ Tiến Bình. Ôi! Lữ Tiến Bình thở dài một hơi, hắn khẽ gấp tờ báo lại. Nhưng khi hắn gấp tờ báo lại, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng tiến đến. Khi thấy hai người đàn ông kia thì trái tim của hắn chợt nhảy lên cuống họng. Bọn họ không phải đến bắt mình đấy chứ? Khi Lữ Tiến Bình đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng thì hai người đàn ông nhanh chóng tiến về phía này. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình đã lộ sao? Lữ Tiến Bình cảm thấy không cam lòng, nhưng hắn biết rõ bây giờ mình căn bản không còn lựa chọn nào khác. Hắn căn bản không thể bỏ chạy được, thế nhưng không chạy thì phải làm sao đây? Chương 1062, có người kiên cường thì có kẻ yếu ớt. Khi Lữ Tiến Bình chuẩn bị đứng lên, chợt một người đàn ông bên cạnh đứng lên bỏ chạy. Khi người đàn ông này đứng lên thì hai tên cảnh sát đã vội vàng phóng theo, có vài tên cảnh sát từ bốn phía chạy đến, chỉ mất một phút thì tên kia đã bị vặn ngã xuống đất. Khi tên đàn ông kia bị còng tay thì tất cả kết thúc mỹ mãn. Lữ Tiến Bình nhìn tên đàn ông bị cảnh sát dẫn đi với bộ dạng ủ rũ, hắn chợt cảm thấy trái tim về đúng vị trí của nó, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Thì ra không phải đến bắt mình. Lữ Tiến Bình thậm chí không còn dũng khí nhìn đám cảnh sát, lúc này tiếng nhắc nhở đến đăng ký chuyến bay vang lên bên tai. Hắn cầm lấy vé máy bay và giấy chứng minh của mình nhanh chóng đi làm thủ tục, cũng nhanh chóng ngồi lên máy bay sắp cất cánh. Trước khi máy bay cất cánh vài phút thì tâm tình của Lữ Tiến Bình còn chưa yên ổn chút nào, nhưng khi máy bay đã ở trên bầu trời, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tiên sinh, tạm biệt. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi dùng giọng thanh nhã nói lời cáo từ với Lữ Tiến Bình, cặp mắt ngập nước của cô nàng giống như vẫn còn chút không muốn. Lữ Tiến Bình nhìn bộ dạng của người phụ nữ mà không khỏi có chút thích ý. Người phụ nữ này ngồi bên cạnh hắn trên máy bay, là một người hay nói. Hắn căn bản không phải là người nhiều lời, thế nhưng hắn khá căng thẳng nên không khỏi không nhờ vào những lời nói chuyện phiếm với người phụ nữ kia để giảm sức ép. Ngài có thể cho tôi số điện thoại liên lạc không? Tôi sẽ rất vui khi anh cho tôi số điện thoại liên lạc. Người phụ nữ dùng giọng chân thành nói với Lữ Tiến Bình. Nói như vậy có thể là thử, cũng có thể là khiêu khích, còn có vài phần trêu chọc, tóm lại thì nói như vậy cũng có vài phần muốn kết giao. Nếu như là trước kia thì Lữ Tiến Bình căn bản sẽ rất sung sướng, dù sao thì đây cũng là một người phụ nữ thích kết giao, thế nhưng bây giờ hắn nào còn tâm tư như vậy. Tuy bề ngoài của Lữ Tiến Bình căn bản là không có vài phần hấp dẫn, thế nhưng nói chuyện nhẹ nhàng và có phong độ, thế cho nên để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta. Lữ Tiến Bình thậm chí nghĩ rằng nếu mình và người phụ nữ kia ở chung với nhau, chỉ sợ hai ngày sẽ tiến vào trong lòng đối phương. Hi hi, thời gian thật sự không chờ đợi con người. Lữ Tiến Bình cảm thấy mình rất có thành tựu, hắn khẽ nói một câu, sau đó mở miệng đi đến. Khi Lữ Tiến Bình đi ra máy bay thì ánh nắng ấm áp làm cho toàn thân thoải mái, cách xa vài ngàn km thật sự khác hẳn, nhiệt độ hơn 20 làm cho Lữ Tiến Bình cảm thấy rất ấm áp. Xin hỏi ngài có phải là Lữ Tiến Bình không? Một âm thanh nhàn nhạt nhưng uy nghiêm chợt vang lên làm cho Lữ Tiến Bình giật mình, hắn thấy bốn người đàn ông cao hơn 1m8 bao quanh lấy mình. Lữ Tiến Bình nhìn thấy một người trong số đó đưa ra giấy chứng minh công tác, hắn chợt cảm thấy cơ thể co quắp. Thế là không nói gì mà chỉ gật đầu. Đi theo chúng tôi, nếu như anh không muốn làm mình mất mặt, cũng đừng nên có tâm tư gì khác. Hai người đàn ông tiến lên kẹp Lữ Tiến Bình vào giữa, người đàn ông cầm đầu trầm giọng nói với Lữ Tiến Bình. Lữ Tiến Bình khẽ gật đầu, hắn hết ngực cố gắng làm cho cơ thể mình thẳng đứng hơn một chút. Hắn nhìn bóng mình trải dài trên sân bay, thế là hận không thể đập đầu vào cây cột để xong hết chuyện. Nhưng hắn thật sự không có dũng khí như vậy, hắn đã là người từng sống huy hoàng,
hắn căn bản cảm thấy khó khăn khi chủ động tìm cái chết. Lúc này Lữ Tiến Bình cảm thấy mình căn bản chưa bao giờ hiểu được câu nói, chết tử tế không bằng còn sống như ngày hôm nay. Hắn quá lưu luyến thế giới này, lưu luyến những gì tốt đẹp đã được hưởng thụ. Lữ Tiến Bình nghĩ đến đây mà cố gắng làm cho mình thêm tỉnh táo một chút, hắn muốn làm cho mình kiên cường hơn. Dù sao thì hắn cũng là một nhân vật, cho dù vào thời điểm cuối cùng thì hắn cũng không muốn có biểu hiện thất hồn lạc phách, tối thiểu cũng phải có chút phong độ. Nhưng cơ thể giống như thoát ly khỏi sự khống chế của Lữ Tiến Bình, mặc dù hắn luôn tự nói với mình là không có chuyện gì, thế nhưng hai chân lại run lên không như những gì tự nhắc nhở mình. Nếu như không phải là hai người hai bên đỡ lấy người, chỉ sợ hắn đã tê liệt mất rồi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn qua Lữ Tiến Bình, hắn nhanh chóng vung tay lên với hai tên nhân viên phá án. Hai người đàn ông ở hai bên ngầm hiểu chỉ thị của lãnh đạo, bọn họ nhanh chóng kẹp chặt cơ thể mềm oặt của Lữ Tiến Bình. Lữ tiên sinh, xin chờ chút. Một giọng nói yêu kiều chợt vang lên sau lưng, lúc này người phụ nữ cùng ngồi trên máy bay với Lữ Tiến Bình chợt chạy đến. Khi thấy người phụ nữ kia chợt xuất hiện thì vẻ mặt hai tên đàn ông kẹp chặt Lữ Tiến Bình chợt biến đổi, bọn họ chuẩn bị tiến lên cản đối phương, thế nhưng người đàn ông trung niên đi đầu chợt lắc đầu. Lữ Tiến Bình căn bản không nghĩ rằng người phụ nữ kia lại chạy đến tìm mình, hắn rõ ràng đã cơ bản không còn hy vọng nào, thật sự rơi vào hoàn cảnh gần đất xa trời. Cô có chuyện gì sao? Lữ Tiến Bình vô thức thoát khỏi hai tên đàn ông kèm chặt lấy mình rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Đây là số điện thoại của em, sau này mong anh liên lạc nhiều hơn. Người phụ nữ kia nói rồi lấy một tấm danh thiếp màu hồng đưa vào trong tay Lữ Tiến Bình, lại nở nụ cười mềm mại đáng yêu nói. Hai ngày nay em cũng không rời khỏi thành phố Xuân Thành. À, tôi còn có việc phải đi trước. Lữ Tiến Bình tiếp nhận danh thiếp rồi chuẩn bị bước đi. Bốn người đàn ông lại bao bọc quanh người hắn giống như những viên vệ sĩ bảo vệ chủ của mình. Mặc dù không quay đầu lại nhưng Lữ Tiến Bình vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người phụ nữ phía sau. Hắn thầm nghĩ, có lẽ người phụ nữ ngu ngốc kia đã xem mình thành ông chủ giàu có bậc nhất rồi. Có phải cảm thấy tiếc nuối không trưởng phòng Lữ? Người đàn ông trung niên khẽ tiến đến lấy tấm danh thiếp trong tay của Lữ Tiến Bình, sau đó nhìn lướt qua rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Lữ Tiến Bình cũng không muốn so đo với lời nói trêu chọc của tên nhân viên phá án, hắn cười nhạt một cái rồi mới nói. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao các người lại biết tôi sắp đi. Đối với người chờ đợi như chúng tôi thì tất cả không có gì là bí mật, tất nhiên kể cả hành tung của anh. Người đàn ông kia nở nụ cười có ý nghĩa sâu xa với Lữ Tiến Bình, giọng điệu vẫn nhu hòa như trước. Nhưng lời nói của người đàn ông trung niên này rơi vào trong tai của Lữ Tiến Bình, làm cho vẻ mặt của hắn càng thêm khó nhìn. Đối với người chờ đợi như chúng tôi thì tất cả không có gì là bí mật, đây chẳng phải là nói có người theo dõi từ lúc mình muốn trốn đi rồi sao? Nếu như mình ở trong tầm mắt của đối phương, như vậy vì sao còn cho mình leo lên máy bay, không phải chờ đến đây mới bắt mình sao? Bọn họ làm như vậy là có ý gì? Vì sao các người không áp dụng biện pháp bắt người khi còn ở sân bay Sơn Viên? Lữ Tiến Bình nói một nửa thì ngậm miệng lại. Lúc này người đàn ông đang đùa giỡn với tấm danh thiếp cũng không mở miệng, vẫn tiếp tục xoay xoay tờ danh thiếp. Lữ Tiến Bình có thể đi đến vị trí hôm nay cũng là vì có chỗ hơn người. Sau khi Cổ Thập Minh bị nắm bắt thì cảm giác sợ hãi làm cho ý nghĩ không quá tốt, nhưng bây giờ tất cả đã bình thản, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Người ta vì sao không tiến hành bắt Lữ Tiến Bình ở ngay sân bay Sơn Viên, tại sao đến đây mới bắt hắn? Tất nhiên không phải cho hắn thêm chút thời gian tự do, chỉ là bọn họ làm như vậy có ý nghĩa rất sâu. Lữ Tiến Bình trốn đi, lại là cán bộ trung thành của Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Những thứ này xuất hiện trong lòng Lữ Tiến Bình, lúc này hắn đã hiểu, thế là cảm thấy rất áy náy. Vương Tử Quân nhận được tin tức Lữ Tiến Bình bị bắt về Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy vào bữa cơm tối, khi đó hắn đang ở nhà xem phim hoạt hình với Tiểu Bảo Nhi. Khi nghe được tin tức này thì tâm tình của hắn chợt trầm xuống. Vì Lữ Tiến Bình và Cổ Thập Minh liên lạc mật thiết với nhau, thế cho nên Vương Tử Quân cảm thấy Lữ Tiến Bình rất có thể sẽ liên lụy vào sâu bên trong. Nhưng hắn dù thế nào cũng không ngờ Lữ Tiến Bình lại cho ra một biện pháp vụng về là trốn đi, hơn nữa còn bị bắt quay về. Lữ Tiến Bình xem như đã xong rồi,
nhưng chuyện này thật sự là đả kích quá lớn cho Thạch Kiên Quân. Trong tỉnh Sơn Nam có ai không biết Lữ Tiến Binh là phụ tá đắc lực cho Thạch Kiên Quân, người nào không biết Lữ Tiến Binh là thân tín của Thạch Kiên Quân. Mà bây giờ Tâm Phúc thân tín lại trốn đi và bị bắt lại, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía Thạch Kiên Quân, điều này làm cho Thạch Kiên Quân vốn không có gì tốt đẹp khi rơi vào sự kiện của Cổ Thập Minh càng như tuyết lạnh thêm xương. Cho dù bản thân Thạch Kiên Quân căn bản không có vấn đề, thế nhưng lúc này căn bản đã không còn uy tín gì nữa ở tỉnh Sơn Nam. Nếu không còn uy tín, lại còn phải chịu trách nhiệm nhất định vì sự kiện liên quan đến Lữ Tiến Binh và Cổ Thập Minh, điều này làm cho lãnh đạo tuyến trên nhìn Thạch Kiên Quân như thế nào. Mặc dù Thạch gia sẽ không thể ngồi yên không quan tâm, sẽ can thiệp vài phần, thế nhưng ít nhất là Thạch Kiên Quân sẽ không còn cơ hội ở lại tỉnh Sơn Nam. Thạch Kiên Quân rời khỏi Sơn Nam sẽ tuyệt đối không có gì là vui vẻ, chờ đợi hắn sẽ là một vị trí căn bản không thể nào so sánh được với hiện tại. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn qua dãy số gọi đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chào Bí Thư Vương, tôi là Quan Vĩnh Hạ, tỉnh ủy có hội nghị khẩn cấp, xin ngài đến phòng họp tỉnh ủy trước 9 giờ tối nay. Quan Vĩnh Hạ vẫn dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng âm thanh nghe vào trong tai lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác khác thường. Vương Tử Quân nói một tiếng biết rồi, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn biết rõ bây giờ nếu mình hỏi thì Quan Vĩnh Hạ cũng căn bản không nói lộ ra lời nào. Thế nhưng hắn hầu như đã biết vài phần, cần gì phải để cho Quan Vĩnh Hạ tự tán dương trong điện thoại. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe số 1 Thụy ủy La Nam, thế là điện thoại giống như đường dây nóng, trong đó có cuộc điện thoại của Hà Khởi Duệ, có cả Lý Nhị Bình, có Tống Ích Dân. Những người này gọi đến chỉ có một vấn đề, đó là muốn tìm hiểu chút tin tức về Lữ Tiến Binh trong miệng Vương Tử Quân. Tuy những người này chủ yếu là thám thính tin tức, thế nhưng căn cứ vào giọng điệu của đối phương thì Vương Tử Quân vẫn cảm thấy có chút đè nén. Những người này phần lớn là thành viên tổ chức của hắn, cũng coi như là người của hắn. Bây giờ Lữ Tiến Binh gặp chuyện không may, bọn họ đều sinh ra cảm giác bất an. Bọn họ đều là những người lăn lộn trong quan trường lâu năm, bọn họ biết rõ lợi hại của vụ này. Lữ Tiến Binh căn bản là xảy ra chuyện, sẽ liên quan đến Thạch Kiên Quân. Lúc này trong tỉnh Sơn Nam căn bản sẽ lật bài lớn. Thạch Kiên Quân căn bản sẽ tan vỡ, đây là lời thảo luận của tất cả mọi người. Tuy sự kiện căn bản sẽ không liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng nếu như không có một Thạch Kiên Quân vung tay cản lại, như vậy trạng thái ở tỉnh Sơn Nam sẽ là một mình Hào Nhất Phong chiếm giữ như trước. Hào Nhất Phong căn bản không đối phó với Vương Tử Quân, mà bây giờ Hào Nhất Phong căn bản đã lấy lại quyền uy của mình tại tỉnh Sơn Nam. Người có quyền uy tuyệt đối sẽ căn bản không thèm quan tâm đến khí phách sảng khoái với thiên hạ, nhất định sẽ cầm Vương Tử Quân ra khai đao đầu tiên. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, chức vụ này căn bản không phải Hào Nhất Phong có thể dễ dàng động vào. Thế nhưng nhóm người Hà Khởi Duệ lại khác, vị trí của bọn họ căn bản được tỉnh ủy Sơn Nam quyết định. Đến khi đó tình thế phát triển khác biệt, bọn họ đi đến nơi nào, căn bản không còn do bọn họ quyết định nữa rồi. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của người bên cạnh mình, hắn càng cảm ứng được cảm giác sợ hãi của bọn họ. Dù sao thì nó cũng liên quan trực tiếp đến tương lai của bọn họ căn bản không thể không căng thẳng. Xe chạy rất nhanh, Khương Long Cương ngồi ở hàng ghế trước căn bản là rất chăm chú. Hắn tuy chỉ nghe được chút tin đồn nhưng tình thế bây giờ xem ra rất bất lợi cho Bí Thư Vương. Hắn là thư ký của Bí Thư Vương, những năm này hắn học tập được rất nhiều thứ. Cũng không còn là tiểu tử lỗ mãng như năm xưa. Hắn biết rõ Bí Thư Vương và Lữ Tiến Binh căn bản không có kết giao gì lớn, nhưng Lữ Tiến Binh rớt đài lại làm cho Bí Thư Vương có những ảnh hưởng. Còn Chủ tịch Thạch thì... Khương Long Cương nghĩ đến Thạch Kiên Quân thì chống ngực đập nhanh hơn, tuy hắn chỉ là một người bình thường thế nhưng cũng hiểu rõ vấn đề, đó là sự kiện lần này là sự khảo nghiệm lớn với Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân là cán bộ xuống bên dưới mạ vàng, chắc chắn sẽ có kế hoạch lớn tràn đầy nhiệt huyết. Vì vậy mà Thạch Kiên Quân phải thành lập nhân mã của mình, nếu không có người bên dưới hưởng ứng, như vậy kế hoạch lớn cũng căn bản là lý luận suông mà thôi. Nói một cách khách quan thì những năm này Lữ Tiến Binh căn bản luôn làm tùy tùng đi theo bảo vệ chặt chẽ cho quyền uy của Thạch Kiên Quân, là một tinh binh hàng đầu trong phương diện bảo vệ phương châm chính trị cho Chủ tịch Thạch. Lữ Tiến Binh luôn là người tích cực dẫn đầu,
cũng vì vậy mà bây giờ Thạch Kiên Quân rơi vào tình huống thành vì Tiêu Hà mà bại cũng vì Tiêu Hà. Không biết từ lúc nào những bông tuyết lớn đã rơi xuống, chỉ một lát sau thì mặt đất đã được bọc trong lớp nhung trắng. Lý Đức Trụ có kỹ thuật lái xe rất tốt, thế nhưng dưới hoàn cảnh tuyết bay tán loạn cũng không thể không giảm tốc độ. Gió bắc gào thét, tuyết hoa tung bay. Khi Lý Đức Trụ dừng xe ở bên ngoài khu văn phòng tỉnh ủy, lúc này mặt đất đã dày một lớp tuyết, những bông tuyết như lông ngỗng cũng liên tục gào thét dưới gió lạnh, giống như tiếng sói tru trong đêm giá lạnh. Chương 1063, tôi trẻ tuổi cũng không làm ra dáng. 9 giờ 10 phút, Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, hắn cất bước đi về phía phòng họp. Bí thư Vương. Nhân viên của văn phòng tỉnh ủy thấy Vương Tử Quân thì đều đứng lên, lúc này Phó Thư ký trưởng trực ban tiến lên chào hỏi Vương Tử Quân. Mặc dù chủ động chào hỏi nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm ứng được sự khác biệt. Trước kia Vương Tử Quân đến tỉnh ủy thì các vị Phó Thư ký trưởng căn bản luôn tỏ ra cực kỳ cung kính, nhưng lúc này lại bày ra bộ dạng giải quyết việc chung. Vương Tử Quân từ trong lời bắt chuyện để biết được thái độ của vị Phó Thư ký trưởng với mình, trong lòng cũng hiểu ý nghĩ của vị Phó Thư ký trưởng này. Vì vậy hắn nở nụ cười nhàn nhạt với viên Phó Thư ký trưởng, sau đó cất bước đi vào phòng họp. Trong phòng họp ngồi đầy người, chẳng những có nhóm người Hào Nhất Phong, còn có vài người xa lạ. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng, mọi ánh mắt nhìn về phía hắn. Bí thư Nhất Phong, xấu hổ quá, tôi đến chậm. Vương Tử Quân nhìn Hào Nhất Phong, trên mặt xuất hiện nụ cười ung dung bình tĩnh. Hào Nhất Phong khoát tay áo nói. Thời tiết chợt thay đổi, anh cũng không có biện pháp nào khác. Cũng không ai ngờ sẽ có tuyết rơi lớn như vậy, Tử Quân đến là tốt rồi, anh ngồi đi. Hào Nhất Phong lúc này tỏ ra cực kỳ rộng lượng, mà biểu hiện rộng lượng càng vô cùng tự tin bình tĩnh. Vương Tử Quân hiểu tâm lý của Hào Nhất Phong, hắn cũng không nói lời nào, chỉ cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống vị trí của mình. Các đồng chí, vừa rồi Ủy ban Kỷ luật đã thông báo, tôi cảm thấy rất đau lòng, nhưng càng là lúc này chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực, duy trì sự ổn định của tỉnh Sơn Nam, nghênh đón khó khăn, tiến thêm một bước duy trì và phát triển công tác. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lớn tiếng nói. Sau khi nghe lời của Hào Nhất Phong thì Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thạch Kiên Quân. Lúc này Chủ tịch Thạch Kiên Quân vẫn ngẩng đầu, thế nhưng gương mặt lại có vài phần phát lạnh. Rõ ràng Lữ Tiến Bình trốn đi bị bắt lại là một đả kích lớn với hắn. Vương Tử Quân nghĩ đến Lữ Tiến Bình thì không khỏi cảm thấy thổn thức. Dù sao thì Lữ Tiến Bình cũng không phải là người thường, được công nhận là phụ tá đắc lực của Thạch Kiên Quân. Vì Lữ Tiến Bình là một nhân vật như vậy cho nên Thạch Kiên Quân căn bản khó thể nào mở miệng nói gì được. Bí thư Nhất Phong nói đúng, càng vào lúc này thì chúng ta càng cần phải đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng ta đồng lòng, cùng nhau giải quyết khó khăn, như vậy tôi tin tưởng tỉnh Sơn Nam sẽ đột phá mấu chốt, sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề. Đường Cảnh Ung khẽ đưa mắt nhìn Thạch Kiên Quân, sau đó trầm giọng nói. Đường Cảnh Ung lên tiếng, thật sự giống như bắt đầu. Những vị thường ủy tỉnh ủy khác cũng tỏ thái độ đoàn kết bên người Hào Nhất Phong, cùng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giải quyết nguy cơ. Đặc biệt là những thường ủy tỉnh ủy thuộc về phái của Hào Nhất Phong, bọn họ càng lên tiếng vội vàng. Mặc dù bọn họ không nói gì đến Thạch Kiên Quân, thế nhưng lại quấn lấy Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Bình. Nếu như là trước kia thì tuyệt đối sẽ có người lên tiếng cho Thạch Kiên Quân, thế nhưng bây giờ không ai mở miệng cho Thạch Kiên Quân. Mà Thạch Kiên Quân cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm uống nước. Nếu như nói ra sự kiện của Cổ Thập Minh, Thạch Kiên Quân căn bản có thể kiên trì được. Nhưng Lữ Tiến Bình lại ném ra một tảng đá quá lớn, giờ khắc này hắn thật sự không biết nói gì cho phải. Thành phố Sơn Viên chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho quyết định của tỉnh ủy, không nên nuông chiều những phần tử rối loạn pháp luật kỳ cương, chúng ta nhất định phải điều tra đến cùng. Bí thư thị ủy La Nhân Uy của thành phố Sơn Viên lên tiếng, lời nói như dao sắc, trực chỉ vào Thạch Kiên Quân. Nhưng có một số việc mà chúng ta nên nghĩ lại. Bí thư Nhất Phong, tôi đã công tác ở tỉnh Sơn Nam lâu năm, bây giờ nói chuyên không sợ đắc tội với người. Lữ Tiến Bình cũng chỉ là vấn đề của mình, thế cho trong chuyện này cũng có vài người có vấn đề của mình, nếu như không phải là Lữ Tiến Bình đằng sau có chỗ dựa, sao có thể không kiêng nể gì như vậy? Lúc này là hội nghị thường ủy, tôi bày tỏ thái độ của mình, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ quyết định của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật và tỉnh ủy,
sẽ điều tra vấn đề của Lữ Tiến Binh đến cùng, sẽ cho những người nên gánh chịu trách nhiệm phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Những vị thường ủy tỉnh ủy được La Nhân Uy nhắc đến cũng không nói nhiều lời, gương mặt biến thành màu đen, căn bản không có biểu hiện gì khác. Vương Tử Quân khẽ xoay cây bút trong tay, ánh mắt nhìn về phía Thạch Kiên Quân đang khá dao động. Lúc này Thạch Kiên Quân đã cầm lấy một điếu thuốc, căn bản là mái tóc cũng có chút rối loạn. Lúc này đối mặt với những lời châm chọc khiêu khích của La Nhân Uy, Thạch Kiên Quân căn bản cũng không mở miệng, vẫn lẳng lặng hút thuốc. Vương Tử Quân nhìn điếu thuốc trên tay Thạch Kiên Quân, thế là trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười nói. Tôi thật sự đồng ý quan điểm của Bí Thư La, Bí Thư Nhất Phong, chuyện này vốn tôi định nhắc lại sau, thế nhưng Bí Thư La Nhân Uy đã mở lời, tôi cũng thả con tép bắt con tôm, xem như bàn về quan điểm của mình. Vương Tử Quân đột nhiên mở miệng làm cho vẻ mặt đám người nơi đây chợt biến đổi, điếu thuốc trong tay La Nhân Uy chợt rơi xuống mặt bàn, gương mặt lộ ra vẻ hèn mọn. Vương Tử Quân đây là muốn làm gì? Thuận gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng sao? Thạch Kiên Quân giống như thất hồn lạc, muốn dựa vào Hào Nhất Phong sao? Hào Nhất Phong không có chút vui mừng, lão biết rõ Vương Tử Quân là hạng người gì, lúc này đối phương căn bản không nên để xảy ra trạng thái đảo ngũ. Đối phương căn bản không phải là người thuận gió bẻ măng, vì mâu thuẫn này căn bản không phải là Vương Tử Quân có thể giải quyết được. À, Bí Thư Vương thừa nhận quan điểm của tôi thật sự cảm thấy rất vui. Tôi nhớ đây hình như là lần đầu tiên anh ấy thừa nhận quan điểm của tôi. La Nhân Uy chống tay lên bàn hội nghị rồi cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi trước nay luôn giúp đỡ những quan điểm chính xác, nếu Bí Thư La cảm thấy áy náy, như vậy có thể mời tôi bữa cơm. Câu nói này vừa ra khỏi miệng thì gương mặt La Nhân Uy chợt thâm đen lại, những người khác cũng buồn cười, thầm than miệng lưỡi của Vương Tử Quân quá trơn tuột, dựa theo những lời vừa rồi thì trước kia quan điểm của La Nhân Uy luôn là sai sao. La Nhân Uy tức giận đến mức toàn thân phát run, vốn lần này lão định đánh rắn dập đầu, thế nhưng không ngờ lời nói của Vương Tử Quân trước sau như một lại sắc bén như vậy. Khi La Nhân Uy định phản kích lại Vương Tử Quân vài câu, đúng lúc này Vương Tử Quân đã trầm giọng nói. Bí Thư Nhất Phong, tôi cho rằng ngài phải có chút trách nhiệm ở sự kiện đồng chí Lữ Tiến Binh phạm sai lầm. Anh là lãnh đạo tỉnh ủy, đã quá tín nhiệm đồng chí Lữ Tiến Binh ở phương diện nhân sự, không tiến hành cho ra những ước thúc hữu hiệu, thế cho nên xuất hiện tình huống hôm nay. Tín nhiệm đồng chí, ủy quyền đơn giản nói từ phương diện nào đó cũng là tư duy tốt. Thể hiện tư duy cầu tiến ở trong thể chế cán bộ, nhưng nếu tín nhiệm mù quáng, không kịp chỉ ra chỗ sai, thậm chí dễ dàng nhân nhượng tha thứ, đó là mặc kệ, là không có trách nhiệm với đồng chí của mình. Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục. Tôi còn trẻ, nói chuyện có chút khô cứng thẳng thắn, không vòng quanh như Bí Thư Nhân Uy, kính mong Bí Thư Nhất Phong tha thứ cho. La Nhân Uy đang uống trà, sau khi nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì thiếu chút nữa đã phun cả ra. Vương Tử Quân vừa rồi nói lời châm chọc cũng không là vấn đề, bây giờ thì tốt, đối phương nói vài lời đầy căm phẫn, rõ ràng có ý châm chọc Bí Thư Nhất Phong. Trời đất chứng giám, La Nhân Uy trước nay luôn theo sát tiến độ của Bí Thư Nhất Phong, nào không biết tốt xấu mà châm chọc Bí Thư Nhất Phong. Bây giờ Vương Tử Quân nói không phải không có lý, thật sự quá đáng giận. Bí Thư Vương, tôi. La Nhân Uy đứng lên thật mạnh, lão muốn giải thích cho mình. Không cần cảm ơn tôi, Bí Thư La, vẫn là câu nói vừa rồi, nếu ngài muốn nói lời cảm tạ, xin mời tôi bữa cơm. Lần này họp thường ủy khá khuya, cơm tối còn chưa ăn no, vừa vặn có chút thời gian dùng cơm, lại có anh mời cơm thì tốt quá. Khi La Nhân Uy còn chưa kịp tiếp nhận thì Hào Nhất Phong đã khoát tay áo nói. Đồng chí Nhân Uy, không cần nói nữa, Bí Thư Tử Quân nói đúng, trong chuyện này có trách nhiệm của tôi. Hào Nhất Phong lúc này rất căm hận Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân nói ra như vậy căn bản có vài phần càn quấy, nhưng lão là Bí Thư Tỉnh ủy Sơn Nam, căn bản không thể nào nói không có trách nhiệm ở sự kiện này. Hào Nhất Phong tối thiểu cũng phải có trách nhiệm với lãnh đạo, dù sao lão cũng là người đứng đầu ban ngành La Nam, hơn nữa bây giờ còn có các vị thường ủy tỉnh ủy, nếu xảy ra tranh luận thì một bí thư như lão sẽ mất hết thể diện. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì. Hắn khẽ dựa lưng lên ghế, sau đó lẳng lặng nghe Hào Nhất Phong lên tiếng. Tuy Vương Tử Quân vừa rồi nói ra vài lời làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy buồn bực,
thế nhưng xu thế của hội nghị thường ủy lúc này luôn được tiến hành theo những sắp xếp của Hào Nhất Phong. Dù là những sắp xếp đề bạt của phòng tổ chức trước kia hay thứ gì khác đều có xu thế nghiêng về một bên. Hội nghị thường ủy mở đến 11 giờ, khi đó Vương Tử Quân cũng không đi ra khỏi phòng họp. Hắn chờ đám người vây quanh Hào Nhất Phong như sao sáng quanh trăng, cuối cùng mới rời đi với Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Tử Quân, vì chút chuyện nhỏ cũng không nên vạch mặt với hắn ta. Thạch Kiên Quân ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc rồi thản nhiên nói. Giọng nói của Thạch Kiên Quân lúc này căn bản không khác gì dĩ vãng, thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy không giống. Thạch Kiên Quân trước kia cũng nói như vậy, thế nhưng lúc này lại thiếu đi một thứ, đó chính là tinh thần. Xem ra Lữ Tiến Minh gặp chuyện không may đã làm cho Thạch Kiên Quân mất đi ý chí chiến đấu cuối cùng, Vương Tử Quân muốn an ủi Chủ tịch Thạch hai câu, thế nhưng lại không biết nói gì hơn. Thạch Kiên Quân vẫn chưa đến 50, là một vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi. Có thành tích ở tỉnh Sơn Nam, nhiệm kỳ sau thế nào cũng tiến lên. Có thông tin Hào Nhất Phong sẽ rời khỏi Sơn Nam, thế cho nên sự kiện tiến lên vị trí bí thư tỉnh ủy căn bản như ván đóng thuyền. Nếu như có thể phát triển tốt, 10 năm sau cũng sẽ tìm được cơ hội, biết đâu sẽ có cơ hội tiến lên Trung ương. Nhưng bây giờ sự kiện Lữ Tiến Minh đã làm cho Thạch Kiên Quân căn bản là ốc không mang nổi thân ốc, dù cho không liên lụy vào sự kiện Lữ Tiến Minh. Thế nhưng căn bản không còn khả năng công tác trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân đổ một phần trách nhiệm lên người Hào Nhất Phong, nhưng thượng cấp là người mắt sáng như sao, tuy có vài cờ lê đánh lên mông Hào Nhất Phong, thế nhưng người tiếp nhận chiếc cờ lê lớn hơn vào đầu chính là Thạch Kiên Quân. Đến bây giờ căn bản không thể không thừa nhận Hào Nhất Phong là người có kinh nghiệm phong phú, quả thật là 10 phần thủ lĩnh, vừa cứng vừa thối, hoành hành ngang dọc làm cho đối thủ không còn đường sống. Điều này cũng xem như làm khó cho Hào Nhất Phong, vì 2 năm qua lão phải ném lợi ích toàn cục cho người của Thạch Kiên Quân, phải chờ đợi chịu nhục lâu ngày, mãi đến bây giờ ra tay mới nặng nề như thế. Chủ tịch Thạch, Lữ Tiến Minh là Lữ Tiến Minh, ngài là ngài không nên quá nhiều băn khoăn trong sự kiện này. Vương Tử Quân có chút do dự, hắn khẽ nói với Thạch Kiên Quân. Tử Quân, cảm ơn cậu đã an ủi tôi, cậu đến phòng làm việc của tôi một chút. Thạch Kiên Quân thấy hành lang đã vắng bóng người, thế là nở nụ cười nói với Vương Tử Quân. Lúc này phòng làm việc của Thạch Kiên Quân khá lạnh, không biết có phải có liên quan đến tâm tình của lãnh đạo hay không, khi Vương Tử Quân đi vào thì nhìn qua bàn và thấy vài chiếc ly vẫn còn lại một nửa nước trà. Vương Tử Quân là người làm lãnh đạo nhiều năm, hắn chưa từng thấy trong phòng làm việc của mình có nửa ly trà sót lại như vậy. Bình thường sau khi khách đi thì thư ký sẽ tiến vào thu dọn cho lãnh đạo. Bây giờ tình cảnh kia lại xuất hiện trong phòng làm việc của Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Vương Tử Quân chợt cảm thấy trái tim băng giá, lúc này người ta thất thế thì căn bản mọi việc không có ai quan tâm. Chủ tịch Thạch, chỗ của anh có trà ngon, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy chuẩn bị trà tốt nhưng căn bản không có nhiều hương vị, bây giờ vừa lúc được hưởng trà ngon của Chủ tịch Thạch. Vương Tử Quân nói, sau đó tự nhiên thu dọn sạch sẽ nước trà trên bàn. Thạch Kiên Quân cũng thấy những ly trà trên bàn, hắn sao lại không biết đây là có chuyện gì. Lúc này thấy Vương Tử Quân thoải mái thu dọn, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác cảm động. Vào thời điểm nguy nan gặp chân tình, cũng chỉ vào thời điểm này thì mình mới thấy được những kẻ thật sự tốt. Vương Tử Quân ra tay sắp xếp, chỉ một lát sau thì 2 ly trà nóng đã được đặt lên bàn. Thạch Kiên Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. Tử Quân, tôi phải đi. Vương Tử Quân chợt sững sờ, dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này nghe Thạch Kiên Quân nói ra thì hắn vẫn cảm thấy có chút khác thường. Cá nhân tôi không có vấn đề, nhưng Lữ Tiến Minh gặp chuyện không may, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa những chuyện thế này căn bản sinh ra những ảnh hưởng không tốt. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì giọng nói có vài phần trầm trọng. Chủ tịch Thạch, hướng đi của ngài đã được quyết định chưa? Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó khẽ hỏi Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân vuốt ve ly trà trong tay, sau đó hồn nhiên như không quan tâm nói. Còn chưa quyết định, thế nhưng cũng là khá tốt, cậu nói xem có đúng không? Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn hiểu được ý nghĩ của Thạch Kiên Quân. Nếu gánh chịu trách nhiệm thì chức vị vẫn còn nhiều, chỉ cần tuyến trên có ý, tất nhiên sẽ sắp xếp vào một vị trí trong bộ và ủy ban trung ương. Tử Quân, cậu cũng là người phải đi,
cũng đừng quá quan tâm đến đám người Hào Nhất Phong, dù sao thì cậu không có gì liên quan, căn bản là không nên quan tâm. Cậu cũng đừng nên kéo căng dây cung, trên quan trường là như vậy, không nên làm dũng sĩ ở khắp nơi, khuyên người cũng phải có lòng khoan dung. Bây giờ cậu cần phải làm chính là xác định sự việc của mình. Vị trí kia của cậu tiến là công mà lùi là thủ, nếu như có thể thì sẽ là bệ đỡ cho phát triển sau này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này căn bản là Thạch Kiên Quân nói ra những lời tâm huyết. Nghe nói Lữ Tiến Binh đã xảy ra chuyện sao? Trong một văn phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn Nam, hai người đàn ông trung niên đang khẽ nghị luận với nhau. Không phải sao, tôi nghe nói lần này Chủ tịch Thạch cũng bị liên quan, hi hi, nói ra thì Cổ Thập Minh thật sự là hại người rất nặng. Được rồi, chúng ta nói những lời này cũng vô ích, những chuyện này nói cho đúng cũng không có gì tốt với chúng ta. Hi hi, nói không chừng đơn vị chúng ta cũng phải đi theo Chủ tịch tỉnh. Cậu cảm thấy lúc này anh ấy có thể sống yên ổn được sao? Nếu có cơ hội thì anh nên hoạt động một chút, biết đâu sẽ có được vị trí tốt. Nói đùa gì vậy, tôi thì có vị trí tốt gì chứ? Người đàn ông trung niên được nói đến mở miệng chối từ, thế nhưng trong mắt lại lóe lên vài phần động tâm. Chương 1064, một lật bàn nhăn mặt. Lữ Tiến Binh xảy ra chuyện như vậy làm cho đủ mọi lời nghị luận lan tràn. Vô tình uy tín của Thạch Kiên Quân giống như quét rác. Thậm chí có một tài xế taxi nói Thạch Kiên Quân đề bạt Lữ Tiến Binh đề bạt Cổ Thập Minh, bên trong nhất định có giao dịch quyền tiền, rõ ràng là một viên cứt chuột làm xấu nồi canh. Những lời nghị luận dân gian như vậy hầu như xuất hiện ở tất cả các thành phố, càng có nhiều người trong quan trường cảm thấy lo âu. Tuy bọn họ căn bản không liên lụy, thế nhưng một khi chỗ dựa ngã xuống, kết quả tan đàn xẻ nghé hầu như là nhất định. Tuyến trên vẫn tiến hành điều tra Lữ Tiến Binh, công tác ở tỉnh Sơn Nam vẫn được tiếp tục. Lúc này xem thời sự vẫn có thể thấy bóng dáng Thạch Kiên Quân đi thị sát các nơi, thế nhưng trong mắt đám người thì vị trí của Thạch Kiên Quân căn bản là không còn. Thậm chí có người còn nói Thạch Kiên Quân sở dĩ xuất hiện trên TV cũng là một trò làm cho ra vẻ, chính là ném cho quần chúng một tín hiệu, mình vẫn kiên quyết đứng ở tỉnh Sơn Nam, bản thân bình yên vô sự. Tuy đó chỉ là tin đồn thế nhưng Vương Tử Quân hiểu suy đoán của bọn họ về Thạch Kiên Quân căn bản là rất chính xác. Những ngày này Thạch Kiên Quân luôn cảm thấy tâm tình của mình như một khúc nhạc buồn, tất cả niềm vui giống như đã bị đào móc đi sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn luôn chú ý hình tượng của mình trước mặt công chúng, sở dĩ luôn công khai lộ diện cũng là muốn nhờ truyền thông tuyên truyền, để cho người ta biết mình vẫn còn ngồi vững vàng trên vị trí chủ tịch tỉnh Sơn Nam. Để những lời đồn đãi rằng mình cũng bị liên lụy phải sụp đổ. Nhưng những biểu hiện này đối với một người cao ngạo như Thạch Kiên Quân thì thật sự là khá châm chọc. Mặc dù châm chọc nhưng Thạch Kiên Quân vẫn phải làm, nếu không thì hắn sẽ bị đủ tin đồn bao phủ, nếu để cho tin đồn phủ lấy người thì không bằng cứ cho người ta biết rõ mình còn đứng nơi đó. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn cầm lấy điện thoại, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trần Thành Hoa. Tử Quân, cậu có rảnh không? Chúng ta trò chuyện một chút. Giọng nói của Trần Thành Hoa rất trầm thấp, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó nói. Trưởng ban Trần, tôi đang ở trong phòng làm việc. À, nói cho cậu biết một tin tức, sự kiện điều động của cậu căn bản là không thể, vì tỉnh ủy Sơn Nam có phản ánh, lúc này thế cục khá rối. Cần một cán bộ có uy tín và năng lực như cậu để duy trì đại cục, thế nên không thể điều động ra ngoài. Tỉnh ủy Sơn Nam, tất nhiên người đại biểu là bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói với Trần Thành Hoa. Cảm ơn trưởng ban Trần, tôi hiểu rồi. À, theo phản ánh của lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, cậu có năng lực ở công tác tuyên truyền, thế cho nên chuẩn bị cho cậu tiếp quản khối công tác tuyên truyền của tỉnh. Làm trưởng phòng tuyên truyền. Trưởng phòng tuyên truyền cũng là thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa còn là người xếp phía trước, dưới tình huống thông thường thì cũng được đặt song song với trưởng phòng tổ chức. Nhưng thực tế thì quyền lợi của một vị trưởng phòng tuyên truyền căn bản không bằng bí thư tỉnh ủy La Nam của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, là thường ủy tỉnh ủy, hắn là lãnh đạo tỉnh, lại là lãnh đạo thành phố La Nam, trên cơ bản sẽ được tự ý quyết định sự việc ở La Nam. Khi kinh tế thành phố La Nam liên tục phát triển, Vương Tử Quân căn bản là quyền lực ngày càng thêm nặng.
Nhưng nếu hắn là trưởng phòng tuyên truyền, hắn chỉ quản lý mặt trận tuyên truyền, bên trên còn có một vị phó bí thư được bí thư Hào Nhất Phong phân công quản lý, bên dưới oi còn có người của Hào Nhất Phong theo sát, căn bản là giống như lấy mất quyền lực. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi khẽ nhíu mày, tâm tình cũng hạ xuống. Hào Nhất Phong lại chơi chiêu này với mình, hơn nữa chiêu thức của bí thư Hào Nhất Phong căn bản là rất đẹp. Dù sao thì bây giờ tỉnh Sơn Nam cũng vào thời điểm rối loạn, yêu cầu thượng cấp giữ Vương Tử Quân cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa chức danh trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy căn bản cũng đứng trước bí thư thị ủy La Nam, điều này cũng làm cho đám lãnh đạo thượng cấp mở lời ủng hộ. Đi đến vị trí hiện tại thì ai cũng có người ủng hộ trên tuyến trên, tuy có người thưởng thức thế nhưng cũng không phải vung tay thích làm gì thì làm. Vừa rồi Trần Thành Hoa nói đã có lời đề nghị của tỉnh Sơn Nam, như vậy phòng tổ chức sẽ có nhận định, sẽ không tồn tại khuyết điểm, lãnh đạo dù không muốn thì cũng không có mấy khả năng phản đối. Thật sự là có chút không chờ đợi được. Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà trong lòng khẽ run lên, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cầm điện thoại lên. Khi hắn còn chưa kịp bấm máy gọi đi, tiếng chuông lại vang lên. Alo, Tử Quân sao? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Lâm Trạch Viễn. Chào chú Lâm, cháu là Vương Tử Quân. Sau khi nghe rõ đó là âm thanh của Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân mỉm cười đáp lời. Tuy bây giờ tâm tình của Vương Tử Quân căn bản là không thoải mái, thế nhưng đó là quyết định của lãnh đạo thượng tầng, hắn căn bản không thể cải biến được. Lúc này nếu hắn biểu hiện tức giận, căn bản không bằng tỉnh táo một chút. Mặc dù trong lòng liên tục bùng sóng, thế nhưng hắn phải đem trí tuệ của mình phát triển đến cao độ, phải giấu tất cả vào sâu bên trong, phải làm sao cho có biểu hiện ung dung bình tĩnh, căn bản không chút gợn sóng sợ hãi. Trước khi gọi điện thoại thì Lâm Trạch Viễn đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nghe những lời phát giận đến từ Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân điềm nhiên bình tĩnh như không, lại còn cười ha hả như không có tim phổi, thế là trong lòng lão có chút vui mừng. Tuy lão còn chưa nói cho Vương Tử Quân biết được tin tức điều động, thế nhưng lão tin tưởng với những mối quan hệ rộng khắp của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, có lẽ đã biết rồi. Tử Quân, cậu đã biết rõ hướng đi của mình chưa? Lâm Trạch Viễn nói vài việc vặt với Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. À, cháu biết rồi. À, lãnh đạo cũng nói với cậu vài lời về phương diện bổ nhiệm, đó là bất đắc dĩ. Lúc này thế cục của tỉnh Sơn Nam bày ra quá rõ ràng, lý do giữ cậu ở lại cực kỳ vững chắc, thế cho nên lãnh đạo xuất phát từ đại cục mà quyết định cho cậu ở lại. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì khẽ tiếp tục. Cậu tiến lên thường ủy tỉnh ủy, căn cơ là chưa ổn. Tuy chức vụ trưởng phòng tuyên truyền không thể so với phòng tổ chức, thế nhưng dù thế nào cũng xem như có cậu tiến. Cảm ơn chú Lâm đã quan tâm, cháu nhất định sẽ nhanh chóng tiến vào trong phương diện công tác, cố gắng làm tốt nhiệm vụ, sẽ đẩy công tác tuyên truyền của tỉnh Sơn Nam tiến lên bậc thang mới. Vương Tử Quân tiêu sái hàn huyên thêm hai câu với Lâm Trạch Viễn, sau đó hắn cúp điện thoại. Chương 1065, nói chuyện làm việc hùng dũng hào khí ngất trời xanh. Lữ Tiến Bình xảy ra chuyện như vậy làm cho đủ mọi lời nghị luận lan tràn, vô tình uy tín của Thạch Kiên Quân giống như quét rác. Thậm chí có một tài xế taxi nói Thạch Kiên Quân đề bạt Lữ Tiến Bình, Lữ Tiến Bình đề bạt Cổ Thập Minh, bên trong nhất định có giao dịch quyền tiền, rõ ràng là một viên cứt chuột làm xấu nổi canh. Mỹ Mỹ vẫn còn nhớ trước kia có một người trẻ tuổi đến đây uống rượu nói ra hai chữ dế chuỗi, đúng lúc giám đốc Lý đi qua nghe thấy được. Thế là giám đốc Lý không nói hai lời, hắn tiến lên tát cho đối phương hai cái, hơn nữa còn bị thuộc hạ của giám đốc Lý đá văng ra, nghe nói tên kia đã phải nằm trong bệnh viện chấn thương chỉnh hình nửa tháng ròng. Lúc này giám đốc La nói biệt hiệu cũ của giám đốc Lý, không biết giám đốc Lý có nổi giận không? Khi người phụ nữ Mỹ Mỹ có chút lo lắng, chợt thấy giám đốc Lý cười còn sáng lạn hơn hoa tươi. Giám đốc La, lời nói của anh thật sự là vàng ngọc, sau này tôi nên đề cao tính thưởng thức của mình. Cho dù là dế chuối thì cũng phải là cao cấp, tuyệt đối không nên làm cho ngài mất mặt. Giám đốc Lý là một người một lòng nịnh hót rồi cười vang khắp phòng. Sau khi La Sương Hào nhổ hạt nho ra thì giám đốc Lý dùng giọng chú ý nói. Giám đốc La, mảnh đất phía đông thành phố còn có chút vấn đề nhỏ. Còn cần ngài giúp đỡ một chút. Mảnh đất ở phía đông thành phố sao? Không phải tôi đã chào hỏi anh Tả ở cục địa chính rồi sao?
thế nào bây giờ còn chưa được làm tốt? La Sương Hào nghe thấy giám đốc Lý nói đến mảnh đất kia thì có vài phần mất vui. Giám đốc Lý thấy La Sương Hào mất hứng thì giả vờ có chút uất ức. Cục trưởng Tạ căn bản là rất nhớ đến lời nói của ngài, vấn đề là có người bị bệnh đau mắt, căn bản chọc sự việc lên tỉnh. Chọc lên tỉnh. La Sương Hào nâng ly rượu bên cạnh lên uống một ngụm rồi cười hì hì nói. Trong tỉnh cũng dễ nói, không phải là Thạch Kiên Quân sao? Lúc này hắn căn bản là thỏ không dám thỏ đuôi, anh cần gì phải lo lắng. Vẻ mặt anh Lý chợt khẽ động, hắn dùng giọng có chút kích động nói. Chủ tịch Thạch sắp phải đi rồi sao? La Sương Hào nhìn vẻ mặt hoài nghi của giám đốc Lý thì lập tức mất hứng. Hắn khẽ vỗ lên đầu đối phương, sau đó dùng giọng khinh thường nói. Anh Lý, tôi lừa anh sao? La Sương Hào nói đến đây thì lười biếng nằm dựa lưng lên ghế nói. Tôi đã nói với anh chuyện này, để cho anh biết sau này tỉnh Sơn Nam sẽ có họ gì. Không những giám đốc Lý vểnh tai lắng nghe, dù là Mỹ Mỹ ở bên cạnh cũng rất chăm chú. Bọn họ dù có chút quan hệ ở thành phố Sơn Viên, thế nhưng căn bản không biết nhiều về những biến hóa trong tỉnh. Có một vài tin tức đưa đến làm cho bọn họ biết lãnh đạo tỉnh có phát sinh vài sự thay đổi, thế nhưng cụ thể là gì thì bọn họ căn bản là không rõ ràng. Vẻ mặt hai người làm cho La Sương Hào cảm thấy rất hưởng thụ, hắn uống cạn ly rượu trong tay, sau đó mới ung dung nói. Lữ Tiến Minh vào nhà lao, Thạch Kiên Quân căn bản bị liên lụy, căn bản không thể nào tiếp tục ở lại Sơn Nam. Giám đốc La, đây là thật sao? Giám đốc Lý vừa rồi còn ủ rột nhưng bây giờ thì nhanh chóng mừng rỡ. Hắn nghĩ đến vấn đề gì đó, thế là dùng giọng nịnh nọt nói. Ôi, anh xem đầu óc tôi kìa, đúng là đầu heo, dám hoài nghi lời nói của giám đốc La, thật sự đáng đánh đòn. Ha ha ha, anh Lý, anh đúng là khôi hài. La Sương Hào chỉ vào anh Lý rồi mở miệng mắng. Giám đốc La, chuyện này chúng ta phải chúc mừng mới được. Tiểu thư Mỹ Mỹ, làm phiền cô xuống bên dưới lấy chai lá pizza, tôi muốn kính giám đốc La vài ly. Giám đốc Lý thấy chai rượu của La Sương Hào đã cạn, thế là quay sang nói với Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ này thường xuyên đến đây tiêu khiển với La Sương Hào, biết rõ giá trị bình rượu mà giám đốc Lý vừa nói. Nàng khẽ nhìn thoáng qua La Sương Hào, sau đó lắc mông đi xuống lầu. Lúc này trong phòng chỉ còn lại La Sương Hào và giám đốc Lý. Giám đốc Lý khẽ cùng ly với La Sương Hào, sau đó hắn khẽ nói. Giám đốc La, lần này tên họ Thạch kia cuốn gói ra đi, như vậy ông nhà có phải sẽ được điều động không? Anh Lý, đây cũng không phải là thứ mà anh có thể hỏi. La Sương Hào trừng mắt nhìn giám đốc Lý, giọng nói có vài phần trách cứ. Vâng, giám đốc La cũng không dám nói gì khác với lời dạy bảo của La Sương Hào. Đúng ra tôi không nên hỏi, thế nhưng chợt cảm thấy vui cho ông nhà anh. Giám đốc Lý giống như một đứa bé phạm sai lầm, hắn lại dùng giọng chú ý nói. La Sương Hào nhìn bộ dạng của giám đốc Lý thì cười ha hả nói. Được rồi, nói cho anh biết, chắc chắn ông nhà tôi sẽ được đề bạt. Anh biết không, Bí thư Nhất Phong nói. Nếu luận công ban thưởng thì ông nhà tôi có công lao lớn nhất. Giám đốc Lý tuy không biết trong sự kiện này xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại không ngừng gật đầu nói. Đúng vậy, người nào không biết Bí thư La là phụ tá đắc lực cho Bí thư Hào Nhất Phong trong tỉnh Sơn Nam. Lúc này không phải ông cụ sẽ tiến lên mạnh mẽ sao, đồng thời Sơn Nam cũng sẽ rơi vào trạng thái sóng yên biển lặng. Anh nói đúng, Sơn Nam sẽ tiến vào trạng thái sóng yên biển lặng. Đúng rồi. Anh Lý, anh mượn tiền tôi, bây giờ cũng nên trả rồi. La Sương Hào nhìn giám đốc Lý, giọng nói có vài phần cấp bách. Nhắc đến tiền thì vẻ mặt giám đốc Lý trở nên khó coi, hắn vặn hai tay rồi thở dài nói. Giám đốc La, không phải tôi không muốn trả, thế nhưng... Thật sự là, nhà ở Hưng Nam căn bản chưa bán được phân nửa, thế cho nên số tiền kia cũng bị đóng băng. Vẻ mặt La Sương Hào chợt trở nên không mấy tốt đẹp. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn giám đốc Lý, giống như thật sự muốn nuốt vị giám đốc Lý vừa trò chuyện vui vẻ vào trong bụng. Gương mặt lạnh lùng của La Sương Hào giống như có vài phần tác dụng, thế là anh Lý vội vàng dùng giọng cẩn thận nói. Giám đốc La, anh Lý tôi thiếu nợ người khác chứ cũng không dám thiếu nợ ngài, hai ngày nữa ngân hàng sẽ huy động cho tôi một nguồn vốn, tôi sẽ trả tiền cho ngài ngay, ngài cứ yên tâm.
Như vậy mới được, anh Lý, tôi nói cho anh biết, con người của tôi thích trượng nghĩa, nếu như ai không trượng nghĩa với tôi sẽ cho hắn biết tay. La Sương Hào vỗ lên mặt giám đốc Lý, sau đó lại bày ra bộ dạng dữ tợn. Cơ thể giám đốc Lý có vài phần run rẩy, thế nhưng trong miệng lại cười nói. Giám đốc La là người trượng nghĩa, điều này cả tỉnh Sơn Nam đều biết. Nếu như có ai dám nói lời nào không phải với ngài, anh Lý tôi sẽ cho đối phương biết thế nào là dao nhỏ đi vào dao đỏ đi ra. Ha ha ha, anh Lý, anh nói hay thế. La Sương Hào nở nụ cười, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung bình tĩnh. Hắn dùng tay vỗ anh Lý, sau đó dùng giọng thân mật nói. Anh Lý, anh kinh doanh có nhiều bạn bè, anh có thời gian rảnh thì tuyên truyền cho tôi một chút. Chỉ cần gửi tiền vào chỗ tôi, căn bản là bọn họ sẽ có lợi tức cao vời, mạnh hơn gửi trong ngân hàng. Đúng vậy, giám đốc La, tiền của tôi chủ yếu ném vào phương diện kinh doanh, nếu không tôi sẽ đi theo kiếm chút tiền với giám đốc La. Ôi, lúc này tôi mới hối hận, tôi rõ ràng lao lực vì kinh doanh, nếu không đi theo ngài thì căn bản quá nhàn nhã rồi. La Sương Hào căn bản không quan tâm đến lời nịnh hót của giám đốc Lý, thế nhưng vẻ mặt lại có vài phần u buồn. Nhưng chút lo lắng của hắn đến nhanh mà đi cũng không chậm, khi giám đốc Lý ý thức được có vấn đề thì vẻ mặt La Sương Hào đã nhanh chóng trở lại như thường. Giám đốc La, tôi nghe nói lúc này thành phố La Nam đang xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, ngài xem chuyện này có thể để cho ông cụ nghĩ biện pháp, chỉ cần hoàn thành, tôi sẽ tình nguyện ném ra phân nửa lợi nhuận. Giám đốc Lý trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng dò hỏi nói với La Sương Hào. Một nửa lợi nhuận sao? Hai mắt La Sương Hào khẽ co giật, hắn trầm giọng nói. Anh Lý, anh nói thật sao? Tất nhiên, tôi nào dám nói láo, nhưng sự việc trong thành phố La Nam căn bản là khó nhúng tay vào. Anh Lý dùng giọng có vài phần khích tướng nói. Tôi còn chưa biết tình huống ở thành phố La Nam sao? Anh Lý, tôi nói cho anh biết. Thành phố La Nam sắp thay đổi, Vương Tử Quân là con trâu gì chứ? Đắc tội với quá nhiều người, bây giờ căn bản không thể ở lại La Nam, hì hì, anh không nên quá bận tâm. Thật vậy sao? Anh Lý vốn chỉ là thử mở lời, thế nhưng lời nói của La Sương Hào làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Hai người cùng cùng ly với nhau, hầu như ai cũng nở nụ cười. Nhưng lúc này nhân viên phục vụ mở cửa ra, Mỹ Mỹ đi vào. Người đẹp càng giống như bừng sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Có mỹ nhân, có rượu ngon, thật quá tuyệt vời. Chương 1066, hay dình, giỏi phỏng đoán. Gió lạnh bùng lên làm cho tỉnh Sơn Nam trở nên giá mướt, trong gió lạnh gào thét, trong hội trường thành phố La Nam vẫn ấm áp như mùa xuân, từng đợt tiếng vỗ tay liên tục vang ra từ bên trong. Những đơn vị phát triển kinh tế tiên tiến của thành phố La Nam, huyện Dương Phong, khu công nghiệp kỹ thuật cao, huyện Dương Cương. Khi thư ký trưởng đồng chí Tân cất cao giọng thì những tiếng nhạc vang lên, vài cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám dùng hai tay bưng huy chương đi ra với dáng vẻ thướt tha mềm mại. Lúc này các cán bộ lãnh đạo huyện Dương Phong, khu công nghệ cao, huyện Dương Cương từ bên trái hội trường ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Bọn họ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ, sau đó tiếp nhận huy chương trong tay hai vị lãnh đạo thành phố La Nam. Sau khi tiếp nhận huy chương thì nhóm người xoay mặt về phía những người bên dưới, bầu không khí trong hội trường chợt lặng yên không một tiếng động, từng tràng vỗ tay vang lên liên tục như sấm dậy. Vì lúc này sự kiện nhận huy chương không khỏi làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không phải những đơn vị tiên tiến chỉ nhận được huy chương, còn có một khoản tiền thưởng 5 triệu. Phương pháp thưởng như vậy căn bản làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ, thật sự là khai sáng lịch sử phát triển của La Nam. Thậm chí là chưa từng có trong tỉnh Sơn Nam. Mỗi năm cứ đến thời điểm khen thưởng đều là vào mùa gió lạnh, thế nhưng lại là thời điểm vui sướng của các đơn vị được nhận thưởng. Dù sao thì bọn họ cũng đã phấn đấu một năm, tạo ra tình cảnh phát triển tốt của thành phố La Nam, đại hội khen ngợi của thị ủy La Nam chính là một đợt tổng kết công tác cho mọi người. Lúc này xin mời thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy Vương Tử Quân lên phát biểu đôi lời. Sau khi phát thưởng xong thì đồng chí Tân lớn tiếng tuyên bố. Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang màu tím nhạt khá trưởng thành lão luyện, thế nhưng hắn vẫn quá trẻ tuổi, có vẻ là một vị thường ủy cực kỳ có tinh thần trong tỉnh ủy. Hắn mỉm cười dùng tay gõ vào micro, sau đó trầm giọng nói.
Thưa các đồng chí, hôm nay tổ chức hội nghị khen thưởng, tôi cảm thấy rất vui. Đầu năm rồi tôi đã đứng đây nói vài lời với các đồng chí, yêu cầu mọi người chung sức hăng hái phát triển. Bây giờ là cuối năm, tôi mở tiệc thỉnh công cho mọi người, đồng thời cũng có giải thưởng lớn. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu không quá lớn thế nhưng lại rất có độ nặng. Lúc này hội trường im ắng như tờ, tất cả cán bộ đều lặng lặng nghe lãnh đạo nói vài lời, không ít cán bộ lấy vở ra ghi chép lại. Lý Nhị Bình ngồi bên dưới phòng họp, nàng nhìn đám cán bộ đang lúi húi ghi chép mà trong đầu sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Nàng đã từng xem qua một quyển sách, trong đó có một phần lý luận làm cho người ta cảm thấy rất nhập tâm, làm cho nàng bội phục sát đất. Đó chính là muốn phát triển mạnh mẽ thì cần nắm giữ ba châm ngôn, giỏi rình rập, dám tranh đoạt, biết ứng phó, có thể phỏng đoán. Nàng kết hợp lý luận này với thực tế công tác của mình, tự nhận có được lợi ích không nhỏ, cảm nhận được rất nhiều. Lúc này thành phố La Nam nhìn thì có vẻ ổn định, hài hòa, hăm hở tiến lên, thế nhưng nàng là cán bộ lãnh đạo cấp thành phố, nàng tin tưởng những người có cùng địa vị như nàng đang cảm thấy rất bất an không yên. Vương Tử Quân là vua của La Nam, điều này căn bản không khoa trương, đây là một câu nói cực kỳ chính xác về hiện trạng của La Nam vào lúc này. Trong thời gian 4 năm đã đưa một thành phố lạc hậu như La Nam thành trung tâm của tỉnh, thậm chí tốc độ phát triển kinh tế vượt qua cả thành phố Sơn Viên, trở thành một tấm danh thiếp mới của tỉnh Sơn Nam, thế cho nên thanh danh của Vương Tử Quân căn bản đạt đến đỉnh phong. Trước đó vài ngày nàng nghe nói có một công nhân nói vài câu càn rỡ về Vương Tử Quân, thế là bị một viên chức trong xưởng đi đến cho hai bạt tai. Dù đây chỉ là một câu chuyện cười cho vui, thế nhưng ít nhất cũng đủ chứng tỏ uy tín thâm căn cố đế của Vương Tử Quân ở La Nam. Đi theo Vương Tử Quân chính là ý nghĩ của đại đa số cán bộ thành phố La Nam, nhưng bây giờ ý nghĩ đó lại không thể thay đổi được tình trạng hiện tại. Tuy bây giờ Vương Tử Quân vẫn giống như trước kia, thế nhưng tình huống bên trong tỉnh đã đến trạng thái gay cấn. Chủ tịch Thạch đã sứt đầu mẻ trán vì sự kiện liên quan đến Lữ Tiến Minh và Cổ Thập Minh, vài ngày nữa sẽ phải rời đi, Bí Thư Vương sẽ phải đến làm trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Sơn Nam vốn là một vị trí rất tốt, thế nhưng chức vụ này giống như dùng để nghiên cứu, nếu như đơn vị không chiếm được sự giúp đỡ của lãnh đạo, như thế thì chỉ còn là một bài trí cho đẹp mà thôi. Nếu không còn sự giúp đỡ của Chủ tịch Thạch, Bí Thư Vương còn đứng vững bàn chân ở tỉnh Sơn Nam sao? Lý Nhị Bình sở dĩ cảm thấy trong lòng rối loạn thì vài ngày trước nàng đi dùng cơm và được một vị lãnh đạo tỉnh ủy nói. Đồng chí Nhị Bình, chỉ cần phải chuẩn bị tư tưởng, tỉnh ủy sẽ gia tăng trọng trách cho chị. Sau khi nghe được tin tức này thì Lý Nhị Bình căn bản là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, làm cho vài ngày qua nàng căn bản là không thể tập trung. Lúc này nàng càng xem xét lời nói của vị lãnh đạo kia, thế là càng cảm thấy có ý nghĩa sâu xa. Nàng biết rõ vị lãnh đạo kia nói đến tỉnh ủy là đại biểu cho cái gì, nàng biết rõ chỉ cần mình tỏ lời, như vậy tương lai sẽ thay lề đổi lối. Nhưng Lý Nhị Bình thật sự khá mâu thuẫn, nàng công tác nhiều năm ở La Nam, sức ảnh hưởng đến từ Vương Tử Quân là rất lớn. Đối với nàng thì vị bí thư trẻ tuổi đang phát biểu trên đài là người cực kỳ có bản lĩnh, có địa vị không nhỏ trong lòng nàng, vị trí căn bản là không thể thay đổi được. Nếu như Lý Nhị Bình tiếp nhận ý tốt của đối phương, như vậy rõ ràng là phản bội Vương Tử Quân. Nhưng nếu như Lý Nhị Bình không tiếp nhận, nàng biết rõ điều này có ý nghĩa gì với vợ chồng mình. Tuy tuyến trên sẽ không làm gì được Bí Thư Vương, thế nhưng đối phó với một nhóm cán bộ cấp sở như bọn họ, căn bản chỉ là quân cờ trong tay, thích đánh thì đánh, thích thí thì thí. Không phải anh không muốn rời La Nam sao? Được thôi, tôi cho anh lên cơ quan tỉnh công tác. Treo cho anh một chức vụ, đơn giản mà thôi. Một ngày mai tốt đẹp đang chờ đón chúng ta, bây giờ chúng ta cần nắm chặt quản lý, vượt qua áp lực tiến lên. Chúng ta cần biến La Nam thành một địa phương với con người hài hòa hạnh phúc, tràn đầy vui vẻ và phát triển. Vương Tử Quân dùng một câu nói để kết thúc bài phát biểu, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Trong mắt Lý Nhị Bình thì Bí Thư Vương rất ung dung bình tĩnh. Căn bản không giống như có chút biểu hiện khó chịu vì tai vạ sắp đến. Vương Tử Quân đang giả vờ sao? Nhiều ngày qua tin tức về Thạch Kiên Quân đang lan rộng, sao hắn ta lại không có chút phản ứng gì cả? Nàng đã nghe chồng Dương Chí Dương nói, đám quan viên muốn gặp Bí Thư Hào Nhất Phong phải xếp hàng dài ngoài cửa phòng. Những người kia vì sao lại đến gặp Bí Thư Hào Nhất Phong,
không phải đang chạy đến thể hiện lòng trung thành sao? Hơn nữa những người kia trước đó phần lớn đều đứng về phía hàng ngũ của Chủ tịch Thạch Kiên Quân, bọn họ bây giờ muốn chạy đến biểu hiện lòng trung của mình với Bí Thư Hào, để đảm bảo vị trí của mình. Theo Lý Nhị Bình được biết thì gần đây có nhiều cán bộ thành phố La Nam chạy đến Sơn Viên. Tuy nàng không biết những người kia có biện pháp gì, thế nhưng tình thế căn bản là không tốt cho Vương Tử Quân. Dưới sự dẫn dắt của Vương Tử Quân, đám thường ủy thị ủy tiến vào trong phòng họp. Trên đường đi Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ bình tĩnh, thế nhưng Lý Nhị Bình lại cảm thấy vẻ ung dung của Vương Tử Quân chỉ là tâm cơ quá sâu, không lộ ra bên ngoài mà thôi. Lúc này Lý Nhị Bình đã đoán đúng, Vương Tử Quân đang cố giả vờ. Lúc này hắn thật sự cảm thấy căng thẳng, vì sự kiện tốt hắn bàn với Thạch Kiên Quân đang được thực hiện. Sự việc thành hay bại ảnh hưởng đến hướng đi của tỉnh Sơn Nam, bây giờ hắn dù đang mở hội nghị khen thưởng ở thành phố La Nam, thế nhưng tâm tư lại không nằm ở La Nam. Bên phía thành phố Sơn Viên đã xử lý thế nào rồi? Vương Tử Quân nhìn về phía không trung rồi thầm nghĩ. Nếu so sánh với bầu không khí náo nhiệt ở phòng làm việc của Bí Thư Hào Nhất Phong, lúc này chỉ có thể dùng câu, răng lưới bắt chim để mô tả phòng làm việc của Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Tuy hắn vẫn là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng bây giờ căn bản không có mấy người đến tìm hắn báo cáo công tác. Cho dù có người chạy đến báo cáo công tác cũng mang đến rất nhiều công văn giấy tờ, để cho Thạch Kiên Quân phải ký tên lên trên. Đám cán bộ lãnh đạo đơn vị ban ngành thì không chịu đến, nếu có việc thì sẽ nhờ trợ thủ chạy đến báo cáo công tác. Chủ tịch Thạch, anh thật sự khó có được cơ hội nhàn nhã. Trương Đông Viễn đi vào trong phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, sau đó cười ha hả nói với Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân đang chăm sóc hoa, khi thấy Trương Đông Viễn thì nói. Đông Viễn, người ta thấy chỗ này của tôi là địa phương nguy khốn, thế cho nên lánh đi tránh nạn, thế nên tôi được nhàn nhã một chút. Thạch Kiên Quân nói mình nhàn nhã thì căn bản chỉ là tương đối, vì bây giờ tình thế bấp bênh nhưng hắn vẫn là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, vẫn còn nhiều công tác cần phải xử lý. Sau khi rót một ly trà cho Trương Đông Viễn, Thạch Kiên Quân mời Trương Đông Viễn ngồi xuống ghế salon rồi nói. Thế nào? Lần này hội nghị về công tác tài chính có thành công không? À, cũng khá tốt. Chủ tịch Thạch, năm nay phương diện tài chính của tỉnh Sơn Nam phát triển rất khá, đặc biệt là số tiền thu nhập từ thuế càng tăng mạnh. Hai ngày trước tuyến trên còn đặc biệt gọi điện thoại đến khẳng định công tác của chúng ta. Trương Đông Viễn cũng không khách khí với Thạch Kiên Quân, lão tiếp nhận ly trà rồi cười ha hả nói. Thạch Kiên Quân cũng cười cười. Hắn là chủ tịch tỉnh. Hắn có thể làm ra thành tích ở phương diện phát triển kinh tế, đây là thành tích khó lường. Nếu như không phải là Lữ Tiến Binh xảy ra vấn đề, sự kiện hắn tiếp nhận vị trí của Bí Thư Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam căn bản là ván đóng thuyền. Nhưng bây giờ sự kiện ván đóng thuyền lại xảy ra vấn đề, Thạch Kiên Quân căn bản không thể nào tiếp nhận vị trí của Bí Thư Hào Nhất Phong, thành tích bây giờ căn bản không còn quan trọng nữa. Có một người phụ tá như Trương Đông Viễn làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy rất vui sướng, đó là một trợ thủ tốt, không những có năng lực mà còn rất đúng mực. Chưa nói đến phương diện làm tốt tất cả công tác và nhiệm vụ, khó có được chính là vung tay vừa phải, chú ý mức độ, không việt vị, không tranh công, điều này làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy mình rất thoải mái. Sau khi nói chuyện hai câu với Trương Đông Viễn, Thạch Kiên Quân chợt thay đổi chủ đề. Đông Viễn, tuyến trên có gọi điện thoại đến. Trưng cầu ý kiến của tôi về tỉnh Sơn Nam, tôi đề cử anh. Anh là người có năng lực, có khí phách, nếu anh nắm giữ sự vụ ở tỉnh Sơn Nam, cho dù tôi đi thì cũng an tâm. Tuy Thạch Kiên Quân nói rất chân thành nhưng dù là Trương Đông Viễn hay là Thạch Kiên Quân cũng biết khả năng của sự kiện này là không lớn. Chưa nói đến phương diện gì khác, Hào Nhất Phong nhất định sẽ chối bỏ Thạch Kiên Quân. Cảm ơn Chủ tịch Thạch. Tuy biết khả năng không lớn nhưng Trương Đông Viễn vẫn chân thành cảm tạ Thạch Kiên Quân. Dù sao thì Thạch Kiên Quân đề bạt lão, thế nào lão cũng phải có tâm tư như vậy. Thạch Kiên Quân khoát tay áo nói. Độ mạnh yếu của lời nói đề cử của tôi như thế nào thì anh cũng biết rồi, hai người chúng ta không nên tiếp tục nói về phương diện này. Dù kết quả thế nào, lãnh đạo thượng cấp nhất định cũng hiểu rõ năng lực của anh. Chủ tịch Thạch, Trương Đông Viễn còn định nói gì đó. Thế nhưng do dự một lúc rồi lại khẽ lên tiếng. Hôm nay tổ chức hội nghị có người nói đến sự kiện góp vốn phi pháp tạo thành không ít ảnh hưởng. Tôi cảm thấy đồng chí kia nói rất hay,
thế cho nên đề xuất với tất cả đơn vị tham gia hội nghị, nhất định phải tiến hành đả kích thật nghiêm, đảm bảo tài sản của quần chúng được bảo vệ. Thạch Kiên Quân nhìn vẻ kiên quyết trong mắt Trương Đông Viễn, thế là chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Khi Thạch Kiên Quân đang trò chuyện với Trương Đông Viễn trong phòng, lúc này trong phòng của Hào Nhất Phong, La Nhân Uy đang báo cáo công tác cho Bí Thư Nhất Phong. Lúc này tần suất đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong để báo cáo là rất lớn, mỗi ngày đều đến một lần. Khi tần suất báo cáo của La Nhân Uy ngày càng nhiều thì những lời đồn càng bùng lên mạnh mẽ. Rất nhiều người nói rằng La Nhân Uy sẽ tiếp nhận vị trí của Đường Cảnh Ung, sẽ là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Sơn Nam, còn có một lời đồn nói rằng La Nhân Uy sẽ tiếp nhận vị trí Chủ tịch tỉnh của Thạch Kiên Quân. Hai lời đồn kia đều rất có thị trường, dù là kết quả gì thì La Nhân Uy vẫn tăng tiến địa vị và uy vọng. Khi tin đồn này lan tràn, nụ cười trên mặt La Nhân Uy càng thêm sáng lạn, đám lãnh đạo tỉnh ủy thấy mặt cũng kính sợ hơn. Nhân Uy, thành phố Sơn Viên cũng cần phải nỗ lực ở phương diện phát triển kinh tế. Hào Nhất Phong đẩy kính lên sống mũi, sau đó khẽ nói với La Nhân Uy. Khi đến La Nhân Uy thấy một tờ báo trên bàn làm việc của Hào Nhất Phong, mà tờ báo này cũng có mặt trên bàn của lão. Đó chính là bài viết thống kê tình huống phát triển kinh tế của các thành phố trong tỉnh. Tuy thành phố Sơn Viên vẫn xếp hạng cao, thế nhưng tốc độ phát triển kinh tế lại đứng ở vị trí thứ 10. Bí thư Nhất Phong, chuyện này tôi phải làm kiểm điểm với ngài, tôi không làm tốt công tác để cho tình huống phát triển kinh tế của Sơn Nam phải lỡ hẹn. La Nhân Uy dùng giọng chân thành nói lời kiểm điểm với Hào Nhất Phong, đối với La Nhân Uy cũng không phải không tìm được lý do, theo như tình huống của thành phố Sơn Viên vào lúc hiện tại, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra được 10 nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế phát triển chậm. Nhưng lúc này lão không muốn giải vây cho mình, với trí tuệ chính trị của lão, lãnh đạo phê bình thì anh chỉ cần đào sâu tư tưởng chịu trách nhiệm, kiểm điểm mạnh mẽ là được. Nếu anh trăm phương ngàn kế giải vây cho mình, như vậy là không có trình độ, không kiếm niềm vui cho lãnh đạo. Thế cho nên La Nhân Uy căn bản không ngu ngốc như vậy. Thành phố Sơn Viên phát triển kinh tế có hơi kém, vấn đề này đã được Hào Nhất Phong biết rõ ràng. Lão sở dĩ nhắc đến vấn đề này chính là muốn cơ hội gõ lên đầu La Nhân Uy, mà tất nhiên La Nhân Uy cũng hiểu rất rõ điều này. Chương 1067, một giấc mộng tỉnh lại thấy sự thật là hổ biến thành bao cỏ. Hào Nhất Phong căn bản không có nhiều sở thích cá nhân, một là viết thư pháp, hai là đọc nhiều sách vở uyên bác, thích xem sách sử. Đọc sử có thể có nhiều kinh nghiệm hay, lão thấy Tào Tháo là một người có thể được tranh luận nhiều nhất, thế nhưng người này căn bản có nhiều chỗ đáng khen, ví dụ như phương diện tìm người hầu. Tào Tháo là một đấng kiêu hùng, cả đời chia rẽ, chỉ trích. Một nhân vật lợi hại như vậy sở dĩ có thể xây dựng được nghiệp lớn có 102 cũng không rời khỏi những kỹ xảo nhỏ, ban phát ân huệ, nắm người phục chúng. Tào Tháo thưởng phạt thỏa đáng, dám thưởng dám phạt, thưởng phạt đi đôi với nhau. Phương pháp như vậy có thể thúc đẩy sự tích cực của thủ hạ, làm cho bộ hạ thêm nhiệt tình, mặt khác lại làm cho một phần lớn cực kỳ kính sợ, dễ bảo, trung thành và tận tâm. Phương diện chọn người cần phải chú ý phương pháp vừa gõ vừa nâng. Điều này Hào Nhất Phong căn bản là cực kỳ đồng ý. Lúc này thấy La Nhân Uy cho ra lời kiểm điểm, lão bắt đầu ném cho đối phương quả táo ngọt. À, dù thế nào thì thái độ của anh cũng đoan chính. Anh La, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho trưởng ban, chuẩn bị tăng trọng trách cho anh nên nắm chắc tâm lý. Hào Nhất Phong nói đến trưởng ban, rõ ràng là Dương Độ Lục. Hơn nữa lại là gia tăng trọng trách. Đây là câu nói rõ ràng, vì thế sau khi nghe xong thì La Nhân Uy thật sự sinh ra cảm giác khó thể áp chế kích động. Những người đến vị trí của lão thì dù là giấu tài hay nếm mật nằm gai cũng phải mở miệng nịnh nọt lãnh đạo đứng đầu, như vậy để làm gì? Còn không phải mong muốn được dịch chuyển vị trí, muốn được điều động sao? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Phó Chủ tịch Tề Thiêm Đắc đi đến. Khi Hào Nhất Phong là bí thư thị ủy thì Tề Thiêm Đắc là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, khi đó thường tìm ra niềm vui cho bí thư Hào. Thế cho nên lúc này đều có nhiều người chờ được gặp bí thư Nhất Phong, nhưng hắn là một trong những người có tư cách gõ cửa đi vào trong phòng của bí thư Nhất Phong. Chào bí thư Nhân Uy, tôi đến không làm ảnh hưởng ngài báo cáo công tác cho lãnh đạo đấy chứ. Tề Thiêm Đắc vừa đi vào cửa đã cười hì hì nói.
La Nhân Huy căn bản chỉ cười mà không nói gì với lời thăm hỏi ân cần của Tề Thiêm Đắc. Hào Nhất Phong lại cười nói. Nghe nói ở khối ủy ban nhân dân có hội nghị tài chính, có tinh thần chỉ thị gì không? Còn có thể có cái gì nữa, chính là những chuyện tương quan mà thôi. Đúng rồi, trong hội nghị có nói về phương diện góp vốn phi pháp, Trương Đông Viễn sẽ sắp xếp xét xử. Tề Thiêm Đắc ngồi xuống bên cạnh La Nhân Huy rồi mỉm cười báo cáo. Vẻ mặt La Nhân Huy chợt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng giống như sôi lên. La Sương Hào bây giờ làm gì thì lão là người làm cha biết rất rõ, nhưng khi lão ý thức được vấn đề nghiêm trọng thì La Sương Hào đã căn bản không thể thu tay lại. Hai năm qua La Nhân Huy căn bản luôn trầm tư suy nghĩ kế sách thoát thân cho con trai, không một lần đốc thúc La Sương Hào giải quyết vấn đề, thế nhưng mỗi lần như vậy đứa con đều mở miệng nói rất hay nhưng thực tế lại tự tung tự tác. Lúc này cục diện hầu như càng lúc càng lớn, căn bản là đến tình trạng khó thể xử lý. La Nhân Huy cố gắng ép mình không nên nghĩ về La Sương Hào, thế nhưng dù là như vậy thì vẫn sinh ra cảm giác bất đắc dĩ giống như bịt tai trộm chuông. Trương Đông Viễn sẽ xử lý sự kiện góp vốn phi pháp, chẳng lẽ? La Nhân Huy nghĩ đến Trương Đông Viễn thì trong lòng chợt phát lạnh. Khi vẻ mặt lão đang âm trầm bất định thì Tề Thiêm Đắc tiếp tục báo cáo. Tôi thấy bây giờ Trương Đông Viễn cũng không còn phụ giúp giữa, căn bản là rất nhiệt tình bay nhảy. Tề Thiêm Đắc cũng là một thành viên được điều chỉnh lần này, được Hào Nhất Phong đề bạt làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Tuy hắn còn chưa được tiến lên vị trí mong muốn thế nhưng luôn hy vọng Trương Đông Viễn nhanh chóng dịch chỗ cho mình. Hào Nhất Phong khoát tay áo nói. Thiêm Đắc, có một số việc không nên nói loạn, anh nói gì vậy chứ? Đây là ý chí của cán bộ cấp tỉnh sao? Hào Nhất Phong nói rồi nhìn thoáng qua La Nhân Huy. Khi chuẩn bị lên tiếng thì thấy vẻ mặt không tốt của La Nhân Huy, thế là không khỏi dùng giọng quan tâm hỏi. Bí thư Nhân Huy, anh không khỏe sao? À, bí thư Hào, tôi thấy có hơi lạnh, vừa rồi có chút khó chịu, bây giờ thì không có gì. La Nhân Huy áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng, hắn cố gắng dùng giọng che giấu nói. Hào Nhất Phong tuy là người giỏi quan sát, nhưng lúc này căn bản không nghĩ rằng La Nhân Huy có vấn đề gì. Thế cho nên chỉ cười dùng giọng hiền lành nói. Bí thư Nhân Huy, đến tuổi của chúng ta vừa cố gắng công tác vừa nhất định phải bảo vệ sức khỏe của mình. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, không có người nào có sức khỏe mãi mãi, chúng ta còn phải giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Nếu như là trước kia thì La Nhân Huy căn bản sẽ hy vọng được ngồi trong phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong thêm một lát nữa, nhưng bây giờ lão căn bản không thể ngồi thêm được nữa. La Nhân Huy muốn làm nhất vào lúc này chính là nhanh chóng bỏ đi, trước tiên tìm đứa con trai khốn kiếp kia, chính miệng hỏi một câu, để xem đứa con phá hoại nhiều hơn thành công của mình liên lụy bao sâu vào sự việc này. Bí thư Nhất Phong, tôi nghe nói hôm nay thành phố La Nam tổ chức hội nghị khen thưởng, thưởng 5 triệu cho những đơn vị tiên tiến, cách thức ban thưởng như vậy thật sự là mê người. Tề Thiêm Đắc cung kính châm cho Hào Nhất Phong một điếu thuốc, sau đó cười tủm tỉm báo cáo. À, tôi cũng có nghe nói điều này, đó là hội nghị khen thưởng. Thành phố La Nam có được thành tích như hôm nay cũng không dễ dàng gì, Bí thư Tử Quân là người hao tổn nhiều tâm cơ, sau này sẽ có vị trí công tác quan trọng hơn đang chờ đợi. Anh nhớ kỹ cho tôi, khi bổ nhiệm đồng chí Vương Tử Quân thì nhắc nhở một chút, chúng ta cùng đến La Nam, sẽ tiến hành khen ngợi Bí thư Vương. Hào Nhất Phong cũng không hút thuốc ngay, lão ngửi mùi hương trong làn khói, sau đó nói với Tề Thiêm Đắc. Tề Thiêm Đắc hiểu ý nghĩ của lãnh đạo, hắn gật đầu nói. Bí thư Hào, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ khắc ghi lời nhắn của ngài, khi đó tôi sẽ nhắc nhở. La Nhân Huy đang cười, hơn nữa nụ cười cực kỳ tự nhiên, nhưng lúc này lão giống như mắc tiểu, nóng lòng muốn chấm dứt câu chuyện. Lão còn có chuyện cấp tốc, cũng không có thời gian ngồi đây nói chuyện phiếm với Hào Nhất Phong và Tề Thiêm Đắc. Nhưng La Nhân Huy căn bản không dám nói ra. Dù sao thì bây giờ Hào Nhất Phong cũng là người quyết định tương lai của lão. Đây là thời điểm mấu chốt, lão căn bản không thể làm cho Bí thư Nhất Phong mất hứng. Lúc này lão chỉ có một chờ mong, đó là con trai của mình đừng nên gây ra chuyện gì lớn. Chương 1068, một đôi phượng không bằng đầu gà thượng. La Sương Hào chạy chiếc Lamborghini giá hơn 5 triệu vừa mua trên đường lớn của thành phố Sơn Viên. Đây là siêu xe chạy tốc độ rất cao,
thế nhưng đám cảnh sát giao thông trên đường căn bản làm như không nhìn thấy. Xe Lamborghini vốn đã hiếm có, hơn nữa lại có biển số châu bò 5 số 9, đám cảnh sát giao thông tuy nhận sứ mạng thần thánh thế nhưng không dám nói đùa với bát cơm của mình. Giám đốc La, người ta thích một bộ quần áo. Một giọng nói mềm mại nịnh nọt được truyền ra từ trong miệng Mỹ Mỹ. Mặc dù là mùa đông lạnh thấu xương nhưng Mỹ Mỹ vẫn mặc áo váy hở ngực, áo choàng nhung lông chồn bao bọc cơ thể nhỏ nhắn, toàn thân trắng bóng. Mua. La Sương Hào nhìn người phụ nữ nổi tiếng của đài truyền hình tỉnh, thế là nói một câu. Chụt. Mỹ Mỹ hôn một cái thật mạnh lên mặt La Sương Hào, sau đó nàng chớp mắt nói. Giám đốc La, ngài thật tốt, quen ngài là may mắn lớn nhất đời em. Ha ha ha, mua cho người phụ nữ của mình vài bộ quần áo đẹp thì cho là gì? La Sương Hào vung tay lên dùng giọng thoải mái nói. Những ngày nay anh đang rất vui, em muốn mua gì cứ nói là được. La Sương Hào nói đến đây thì cũng không rảnh rỗi, hắn véo mạnh một cái lên ngực Mỹ Mỹ. Lái xe không nên phân thần, đây là một vấn đề mà ai ai cũng biết. La Sương Hào đang hưởng thụ xúc cảm lái xe, chợt xe tông vào chiếc xe phía trước. Khi thấy xe mình húc vào xe phía trước, La Sương Hào kéo cửa đi xuống, hắn thấy đối phương tiến lên thì nhanh chóng đi đến cho hai tát thật mạnh. Con bà nó, mắt mà để trên trời sao? Đi không nhìn đường à? Dám động vào xe của ông sao? Tài xế kia cũng vì những lời nói của La Sương Hào làm cho ngây ngốc. Hắn vốn cảm thấy rất bức bối, mình chạy rất chậm rãi từ tốn. Đột nhiên bị người ta húc vào đuôi xe. Khi hắn còn chưa kịp nổi nóng thì đối phương không nói hai lời ném cho hai cái tát vang dội. Tên lái xe cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, sau khi bị đánh thì đấm một cái thật mạnh vào bụng La Sương Hào. Tuy La Sương Hào là người cao lớn thế nhưng những năm qua lại rượu gái quá độ, căn bản chỉ còn lại túi da tốt, bên trong không còn mấy tác dụng chịu lực. Một đấm của lái xe thiếu chút nữa làm cho La Sương Hào quỳ rạp xuống đất. Sau khi nôn khan một lát thì hắn cố gắng đứng thẳng người, sau đó chỉ vào tên lái xe quát lớn. Con bà mày tiểu tử, mày gây ra chuyện lớn rồi. Tên lái xe nhìn xe của La Sương Hào rồi xì một tiếng khinh miệt nói. Ông gây ra chuyện lớn thì sao? Tao nói cho mày biết, dù nói từ điểm nào thì mày cũng tông vào đuôi xe ông, mày phải chịu trách nhiệm, phải sửa lại xe cho tao. Hừ, đúng là lớn miệng, để tao kêu người đến. Xem tao sửa xe cho mày thế nào. La Sương Hào nói rồi lấy điện thoại ra gọi đi, lúc này cũng có vài tên cảnh sát giao thông chạy đến. Giám đốc La, bị làm sao vậy? Tên cảnh sát giao thông đi đầu có quen biết La Sương Hào, thấy xe La Sương Hào đâm vào sau chiếc Audi màu đen, cũng biết nguyên nhân là do La Sương Hào chạy xe quá nhanh húc vào người ta. Những chuyện này đừng nói là một người công tác lâu năm như hắn. Dù là người bình thường nhìn qua cũng biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự việc này lại liên quan đến La Sương Hào, thế nên tính chất của nó biến đổi. Viên cảnh sát giao thông càng có tính toán của mình, hắn tiến lên chào La Sương Hào, gương mặt vui vẻ. Thằng này đánh người. La Sương Hào tuy không biết viên cảnh sát giao thông Tiểu Hà Mễ, thế nhưng hắn lại quen biết trung đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố Sơn Viên. Thế nên hắn chỉ vào tên lái xe bên kia rồi hét lên không chút khách khí. Gọi xe cho tôi, kéo xe tên kia về. Đồng chí, mời anh đi theo tôi nói rõ tình huống. Viên cảnh sát giao thông nhìn thấy đám người chung quanh tụ tập lại, thế là vung tay lên với hai tên sau lưng, định đưa người đi. Tên lái xe cũng là hạng thông minh, nhìn vào bộ dạng của đối phương, rõ ràng đám cảnh sát giao thông đang thiên vị tên kia. Hắn đang do dự thì cửa sau xe Audi được mở ra, một người với gương mặt nghiêm khắc chui ra khỏi xe. Chuyện gì xảy ra? Một câu hỏi nhanh chóng làm cho cảm xúc của đám người chung quanh bị áp chế. Vương Tử Quân dù là danh nhân ở tỉnh Sơn Nam thế nhưng lực ảnh hưởng chủ yếu ở thành phố La Nam, đám cảnh sát giao thông thành phố Sơn Viên căn bản không nhận ra hắn. Nhưng điều này cũng không là vấn đề, chỉ cần La Sương Hào nhận ra hắn là được. Khi La Sương Hào thấy Vương Tử Quân chui ra khỏi chiếc Audi, hắn chợt cảm thấy rất sững sốt. Làm sao cứ phải gặp phải tên oan gia này? Thành phố Sơn Viên nhiều xe như vậy, mình không đụng vào ai khác, sao lại đụng vào xe của Vương Tử Quân? Dù bây giờ La Sương Hào là ông chủ lớn, thế nhưng hắn thấy kẻ có tiền chỉ là cháu nội mà thôi, vào xã hội hiện đại này thì dân không nên đấu với quan.
hắn thật sự có vài phần kiêng kỵ đối với Vương Tử Quân. Vương, Vương. La Sương Hào nhìn Vương Tử Quân, thế là không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù bình thường hắn hay nói đến Vương Tử Quân bằng giọng điệu không đứng đắn, mở miệng là mắng như phun máu chó, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân thì chút kiêu ngạo trước kia chợt biến mất. Vương Tử Quân cũng không ngờ mình gặp La Sương Hào ở chỗ này, hắn nhìn chiếc xe của mình bị húc phải, thế là không khỏi sờ đầu, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Mình muốn mở cửa đột phá ngay tại vấn đề của La Sương Hào, vì vậy đối phương mới húc vào xe của mình sao? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế nhưng hắn căn bản không muốn rông dài với đối phương, hắn khẽ gật đầu nói với La Sương Hào. Chuyện này tôi sẽ liên hệ với bí thư Nhân Uy, giấy tờ sửa xe sẽ cho người gửi đến. Vương Tử Quân nói rồi cũng không quan tâm đến La Sương Hào, hắn khẽ gật đầu với Lý Đức Trụ. Đi thôi. Lý Đức Trụ đã cho La Sương Hào một đấm đau đến mức cúi gập người, cũng không phải có hại. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng, hắn vội vàng leo lên xe. Khi chiếc Audi màu đen nhanh chóng chạy đi thì La Sương Hào mới kịp phản ứng, hắn nhổ một bãi nước miếng lên đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi dùng giọng hung ác nói. Dám đùa giỡn với ông, tưởng rằng mình là gì chứ? Ông nói cho mà biết, ông cũng không đưa ra một đồng nào cả. Hai tên cảnh sát giao thông vốn có ý nghĩ nịnh nọt La Sương Hào chợt ngây cả người. Tuy bọn họ không rõ địa vị của Vương Tử Quân, thế nhưng người kia lại mở miệng đề cập đến bí thư La, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Giám đốc La, chuyện này. Tên cảnh sát giao thông xoa xoa hai bàn tay rồi dùng giọng chú ý hỏi. Bốp! La Sương Hào tát thật mạnh lên mặt tên cảnh sát giao thông, lúc này hắn đang bực tức không có chỗ phát tiết, tên cảnh sát giao thông lại chủ động đi đến, thế là hắn không thèm khách khí. Mày là con chó mù, mau cút đi cho ông. La Sương Hào cũng không phải tức vì mình bị một đấm, căn bản là tức vì Vương Tử Quân không xem mình ra thể thống gì. Hắn còn lớn tuổi hơn cả Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân mở miệng lại coi hắn giống như vãn bối. Chương 1068-2, đuôi phượng không bằng đầu gà thượng. Người này mở miệng nói đến bí thư Nhân Uy, giống như coi La Sương Hào là con nít, giống như chỉ có thể về nói với người lớn mà thôi. Tên họ Vương khốn nạn kia, màu lớn lối cái gì chứ? Không phải chỉ là một tên thường ủy tỉnh ủy thôi sao? La Sương Hào thầm mắng chửi vài câu, sau đó đi về phía xe của mình. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại của La Sương Hào chợt vang lên. Nghe thấy gì chưa? Trong tỉnh đang có biện pháp đả kích những người góp vốn phi pháp. Thật vậy sao? Không thể nào, tôi gửi tiền vào tập đoàn Sương Hạo, không có việc gì đấy chứ. Cũng không có gì, nhưng hôm nay tôi xem thời sự, thấy sự kiện góp tiền này gây ra huyên náo không nhỏ ở các tỉnh phía Nam, nghe nói ông chủ ôm tiền bỏ đi, không tìm được người. Ôi, anh cũng đừng làm tôi sợ, tôi còn có hơn 100 ngàn ở nơi đó. Hừ, hôm nay không làm nữa, trước tiên đi lấy tiền về rồi nói sau. Chúng ta cùng đi. Trong một đơn vị thành phố Sơn Viên, đám nhân viên mở miệng bàn tán với nhau, sau đó vài tên đàn ông nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Khi đám đàn ông kia bỏ đi, một tên cán bộ thanh niên trong cùng văn phòng nhận được điện thoại. Sau khi nghe máy thì hắn dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói. Mẹ! Con nghe nói tập đoàn Sương Hạo có thể gặp chuyện không may, chúng ta có gửi tiền vào đó, bây giờ mau lấy ra. Cái gì, mẹ đã đi rồi sao? Được, mẹ mau chóng rút ra, con sẽ gọi điện thoại cho dì hai, yêu cầu dì ấy nhanh chóng lấy tiền ra. Khi tên đàn ông chuẩn bị gọi điện thoại thì có vài người đi vào phòng, người đi đầu nói. Tiểu Lý, cậu nhất định phải làm cho tốt, có tình huống nào thì gọi điện thoại cho tôi có chuyện cần phải ra ngoài một chút. Hầu như chỉ sau vài phút thì đám người trong đơn vị đã bỏ đi sạch. Tiểu Lý nhìn cơ quan trống vắng mà không khỏi trở nên khó chịu. Hắn nhanh chóng gọi điện. Mẹ, đồng sự của con đã đi rút tiền, chúng ta dù không lấy được lợi tức cũng phải cầm lại tiền vốn của mình. Được rồi, cũng không cần phải lấy lợi tức, bây giờ lấy vốn cũng đủ mua nhà rồi. Trong một khu dân cư yên ắng, 10 ông lão đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Bọn họ đều là công nhân viên đơn vị về hưu, bây giờ lui ra tuy không có việc gì làm nhưng lại có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, rất nhàn nhã. Em gái, tôi nghe nói nhà em vừa mua một cái tivi lớn,
người trong TV thậm chí gần bằng người bên ngoài phải không? Một ông lão có mái tóc trắng khẽ hỏi bà lão ở bên cạnh. Bà lão nghe thấy ông lão nói nhà mình có tivi lớn thì bĩu môi cười nói. À, Snowchai mua, tôi thấy anh cũng nên mua một chiếc, nếu không thì chị nhà sợ rằng xem truyền hình cũng không thấy rõ. Giá mấy ngàn? Một ông lão ở bên cạnh khẽ mở miệng góp vui. 12 ngàn. Bà lão được hỏi dùng giọng có chút kiêu ngạo nói. Tiểu Huy, nhà tôi nói đây là lợi tức từ tập đoàn Xương Hạo, dù sao trong nhà đã có nhiều thứ, thế nên mua chiếc tivi lớn cho thích mắt. Nhà chị cũng gửi tiền vào tập đoàn Xương Hạo sao? Tôi nghe nói đây là một doanh nghiệp lớn, rất có tiền. Giám đốc của doanh nghiệp này có vài chiếc xe, hơn nữa còn trẻ tuổi, đến bây giờ còn chưa lập gia đình. Ôi, nhà ai có được một cậu con rể như vậy thì rõ ràng phải đốt hương thơm cho 18 đời tổ tông. Bà lão mở miệng nói. Chị Triệu nói đúng, một con rể tốt như vậy thì tìm đâu ra được. Tôi nghe nói bố của viên tổng giám đốc kia là quan lớn, chỉ cần mở miệng nói một câu trong thành phố này cũng bằng người ta nói cả trăm câu. Chị Triệu, tập đoàn Xương Hạo thật sự có thể kiếm ra tiền sao? Một bà lão dùng giọng do dự hỏi chị Triệu. Còn không phải sao, tôi đã nói với em rồi, em cũng đừng nên giữ tiền trong tay. Em không nghe người ta nói gì sao? Bây giờ tiền gửi vào ngân hàng sẽ giảm giá trị, chỉ có đầu tư mới kiếm ra tiền. Tập đoàn Xương Hạo rất tốt, bọn họ là tập đoàn lớn, gửi tiền vào thì chỉ cần ăn lợi tức cũng đủ sống. Tôi nói cho em biết, năm ngoái nhà tôi không cần xài lương hưu, tất cả đều dùng tiền lợi tức mà ra. Chị Triệu, chị nói thật sao? Mỗi năm nhà chị xài không ít tiền, nghe nói cái giường lớn nhà chị mua với giá vài ngàn. Chị Triệu vung tay lên thể hiện phong thái của cán bộ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ năm xưa. Cái này thì nói làm gì, ông nhà tôi còn chuẩn bị mua xe cho con. Em nói đi, bây giờ giao thông thuận tiện nhưng không có xe của mình thì con trai nào có thể diện được. Khi chị Triệu đang mở miệng khuyên người bạn già của mình nhanh chóng hành động, một chiếc taxi nhanh chóng chở đến cổng khu dân cư. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy xuống, nàng nhanh chóng đi về phía các ông bà lão. Khi thấy người phụ nữ trung niên kia thì vẻ mặt chị Triệu chợt biến đổi, bà có hơi run nói. Tiểu Phương, có chuyện gì mà con vội vàng như vậy? Mẹ, Biên Lai gửi tiền của chúng ta ở đâu? Mẹ mau lấy ra đi. Bây giờ tập đoàn Xương Hạo không giống như trước, các đồng sự của con đã chạy đi lấy tiền hết rồi. Người phụ nữ lên tiếng dồn dập. Nàng dù nói chuyện với mẹ mình, thế nhưng lại chạy về phía đầu hành lang như gió lốc. Chị Triệu vừa rồi còn có tâm tư khuyên người ta gửi tiền vào tập đoàn Xương Hạo, bây giờ nghe thấy con nói như vậy thì ngây cả người. Những ông bà lão khác cũng khẽ nói với nhau, thế nhưng khi mọi người đang nghị luận xem có gì xảy ra thì có vài người xuất hiện ngoài cổng khu dân cư. Đám người này thở hồng hộc như trâu, bộ dạng cực kỳ vội vàng. Sau khi chào hỏi các ông bà lão một cách sơ lược, bọn họ nhanh chóng chạy lên lầu. Chỉ vài phút sau thì các ông bà lão đã tản đi, bà lão vừa mới động tâm đang chậm rãi đi về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Có chuyện gì xảy ra sao? Trong một khu trung tâm thành phố Sơn Viên, một tòa nhà 10 tầng ở vị trí mà bốn phía chỉ có những kiến trúc 7-8 tầng, nhìn qua thật sự thấy hương vị hạc giữa bầy gà. Dưới ánh nắng mặt trời chói mắt, bốn chữ tập đoàn Xương Hạo màu vàng càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Tòa nhà này được người ta cực kỳ hâm mộ ở thành phố Sơn Viên, những người công tác trong tập đoàn Xương Hạo căn bản lại càng được người ta tự hào. Nhưng lúc này trong nhà đang rối loạn, những người phụ nữ có thói quen sống nhàn nhã căn bản biến thành chim sợ cành cong, tất cả đều rối loạn. Dựa theo phương châm kinh doanh, nữ nhân viên trong công ty chính là một sắc thái phong cảnh. Vì vậy mà trong tập đoàn Xương Hạo có 8 phần là nhân viên nữ, hơn nữa đều là những người phụ nữ xinh đẹp. Thế cho nên chỗ này giống như một điểm thu hút ánh mắt người khác. Công tác thoải mái, tiền lương đãi ngộ cao, đây chính là những phương diện làm cho những nữ nhân viên tập đoàn Xương Hạo cảm thấy vui sướng. Một vài phụ nữ xinh đẹp thì càng phát triển nhanh chóng như cá gặp nước, đi làm không bao lâu thì đã có xe riêng, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rất ngưỡng mộ. Chương 1069, đuôi phượng không bằng đầu gà chung. Nhưng bây giờ đám nữ nhân viên đối mặt với những vị khách đang nổi trận lôi đình mà căn bản không biết làm sao cho phải. Các nàng vốn đang nói chuyện về những bộ trang phục nổi đình nổi đám ở kinh đô thời trang Paris,
bây giờ sao có thể ứng phó được cục diện rối loạn đang diễn ra. Nhưng không ứng phó được cũng phải ứng phó, dù các nàng có nóng lòng như lửa đốt nhưng lại biết hậu trường của giám đốc La, thế cho nên bọn họ chỉ cho rằng đây là hiện tượng đột biến mà thôi. Những chuyện này dù thế nào cũng tìm được hướng giải quyết, đến lúc đó giám đốc La ném tiền ra sẽ làm cho đám nàng bên kia bớt ồn ào mà thôi. Các vị cứ từ từ, giám đốc La của chúng tôi nói một phân tiền cũng không thiếu, sẽ trả đủ cho mọi người. Một người phụ nữ mặc trang phục váy công sở lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn lớn tiếng nói với những người bên cạnh. Khi nữ nhân viên đang cố gắng giải thích với khách hàng, lúc này Lục Yến là trợ lý tổng giám đốc bắt đầu gọi điện thoại cho La Sương Hào. Lục Yến là tâm phúc của La Sương Hào, nàng không chỉ xinh đẹp còn là một người có năng lực, đến tập đoàn còn chưa được một năm đã là người đối ngoại cho giám đốc La, được giám đốc La tín nhiệm. Nàng vừa gọi điện thoại vừa thầm mắng. Lần này nhất định phải để cho tổng giám đốc biết rõ tầm quan trọng của mình, cần phải cho con Mỹ Mỹ kia biết rõ ai mới thật sự là chị hai của địa phương này. Alo, giám đốc La phải không? Lúc này ở công ty chúng ta xuất hiện nhiều khách hàng muốn rút tiền. Đúng vậy, có bao nhiêu sao? Phải vài ngàn, ngài mau lấy tiền ra, bây giờ 2 triệu dự trữ của chúng ta đã dùng sắp hết rồi. Lục Yến dùng giọng mềm mại nói, thậm chí lời nói còn mềm mại hơn da thịt của nàng, vì nàng căn bản muốn để lại ấn tượng tốt cho tổng giám đốc La của mình. Nhưng lúc này La Sương Hào căn bản không có tâm tư thưởng thức giọng nói mỹ mãn, hắn ngồi trên Lamborghini, trong lòng liên tục bùng lên nhiều ý nghĩ. Trong tài khoản của hắn có hơn 10 triệu, nhưng hắn biết rõ nếu chỉ dựa vào số tiền này thì căn bản như muối bỏ biển. Hắn nghĩ đến những lời nói mà bố mình nói trước đó, thế là cảm thấy trong lòng căng cứng. Mình nên làm sao bây giờ? Khi La Sương Hào cảm thấy mình như kiến bò chảo nóng, trong đầu chợt nghĩ đến nhiều bóng người. Khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại thì tiếng chuông đã vang lên. Giám đốc La, tôi là anh Trần của Cục Quản lý Bất Động Sản. Bây giờ anh có thời gian hay không? Tuy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cung kính nhưng căn bản chỉ là khách khí mà thôi, Cục trưởng Trần cười nói. Giám đốc La, anh xem, tôi có chuyện này cần ngài trợ giúp. Con trai của tôi sắp kết hôn, kinh tế có chút khó khăn, thế cho nên muốn rút tiền ra. À, dù nghèo cũng không nên cho con cái nghèo theo, tôi cũng không còn cách nào khác mà thôi. Tuy vị phó Cục trưởng Trần này nói lòng vòng, thế nhưng La Sương Hào căn bản là hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hắn nghĩ đến tình huống trước kia đối phương thấy mình giống như gặp bố, bây giờ chợt cảm thấy nổi giận. Alo, anh cứ đi rút, nói là tôi đã mở lời, bọn họ nhất định sẽ trả lại cho anh. La Sương Hào lúc này cũng không có tâm tư rông dài với Cục trưởng Trần, hắn lạnh lùng nói một câu rồi trực tiếp cúp điện thoại. Khi hắn vừa cúp điện thoại, đột nhiên tiếng chuông tiếp tục vang lên. Giám đốc La, tôi là anh Hà, ha ha ha, bây giờ tôi có một hạng mục cần xử lý, thế nên chuyện tiền bạc có hơi căng. Sau khi ứng phó cuộc điện thoại của anh Hà thì La Sương Hào thấy đầu óc như nổ tung. Hắn ném điện thoại của mình xuống ghế, sau đó dùng giọng hung ác nói với Mỹ Mỹ. Đưa điện thoại cho anh. Em yêu, lúc này gọi điện thoại cho anh có chuyện gì sao? Khi La Sương Hào bấm số gọi đi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mập mờ của giám đốc Lý. La Sương Hào không phải thằng ngu, chỉ sau nháy mắt hắn đã hiểu ý nghĩa lời nói của giám đốc Lý. Khi hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Mỹ Mỹ, càng thấy Mỹ Mỹ có vài phần lo lắng. Gian phu dâm phụ. Đây là những gì xuất hiện trong đầu La Sương Hào vào lúc này. Nếu như dựa vào tính nết của La Sương Hào vào thời điểm trước kia, căn bản là không cần rông dài với giám đốc Lý. Trực tiếp ném điện thoại vào mặt Mỹ Mỹ, sau đó quay về cho tên giám đốc Lý kia biết tay. La Sương Hào cảm thấy đàn ông tìm vài con tình nhân thì gọi là thay đổi khẩu vị, gọi là tiêu sái, phụ nữ ăn trong chén nhìn trong nồi, qua lại với vài người đàn ông một lúc, cái này gọi là gì? Rõ ràng là kỹ nữ phóng đãng, con đàn bà khốn kiếp không biết xấu hổ kia vừa rồi còn dùng giọng mật ngọt nói chuyện tình cảm với mình. Lúc này La Sương Hào có một loại xúc động như vậy. Thế nhưng khi hắn định ném điện thoại đi, hắn chợt áp chế được cảm giác của mình. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ mình cần dùng tiền, không nên vì một con đàn bà mà căng cứng với giám đốc Lý kia. Anh Lý, tôi là La Sương Hào. La Sương Hào khẽ ho một tiếng rồi trầm giọng nói với đầu dây bên kia.
Anh Lý cũng không ngờ La Sương Hào lại dùng điện thoại của Mỹ Mỹ để gọi cho mình, hắn chợt kinh hoàng, ngay sau đó mở miệng giải thích với La Sương Hào. Giám đốc La, tôi, ha ha ha, tôi hay nói đùa với Mỹ Mỹ tiểu thư, không ngờ lại là anh. À, phụ nữ thường thích nói đùa. La Sương Hào nuốt nước miếng rồi áp chế cơn giận trong lòng, nếu như không phải vì tiền thì hắn căn bản có tính toán đánh vỡ đầu tên giám đốc Lý khốn kiếp này. Anh Lý cười hì hì hai tiếng rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Giám đốc La, anh gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò sao? La Sương Hào chỉ chờ những lời như vậy, hắn cũng không khách khí mà nói. Anh Lý, anh đã chuẩn bị số tiền kia xong chưa, bây giờ tôi đang cần dùng. Giám đốc La, anh còn chưa tin tôi sao? Tôi đã nói với ngài rồi, xe lửa không phải đẩy, gia châu không phải thổi, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm. Ngài nói xem khi nào thì cần, chỉ cần cho tôi số tài khoản, tôi sẽ nhanh chóng cho người chuyển đến. Anh Lý tuy không có mặt thế nhưng lại căn bản có thái độ vỗ ngực khẳng khái. La Sương Hào nghe nói anh Lý có tiền thì rất vui mừng. Bây giờ hắn rất cần tiền, tuy số tiền kia căn bản cũng không đủ, thế nhưng có thể ứng phó được hoàn cảnh xấu vào lúc này, ngay sau đó có thể nghĩ biện pháp khác. Đám người phòng tổ chức tỉnh làm cái quái gì vậy? La Sương Hào thầm mắng một tiếng, sau đó hắn gọi điện thoại cho một nữ quản lý của mình, để nàng liên lạc với ngân hàng, anh Lý sẽ gửi vào 15 triệu. Nữ quản lý vẫn dùng giọng mềm mại êm ái lên tiếng, vẫn là người được La Sương Hào yêu mến. Nhưng lúc này La Sương Hào cũng không có tâm tư quan tâm nhiều, hắn cần phải tìm càng nhiều tiền càng tốt. Nếu không áp chế được sự kiện này, như vậy hậu quả của nó. Giám đốc La, người ta, cái kia. Khi thấy La Sương Hào nở nụ cười thì Mỹ Mỹ có chút do dự, nàng vội vàng lấy một chiếc khăn tay từ trong túi xách lau mồ hôi trán cho La Sương Hào, sau đó mở miệng giải thích. Con khốn nạn, lấy tiền của tao mà dám đi chơi với thằng khác, cút sang một bên. La Sương Hào cũng không nói nhiều, hắn nhanh chóng cho Mỹ Mỹ một đấm. Mỹ Mỹ nhìn bộ dạng muốn ăn thịt người của La Sương Hào thế là cảm thấy kinh hoàng, nàng thành thật ngồi sang một bên. Chỉ sợ tên khốn này lấy mình ra làm bia để hả giận. Nhưng Mỹ Mỹ căn bản đã nghĩ sai, La Sương Hào lúc này nào có tâm tư quan tâm đến nàng. Hắn suy nghĩ giây lát rồi tiếp tục gọi điện thoại. Ha ha, giám đốc Lưu, như vậy cũng được. Đúng vậy, 6 triệu, anh yên tâm, La Sương Hào tôi là ai anh không biết sao. Hi hi, tôi xin khắc ghi phần nhân tình của anh vào trong lòng. Giám đốc Triệu sao, chào anh. Tôi là La Sương Hào, chúng ta đã cùng nhau chơi một đêm, hôm đó anh thật sự thần dũng, sau này chúng ta nên tiếp tục đi lại nhiều hơn. Sau khi bỏ ra nửa giờ gọi điện thoại thì vẻ mặt của La Sương Hào mới dễ chịu hơn, những cuộc điện thoại vừa rồi tuy làm cho hắn cảm thấy mất mặt, thế nhưng hắn lại có được tiền, ít nhất nói rõ hắn cũng có vài phần năng lượng. Chỉ cần có thể ứng phó được nguy cơ lần này, hắn đã cảm thấy rất có giá trị. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại, không phải đám người kia lại vây quanh hắn như một đám chó đói sao? Con khốn nạn, con điếm, mày nên hiểu cho rõ, ông cũng không dễ sụp đổ như vậy. Tuy cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nhưng La Sương Hào vẫn mỉm cười nói với Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ tuy bị mắng nhưng lại nở nụ cười tươi tắn nói. Giám đốc La, ngài xem mình nói gì kìa, nếu ngài nói ai khác thì tôi tin, nhưng nếu nói ngài thì căn bản là tôi không tin. Vì ai mà không biết ngài là người hùng tài thao lược. Mỹ Mỹ là người giỏi nịnh hót, lúc này lời nói của nàng làm cho La Sương Hào thoải mái. Hắn ôm nàng vào lòng rồi xoa xoa mông, xem như hài lòng với câu trả lời của nàng. Biểu hiện của La Sương Hào làm cho Mỹ Mỹ đỡ sợ hơn, đồng thời cũng hạ quyết tâm, sau này nếu như có liên lạc với khách thì nên đổi số điện thoại, dùng một chiếc điện thoại căn bản là quá nguy hiểm. Tút tút tút. Chiếc điện thoại mà La Sương Hào ném lên chỗ ngồi chợt đổ chuông. Nửa giờ qua điện thoại liên tục vang lên nhưng hắn căn bản không nghe máy, cũng không dám tắt máy. Lúc này La Sương Hào có chút lo lắng, hắn cầm điện thoại lên, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên âm thanh thô bạo. La Sương Hào, đang làm gì, không muốn tiếp điện thoại của ông sao? Bình thường thì La Sương Hào thường mắng người khác, nào có ai dám mắng hắn? Nhưng người ở đầu dây bên kia lại khác, chưa nói đến bối cảnh của đối phương không nhỏ hơn mình, người này còn hung ác và mạnh mẽ hơn cả hắn.
tuy đối phương mở miệng mắng chửi nhưng La Sương Hào vẫn nở nụ cười cực kỳ nhiệt tình. Ha ha, anh Quan, em thích gì thì anh cũng biết rồi đấy, em còn có thể làm gì nữa chứ? Vừa kiếm được một cô nàng ở đài truyền hình, thế cho nên mới vận động một chút. La Sương Hào nói, sau đó lại cười lớn. Anh Quan bên kia căn bản đã qua cơn giận, lúc này cũng không mắng mà trêu chọc. Cậu La, cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên kiềm chế một chút, nếu không sau này mất hết sức khỏe, tinh sạch người vong cũng không hay. Cảm ơn anh Quan đã quan tâm, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dặn dò của anh. Khi nào anh rảnh thì tôi sẽ sắp xếp, chưa nói đến những thứ khác, có vài cô gái mới tiến vào trong đài truyền hình, nhìn qua không tệ, rất có hương vị. La Sương Hào thấy mình được giải vây thì cười cười nói. Ha ha ha, được rồi, việc này để sau rồi hãy nói. Tôi nói cho cậu biết, trong tay tôi lúc này hơi căng, cậu rút tiền dùm tôi, lợi tức cậu chỉ trả tôi một nửa cũng được. La Sương Hào nghe thấy đối phương gọi điện thoại đòi tiền thì thậm chí muốn chửi ầm lên, nhưng đối phương là người mà hắn căn bản không dám đắc tội. Dù hắn cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn dùng giọng nhiệt tình nói. Anh Quan, với tình cảm của hai anh em ta, anh nói như vậy không phải là xem thường em sao? Lúc này tính tiền với anh, tất nhiên phải trả đúng lợi tức, cũng không thể chỉ trả một nửa được. Anh Quan sau khi nghe những lời hứa hẹn đầy hào khí của La Sương Hào thì chợt cảm động, thế là lại trò chuyện như hai anh em. Hai người giao ước cuối tuần sẽ cùng nhau họp mặt góp vui. La Sương Hào cúp điện thoại và gương mặt trở nên âm trầm, trong miệng thầm mắng một câu, sau đó ném điện thoại xuống. Lúc này chiếc điện thoại giống như cảm thấy uất ức, thế là liên tục đổ chuông ầm ĩ. La Sương Hào nhìn những dãy số gọi đến cho mình, hắn cũng không tiếp tục nghe máy, đầu óc đang thầm nghĩ phải làm sao để giải quyết vụ này. Tất cả đều rút tiền sao? Tức cười, cho dù giết chết La Sương Hào cũng không lấy ra nhiều tiền như vậy, chỉ cần có thể vượt qua nguy nan lần này thì hắn sẽ tìm người thích hợp làm chút công tác, sau đó áp chế sự việc xuống bùn. Tút tút tút. Khi La Sương Hào đang cảm thấy rối loạn thì điện thoại của Mỹ Mỹ vang lên. Hắn nhìn thấy đó là số điện thoại của công ty, thế là nhanh chóng nghe máy, chợt nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của nữ quản lý. Giám đốc La, công ty đã hết tiền, ngài nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Không còn tiền, vì sao không còn tiền? Hơn 20 triệu mà nhanh hết vậy sao? Tôi nói cho cô biết, cô không nên vung tay quá chán, phải biết nên làm thế nào. Có hiểu không? La Sương Hào trước nay luôn rất hài lòng vì thái độ phục vụ của cô quản lý, bây giờ hắn nổi nóng mà quên mất, thế cho nên giọng nói tràn đầy ý trách cứ. Nữ quản lý kia chờ La Sương Hào nói xong thì khẽ giải thích. Giám đốc La, nào có 20 triệu, chỉ có 2 triệu vốn lưu động của công ty mà thôi. Cô nói gì, chỉ có 2 triệu sao? Chuyện gì xảy ra, sao lại có thể như vậy? Nhất định là bên phía ngân hàng chưa gửi tiền đến. Cô chờ chút, tôi sẽ thúc giục, tiền sẽ đến ngay. La Sương Hào nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. La Sương Hào đã gọi điện thoại từ khá lâu, sao bây giờ tiền còn chưa được chuyển đến? Không phải là những người kia không chịu chuyển tiền đấy chứ? Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là quyết định ra tay từ giám đốc Lý. Tiếng chuông điện thoại vang lên 3 lượt, giám đốc Lý nghe máy. Chào giám đốc La, tôi là anh Lý. Anh Lý, tiền của anh sao còn chưa được gửi đến? La Sương Hào chờ điện thoại nối thông thì dùng giọng không khách khí hỏi anh Lý. Hi hi, giám đốc La, thật sự xin lỗi, khi ngài gọi điện thoại cho tôi còn tưởng rằng số tiền kia nằm trong tài khoản của công ty, không ngờ lại được sử dụng để trả tiền hàng. Ôi, đây cũng là tôi thất trách. Vừa rồi tôi đã mắng cho đám người quản lý tài vụ và phó tổng giám đốc công ty một chặp. Giám đốc Lý nói bằng giọng tự trách mình, giống như đang thật sự rất căm tức. Nhưng chút trò mèo của giám đốc Lý căn bản không qua mặt được La Sương Hào. Tuy La Sương Hào không phải là người đỉnh cấp thông minh, thế nhưng cũng biết đối phương đang từ chối. Hắn dùng giọng lạnh lùng nói vào trong điện thoại. Anh Lý, trình độ của anh đã đạt đến mức cao rồi. Giám đốc La, tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng ngài yên tâm, anh Lý tôi dù thế nào cũng phải chuẩn bị tiền cho ngài, ngài cứ yên tâm, ha ha ha. Chương 1070, đuôi phượng không bằng đầu gà, hạ. Khốn nạn! La Sương Hào cũng không có tâm tư rông dài với anh Lý,
hắn hổn hển cúp điện thoại, sau đó chửi ầm lên. Bình thường tên khốn này đi theo hắn như một con chó què, bây giờ thấy mình gặp rủi ro thì nhanh chóng trở mặt. Tuy cảm thấy rất không thoải mái nhưng La Sương Hào vẫn phải cố gắng tìm tiền, dù sao nếu hắn không có tiền, như vậy sẽ coi như xong. Sau khi do dự một lúc, hắn bắt đầu gọi điện thoại cho vị giám đốc Lưu có quan hệ tốt với mình. Giám đốc Lưu, chào anh, tôi là La Sương Hào. Chào tiên sinh, giám đốc Lưu của chúng tôi hiện tại đang bận họp, nếu ngài có chuyện gì cứ nói với tôi nhất định sẽ chuyển cáo lời nói của ngài đến giám đốc Lưu. Một giọng nói mềm mại như bông của phụ nữ truyền đến từ đầu dây bên kia, thiếu chút nữa làm cho người ta nghe vào và mê mệt chết người. La Sương Hào trước kia rất tán thưởng những giọng nói như thế này, nhưng bây giờ hắn lại rất muốn mắng người. Hắn căn bản không tin giám đốc Lưu họp hành cái gì, rõ ràng đối phương đang trốn tránh mình, không muốn cho mình mượn tiền. Cô nói cho tên họ Lưu kia biết, nếu như nửa giờ sau không gọi điện thoại cho tôi, ông đây sẽ không để cho hắn yên. La Sương Hào khàn giọng mắng một câu rồi cúp điện thoại, nghĩ lại hắn còn chưa thấy hết giận, thế là không khỏi vung tay ném điện thoại đi. Chiếc điện thoại của Mỹ Mỹ là do La Sương Hào bỏ ra 30 ngàn mua về. Chiếc điện thoại này cũng không phụ lòng giá tiền người bỏ ra mua nó, tuy bị ném mạnh xuống gầm xe nhưng vẫn không có vấn đề. La Sương Hào nhìn ánh đèn liên tục chớp tắt của điện thoại mà thật sự giống như nổi điên, hắn cầm điện thoại lên, thế nhưng những người được hắn gọi đến đều giống như căn bản không thể nào nghe máy, người nghe phần lớn là thư ký. Đám người mà ngày thường xưng anh em với hắn bây giờ căn bản không thể tìm ra tung tích. Giám đốc Lý, tôi bây giờ đang khó khăn, cần anh giúp đỡ một chút, tôi sẽ khắc ghi ân tình của anh cả đời. Sau khi nối thông điện thoại với anh Lý, La Sương Hào giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, hắn dùng giọng cầu khẩn nói. Mỹ Mỹ lẳng lặng ngồi trong xe, nàng nhìn La Sương Hào biểu diễn hơn một giờ, trong lòng thầm cảm thấy chán nản với người đàn ông này. Trước kia khi phát triển xuôi dòng thì thật sự huy anh hoang hốt hách không ai bằng, bây giờ thì sao? Đúng là chó nhà tang. Bốp! La Sương Hào ném điện thoại ra ngoài xe, hắn dùng giọng điên cuồng quát. Khốn kiếp! Các người là loại quái quỷ gì? Chờ ông vượt qua cửa ải lần này, ông sẽ không cho chúng mày được yên. Mà cười ông phải không con gái điếm, tao nói cho mày biết, nếu mày còn cười ông giết mày, cho mày xuống dưới cầu vượt ngủ với đám ăn mày. Mỹ Mỹ ngồi bên kia dùng ánh mắt hèn mọn nhìn La Sương Hào, thế nhưng lúc này cũng nhận lấy tai bay vạ gió. Giám đốc La, anh. Mỹ Mỹ nhìn bộ dạng của La Sương Hào, nàng định nói hai câu, thế nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng thì La Sương Hào đã hung hăng nói. Biến, cút đi cho tôi, cút đi xa vào. Nếu là trước kia thì Mỹ Mỹ sẽ sử dụng đủ mọi thủ đoạn để được ở bên cạnh La Sương Hào, nhưng bây giờ nàng căn bản không có tâm tư phản ứng. Nàng lắc mông nhanh chóng bỏ đi. La Sương Hào lúc này căn bản không còn hăng hái như dĩ vãng, hắn dùng hai tay nâng đầu, sau đó rơi vào trầm ngâm. Không thể như vậy được. La Sương Hào chợt quát lên rất lớn giống như người điên. Tần Vân Duy cau mày ngồi trong phòng làm việc của mình, trong lòng thầm bực bội. Những ngày qua thật sự giống như ác mộng với hắn, đôi khi hắn cảm thấy đó không phải là sự thật. Thế nhưng sự thật nói cho Tần Vân Duy biết đó hoàn toàn là thật, cũng không có gì là giả. Cuộc sống của hắn, kinh nghiệm của hắn sắp sửa. Không, phải nói là trải qua tổn thất nặng nề. Hắn không còn phát triển như diều gặp gió, căn bản là chảy xuống như thác nước. Tần Vân Duy là thư ký của bí thư La Nhân Huy, hắn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất thư ký thành phố Sơn Viên, hào quang vô hạn. Dù là đám lãnh đạo đơn vị ban ngành trong thành phố hay là lãnh đạo tỉnh, tất cả đều nể mặt hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy những năm qua mình phát triển quá tốt. Thế nhưng bây giờ hắn chợt sinh ra cảm giác tất cả sụp đổ. La Sương Hào đã biến mất, thế nhưng thế cục rối rắm mà tên kia để lại đã làm khuấy động tỉnh Sơn Nam. Tần Vân Duy cũng vì sự kiện này mà cảm thấy rất phiền lòng. Hắn cũng không phải đau lòng vì ném vào trong công ty của La Sương Hào vài trăm ngàn, hắn cảm thấy đau lòng vì tương lai chính trị của mình. Tiền đã không có, mình có thể tiếp tục làm ra, nhưng tương lai chính trị không còn thì tai họa ngập đầu. Hắn là một người trong quan trường, cảm giác như vậy thật sự đau khổ và tuyệt vọng. Trong tỉnh Sơn Nam thì hắn dù là thư ký của La Nhân Huy, thế nhưng người được hắn tâm phục khẩu phục chính là bí thư Vương Tử Quân.
Nếu so về tuổi thì hắn hơn Vương Tử Quân một tuổi, nhưng người kia bây giờ đã là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy La Nam, càng sáng tạo ra bước phát triển thần kỳ của thành phố La Nam. Sau khi làm thư ký cho La Nhân Huy thì hắn lấy Vương Tử Quân làm tấm gương, chuẩn bị nhờ vào bệ đỡ là La Nhân Huy để phát triển thêm một bước. Tất cả giống như phát triển theo đúng ý nguyện của hắn, vì vậy mà sau khi làm thư ký cho bí thư La Nhân Huy được 2 năm, hắn đã là một thư ký cấp chính cục, chỉ cần xuống tuyến dưới rèn luyện thì ít nhất cũng là người làm chủ một phương. Càng làm cho Tần Vân Duy cảm thấy vui mừng chính là bí thư La Nhân Huy luôn theo sát tiến độ của bí thư Hào Nhất Phong, địa vị trong tỉnh Sơn Nam phát triển như gió lốc. Sự kiện bí thư La Nhân Huy tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy căn bản đã giống như ván đóng thuyền. Những ngày qua có không ít người tìm hiểu về vấn đề này, thế nhưng Tần Vân Duy luôn giữ xứng đáng thái độ của một vị thư ký, căn bản không cho ra bất kỳ bình luận gì về điều này. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ đắc ý, hắn càng đang do dự vì mình có nên đi theo bí thư La Nhân Huy hay quá độ ở một quận huyện nào đó trong tỉnh Sơn Nam. Tần Vân Duy không phải là người quyết đoán ở phương diện này, khi bí thư La Nhân Huy chuẩn bị trưng cầu ý kiến của hắn, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi theo bí thư La Nhân Huy, như vậy thì mình mới có thể tiến xa hơn. Nhưng khi Tần Vân Duy chuẩn bị biểu hiện ý nghĩ tốt đẹp của mình ra, lúc này những vấn đề của tập đoàn Sương Hạo lại bộc phát. Những ngày qua Tần Vân Duy ra khỏi nhà đều phải đi cửa sau, hơn nữa gương mặt âm trầm của bí thư La Nhân Huy lại càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.